Cao Hiểu Bạch nói, ngươi không nhớ rõ, ngươi từ nhỏ đã nhát gan sợ phiền phức. Hứa Thuần Lương nói, ta gọi là điệu thấp, chúng ta lão Hứa nhà võ công gia truyền quá lợi hại, ta khi còn bé xuất thủ khống chế không nổi lực lượng, vạn nhất đả thương người không tốt. Đổi thành đi qua, Cao Hiểu Bạch khẳng định không tin, nhưng bây giờ nàng lại có chút tin tưởng, nàng hỏi ra ra trợ giúp Vương Mại Đằng xoa bóp sự tình, Hứa Thuần Lương thừa nhận là mình dạy cho hắn, có bệnh trị bệnh, vô bệnh cường thân, dù sao đối tiểu mập mạp không có chỗ xấu. Cao Hiểu Bạch cũng không phải muốn chỉ trích hắn, thở dài nói, ta cô phụ gần nhất đơn vị kinh tế đình trệ, thu nhập rất thấp, tâm tình không tốt, ta tiểu cô công việc lại bận bịu, hai người đều không có thời gian chiếu cố Vương Mại Đằng, để một cái lão nhân ra chiếu cố hài tử, đang giáo dục bên trên luôn luôn có khiếm khuyết. Hứa Thuần Lương nói, ngươi có thể nhiều giúp đỡ chút. Cao Hiểu Bạch nói, ta hiện tại học tập nhiệm vụ cũng rất nặng, chỉ có thể cuối tuần rút thời gian trôi qua, giúp đỡ hắn phụ đạo hạ bài tập, ta nhìn hắn chính là đa động chứng, lực chú ý không tập trung, ta cô còn không thừa nhận, phi thường kháng cự dẫn hắn đi xem bệnh, vì chuyện này cặp vợ chồng không ít cãi nhau. Hứa Thuần Lương nói, các nhà đều có nỗi khó xử riêng, bất quá ta nhìn Vương Mại Đằng thật cơ trí, chỉ muốn tìm đúng phương pháp, học tập hẳn là có thể đi lên, coi như không thể đi lên cũng không có gì. Ta học tập không giỏi, hiện tại không phải cũng cùng ngươi tại cùng một trường đại học học tập. Cao Hiểu Bạch nhịn không được bật cười, mặc dù bây giờ hai người đều tại trường đại học này bên trong, nhưng hai người tính chất hoàn toàn không giống. Lúc này có vị trung niên giáo sư bưng bàn ăn đi tới, đi vào Cao Hiểu Bạch sau lưng, đưa ra một cái tay nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của nàng, Hiểu Bạch, ăn cơm đâu? Cao Hiểu Bạch xoay người kêu một tiếng Khúc giáo thụ. Hứa Thuần Lương nhận ra con hàng này chính là ngày đó tại hai cửa trường đập Cao Hiểu Bạch bả vai vị kia, con hàng này cái gì mau bệnh, động một chút lại đập người nhà nữ hài tử bả vai, đừng nhìn bề ngoài ra vẻ đạo mạo, đoán chừng đầy mình nam đạo nữ sướng. Khúc giáo thụ bưng bàn ăn thuận thế ngồi tại Cao Hiểu Bạch bên người, nhìn Hứa Thuần Lương một chút, hướng Cao Hiểu Bạch cười nói, bằng hữu của ngươi. Cao Hiểu Bạch nói, tiểu học đồng học. Thủy Mộc. Cao Hiểu Bạch nghĩ đến phải làm thế nào giới thiệu Hứa Thuần Lương. Hứa Thuần Lương đáp, đại nhị. Khúc giáo thụ nói, Hiểu Bạch đều nghiên cứu sinh. Hứa Thuần Lương nói, ta học lại. Hắn hướng Cao Hiểu Bạch nói, Hiểu Bạch phiền phức giúp ta thỉnh bát canh trứng. Cao Hiểu Bạch nhẹ gật đầu, đứng dậy đi. Cao Hiểu Bạch vừa đi, Khúc giáo thụ lập tức không để ý Hứa Thuần Lương. Hứa Thuần Lương nói, ngu xuẩn. A, Khúc giáo thụ cho là mình nghe lầm. Hứa Thuần Lương tự tiếu phi tiếu nói, a cái gì a? Chính là để cho ngươi, ngươi nhà người nào ta một chút liền có thể thấy rõ ràng. Cái gì tố chất, ngươi sao có thể há miệng liền mắng người đâu? Cái nào hệ, ta phải hướng các ngươi lãnh đạo phản ứng. Phản ứng ngươi tê liệt, tin hay không lão tử đem bụng của ngươi bên trong điểm này tâm địa gian rào tất cả đều cho móc ra. Ngươi, Khúc giáo thụ tức giận đến cứng họng. Ngươi cái gì ngươi, mau cút cho ta, tốt nhất đem ngươi ý đồ xấu cho ta thu lại. Không phải ta đem ngươi cây kia mấy thứ bẩn thỉu cắt bỏ nhét trong miệng ngươi đi. A, à, Khúc giáo thụ mặt đều xanh, Thủy Mộc làm sao lại xuất hiện tố chất thấp như vậy người. Hắn nhất định phải tra ra tiểu tử này là cái kia viện hệ, muốn để người này trả giá đắt. Cao Hiểu Bạch giúp Hứa Thuần Lương múc một chén canh trở về, nhìn thấy Khúc giáo thụ bưng bàn ăn quay người đi, ngạc nhiên nói, Khúc giáo thụ đi như thế nào? Hứa Thuần Lương nói, hắn mắng ta. Nói mò, giáo sư người rất tốt. Hứa Thuần Lương nói, ngươi có phải hay không độ cao cận thị a? Cao Hiểu Bạch nói, Hứa Thuần Lương, con mắt ta rất tốt, ngươi cũng không hiểu rõ người ta. Hứa Thuần Lương cười nói, dù sao ta đem lời dựng ở chỗ này, nếu là hắn dám đối ngươi có cái gì ý nghĩ xấu, ngươi nói với ta một tiếng, ta giúp ngươi giải quyết. Cao Hiểu Bạch nói, ngươi đừng đem trên xã hội bộ kia mang tới trường học, nơi này tập tục rất tốt, biết vì cái gì gọi tháp ngà sao? Ngà voi không phải hàng cấm sao? Một tôn tháp ngà mặt ngoài nhìn xem trắng noãn thuần khiết, nhưng phía sau tất nhiên có cái máu tanh cố sự. Cao Hiểu Bạch bị hắn nói đến không có khẩu vị, lấy cớ còn phải đi học sớm rời đi. Hứa Thuần Lương nhìn thấy Khúc giáo thụ còn đang dùng cơm, đổi một cái khác nữ sinh viên trò chuyện phi thường tâm, lặng lẽ đập tấm hình, sau đó phát cho Mặc Hàm, để nàng hỗ trợ điều tra thêm vị giáo sư này tác phong thế nào. Hứa Thuần Lương lúc đầu cũng không có nhàm chán như vậy. Nhưng chuyện này dù sao cùng Cao Hiểu Bạch có quan hệ, đừng nhìn Cao Hiểu Bạch là thủy mộc cao tài sinh, nhưng là tại trong tháp ngà ngốc lâu rõ ràng quá mức đơn thuần, đối người tâm hiểm ác nhận biết không đủ, hắn nhất định phải kịp thời cho nàng một cái nhắc nhở, đổi thành người khác hắn mới lười hỏi.
Hứa Thuần Lương tra Khúc giáo thụ, Khúc giáo thụ cũng tra hắn, giữa trưa vô duyên vô cớ bị một cái học sinh mắng một trận, có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục, tra Hứa Thuần Lương tư liệu cũng không khó, làm rõ ràng Hứa Thuần Lương cũng không phải là thủy mộc chính thức học sinh, Khúc giáo thụ vẫn là liên hệ Europa Thương học viện phương diện, hướng bọn hắn khiếu nại Hứa Thuần Lương giữa trưa nhục mạ chuyện của hắn, kỳ thật hắn cũng rõ ràng dạng này khiếu nại không được tác dụng quá lớn. Hứa Thuần Lương trở lại Đông Châu tiệm cơm không lâu, Mặc Hàm lại tới. Vừa vặn gặp phải giờ cơm, Hứa Thuần Lương mời nàng đi phòng ăn ăn cơm, hai người ngồi xuống, Mặc Hàm lật xem menu thời điểm, Mai Như Tuyết gọi điện thoại tới, hỏi hắn hôm nay đi học có thuận lợi hay không. Hứa Thuần Lương nói đến đừng đề cập tốt bao nhiêu, Mai Như Tuyết để hắn an tâm lên lớp, hai ngày này nàng tại cùng trong nhà đấu trí đấu dũng, chỉ cần có cơ hội nàng sẽ trở ra cùng gặp mặt hắn. Hứa Thuần Lương cái nào có thể làm cho nàng một mình phấn chiến, đề nghị nàng an bài mình cùng Kiều gia lão gia tử gặp mặt, bắt giặc trước bắt vua, chỉ cần làm xong Kiều lão gia tử, hết thảy vấn đề tự nhiên giải quyết dễ dàng. Hứa Thuần Lương đánh trọn vẹn 5 phút đồng hồ điện thoại, nhìn thấy Mặc Hàm vẫn tại không nhanh không chậm đảo menu, làm sao? Còn không có điểm tốt. Mặc Hàm nói, vẫn là ngươi đến đề cử đi. Hứa Thuần Lương đúng giờ đồ ăn đâu? Chú Kinh bạn phó chủ nhiệm truyền quốc dân bồi tiếp mấy người khách đến đây, truyền quốc dân trải qua thời điểm cùng hắn lên tiếng chào hỏi, hỏi hắn làm sao không có đi phòng. Hứa Thuần Lương cười nói, hai người tùy tiện ăn một chút. Truyền quốc dân nói, vậy ngươi liền chớ để ý, ta đến an bài đi. Hứa Thuần Lương cũng không có khách khí với hắn, không bao lâu phục vụ viên bắt đầu mang thức ăn lên, đưa lên một bình trương rượu rồng rượu tửu trang đơn nhất vườn, rượu này là gần nhất tại bọn hắn cái này bên trong làm mở rộng. Được cho trương dụ cấp cao hệ liệt. Hứa Thuần Lương để phục vụ viên hỗ trợ mở trước tỉnh dậy. Mặc Hàm nhìn một chút cái này hoàn cảnh chung quanh, Đông Châu tiệm cơm trùng tu hơi nghi ngờ cổ xưa một chút, bất quá vị trí cũng không tệ lắm, nhất là cổng bãi đỗ xe rất lớn, Đông Châu thị năm đó tướng nơi này mua lại, bây giờ nhìn ra sao sáng suốt. Phục vụ viên đưa lên 4 đạo tinh xảo rau trộn, phân lượng không lớn, nhưng là phi thường dụng tâm. Mặc Hàm nói, xem ra ngươi ở chỗ này nhân duyên không tệ. Hứa Thuần Lương nói, đâu chỉ nơi này, ở đâu ta đều có bằng hữu. Hắn cho Mặc Hàm rót chén rượu đỏ. Mặc Hàm chập chờn một chút chén rượu, ngửi ngửi đỏ mùi rượu, cứ dù không sai, hai người đụng một cái chén rượu. Hứa Thuần Lương uống một hớp lớn, trước mắt hắn còn không có học được nhấm nháp rượu đỏ, nhíu mày, muốn học người trang bức cũng không dễ dàng như vậy. Mặc Hàm nói, không phải chứ, rượu văn hóa không giống. Người uống nhiều quá liền đã hiểu. Để ly rượu xuống nói, có thể a, ngày đầu tiên đi học liền đem người ra học trường học chứ danh giáo sư đắc tội. Hứa Thuần Lương nói, cha được không? Cháu trai kia có phải hay không có vấn đề? Mặc Hàm nói, ta cũng không phải ngươi người hầu, người dựa vào cái gì cả ngày để ta giúp ngươi làm sự tình. Hứa Thuần Lương nói, nghĩ như thế nào ngươi, ta nhưng một mực đem ngươi trở thành bằng hữu của ta. Bằng hữu? Hồng nhan chi kỷ. Mặc Hàm nói, dừng lại, ta không dám nhận, ta căn bản liền không hiểu rõ ngươi, ta không phải là bằng hữu của ngươi, càng không phải là ngươi chi kỷ, ta không với cao nổi. Đó chính là xem thường ta chứ sao? Mặc Hàm không nhanh không chậm nói, ta trước đó vì ngươi làm nhiều chuyện như vậy, không phải ta muốn làm, mà là Loan Tổng an bài cho nhiệm vụ của ta, ngươi đối Loan Tổng có ân cứu mạng, bất quá Loan Tổng trong khoảng thời gian này cũng giúp ngươi đã làm nhiều lần sự tình. Ta cảm thấy ân tình cũng hẳn là còn phải không sai biệt lắm. Hứa Thuần Lương nói, giữa bằng hữu, cái gì có trả hay không, có chuyện gì để cho ta hỗ trợ ngươi một mực nói thẳng. Mặc Hàm chính muốn nói chuyện, lúc này một vị sư phụ đẩy thịt vịt nướng đến đây, nguyên lai Đông Châu tiệm cơm mới vừa từ Ngọc Rừng mời tới một vị thịt vịt nướng sư phụ, đoạn này thời gian chủ đánh thịt vịt nướng, truyền quốc dân cũng cho bọn hắn an xếp lên trên. Mặc Hàm phát hiện Hứa Thuần Lương ở chỗ này thật đúng là khách quý đãi ngộ. Đêm nay đồ ăn đoán chừng hai người bọn hắn ăn không hết, khó trách con hàng này đặt vào tập trung học tập an bài rượu cửa hàng không đi, chịu đựng tại Đông Châu tiệm cơm. Mặc Hàm đem Khúc giáo thụ một chút tư liệu phát cho hắn, Hứa Thuần Lương giúp nàng cuốn thịt vịt nướng, biểu hiện được phi thường quan tâm, dù sao tìm người ta làm việc đến khách khí một chút. Mặc Hàm lại đem hắn cầm chắc y nguyên không thay đổi đưa trở về, Hứa Thuần Lương nháy nháy mắt, đây là ngại tay mình bẩn. Hứa Thuần Lương cũng không có miễn cưỡng nàng. Gắp lên nhét vào mình miệng bên trong, đồ vật của mình không bẩn. Hứa Thuần Lương xem hết Mặc Hàm tìm đến tư liệu, cảm thán nói, ta cứ nói đi, con hàng này xem xét cũng không phải là vật gì tốt, quay đầu ta phát cho Cao Hiểu Bạch. Mặc Hàm nói,
tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, trên đời này rất nhiều chuyện một cây làm chẳng nên non, một người muốn đánh một người muốn bị đánh. Hứa Thuần Lương nói, Cao Hiểu Bạch hẳn không phải là loại người này. Mặc Hàm nói, nhìn thấy Mai Như Tuyết rồi. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu. Mặc Hàm thở dài nói, người quả nhiên là phiền phức. Hứa Thuần Lương nói, đúng rồi, này chuỗi dây chuyền hôm nào trả lại cho ngươi, nàng không muốn. Mặc Hàm nói, đưa ra ngoài đồ vật, ta là sẽ không lại cầm về, thứ bảy không muốn an bài sự tình khác, ngươi đã đáp ứng ta sự tình phải làm. Tại bảo lệ năm mới đấu giá hội bên trên, Hứa Thuần Lương đã đáp ứng nàng muốn giúp nàng chỉ một người, cũng nên đến thực hiện thời điểm. Hứa Thuần Lương nói, ta trước mắt không có làm nghề y tư cách, cần khám bệnh, cần mời một người giúp ta một tay. Mặc Hàm lạnh nhạt nói, cái bóng. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu, cô nàng này quá thông minh, bất kỳ cái gì sự tình đều một điểm liền rõ ràng, cùng với nàng ở chung nhất định phải cẩn thận, hiện tại đã có thể kết luận nàng cùng Loan Ngọc Xuyên tất cả đều cùng Mặc gia có chặt chẽ không thể tách rời liên hệ, bọn hắn tiếp cận mình mục đích khẳng định không phải báo ân đơn giản như vậy, cuối cùng mục đích vẫn là vì xương rồng bí mật. Mặc Hàm nói, người ta có thể giúp ngươi tìm. Hứa Thuần Lương nói, chính ta an bài, khách lữ hành phí và hội chẩn phí. Mỗi ngày 1 vạn. Hứa Thuần Lương nói, một lời đã định. Uông Kiến Thành tướng kia nhánh sâm cao ly đặt ở phụ thân trên bàn công tác. Cha, Kiều Như Long tới, đây là Kiều gia gia ủy thác hắn cho ngài mang tới lễ vật. Uông Chính Đạo nhìn lướt qua, thanh âm trầm giọng nói, ta hôm nay thân thể có chút không thoải mái, ngươi cùng Như Long nói một tiếng. Uông Kiến Thành nhẹ gật đầu, phụ thân những năm này đã rất ít gặp khách, cho dù đối phương là Kiều Như Long, đoán chừng có thể để cho phụ thân phá lệ cũng chỉ có thể là Kiều Lão, nhưng là Kiều Lão không có khả năng chủ động đến nhà trước tới thăm một cái vãn bối. Uông Chính Đạo trong lòng vẫn tại cân nhắc nhi tử thuật lại Kiều Như Long, Kiều Lão ủy thác cháu trai đến xem mình, đó chính là nói Kiều Như Long đại biểu Kiều Lão mà đến, năm mới vừa qua khỏi, khoảng cách Tết Xuân còn có một đoạn thời gian, giống như cũng không là một cái tặng lễ tốt nhất thời tiết. Kiều Như Long hôm nay tới đây vì cái gì? Chẳng lẽ là vì chuyện hai nhà đám hỏi? Người đi bồi Như Long đi. Uông Kiến Thành cách trước khi đi, nhịn không được nói, cha, ta nói cho ngươi đến kia danh trung y, ngài nhìn. Uông Chính Đạo khoát tay áo, hiển nhiên không có có bất kỳ hứng thú gì, trong nước tốt nhất trung y đại sư trên cơ bản đều vì hắn hỏi bệnh qua, thì tính sao? Vẫn là không có có bất kỳ cải thiện. Kiều Như Long ngồi ở trên ghế salon, Uông gia hắn cũng không phải lần đầu tiên đến, hắn càng thường đi địa phương là Uông lão nhà, nơi này là Uông Chính Đạo chỗ ở, Uông Chính Đạo từ khi sinh bệnh về sau, thâm cư không ra ngoài, cùng trên xã hội các mặt cơ hồ đều cắt đứt liên lạc, người khác biết hắn sinh quái bệnh, cũng tận lượng không tới quấy rầy hắn. Uông Chính Đạo thê tử Phùng Nhất Bình xử lý ngoại sự công việc, Uông Chính Đạo sinh bệnh về sau, cặp vợ chồng cũng sinh ra một chút mâu thuẫn, mặc dù không có ly hôn, nhưng là ở vào trên thực tế ở riêng trạng thái. Phùng Nhất Bình cũng là sự nghiệp hình nữ tính, không có khả năng hy sinh sự nghiệp để ở nhà chiếu cố Uông Chính Đạo, có lẽ đây chính là bọn hắn mâu thuẫn căn nguyên chỗ. Uông Kiến Thành trở lại Kiều Như Long bên người, hướng hắn cười cười nói, không có ý tứ, cha ta hôm nay trạng thái thân thể không tốt, liền không tiện ra. Kiều Như Long có thể lý giải, hắn cũng nghĩ đến, ra ra để hắn đem sâm cao ly cho Uông Chính Đạo đưa tới, chỉ là căn này sâm cao ly chẳng lẽ liền có thể thăm dò ra Uông gia thái độ. Uông Chính Đạo hoàn toàn chính xác mắc phải quái bệnh, người ta không ra gặp khách cũng có thể lý giải, cũng không thể cho thấy hắn đối Kiều gia lãnh đạm. Bởi vì Gia Gia cũng không nói rõ, cho nên Kiều Như Long cũng tại phỏng đoán ý của Gia Gia, muốn biết Kiều gia ý tứ, vì cái gì không để cho mình trực tiếp đi gặp Uông Lão. Hai vị lão nhân là bạn rất thân, tại Kiều Như Long trong ấn tượng, Uông Chính Đạo sinh bệnh trước đó, hàng năm đều sẽ đi cho Gia Gia chúc Tết. Hắn không cho rằng hai nhà tồn tại vấn đề gì. Tại hai nhà thông gia trong chuyện này, cũng là Uông gia biểu hiện được càng thêm tích cực. Kiều Như Long nói, ngày hôm qua buổi hòa nhạc đặc sắc sao? Uông Kiến Thành sửng sốt một chút, bất quá hắn lập tức phản ứng lại, Kiều Như Long hẳn còn chưa biết buổi hòa nhạc nhạc đệm, Mai Như Tuyết không có khả năng tưởng tượng tình cáo tố hắn, Diệp Thanh Nhã thân là thê tử của hắn thế mà cũng không có hướng hắn chuyển đạt, xem ra cái này hai vợ chồng cũng không phải thân mật vô gian, ra ngoài chính trị mục đích hôn nhân phần lớn như thế. Uông Kiến Thành nói, đặc sắc, vô luận buổi hòa nhạc bản thân, vẫn là trong lúc đó phát sinh sự tình đều rất đặc sắc, Mai Như Tuyết sở tác sở vi để hắn đã mất đi không ít mặt mũi, nhưng là hắn đối với mình tổng thể biểu hiện coi như hài lòng,
thông qua chuyện lần này hắn cũng nhận thức lại Hứa Thuần Lương, cũng không sẽ chủ động hướng đừng người nhắc lên cụ thể chi tiết. Kiều Như Long nhấp một ngụm trà nói, Tiểu Tuyết tính tình tương đối quật cường, người muốn bao nhiêu đảm đương một chút. Uông Kiến Thành nói, Long ca, ngài gặp qua Hứa Thuần Lương sao? Kiều Như Long trong lòng tự nhủ, hai ngày trước vẫn là ta đem Hứa Thuần Lương ảnh chụp cho ngươi xem, làm sao thế mà hỏi ta vấn đề này, chẳng lẽ bọn hắn đã gặp bột? Kiều Như Rồng lắc đầu, không có cơ hội, không cùng cấp tầng người cơ hội gặp mặt vốn cũng không nhiều. Uông Kiến Thành nói, tiểu tử này rất có một bộ. Kiều Như Long lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt, muội muội thưởng thức người khẳng định có hắn sở trường, nhưng thì tính sao? Vô luận hắn năng lực như thế nào xuất chúng cũng rất khó đánh vỡ giai cấp hàng rào, có một số việc từ ngươi xuất sinh liền chú định, cổ kim nội ngoại đều là như thế, hắn đối Hứa Thuần Lương không có hứng thú, chân chính làm hắn cảm thấy hứng thú ngược lại là Uông Kiến Thành thái độ, Uông Kiến Thành đối Hứa Thuần Lương hứng thú giống như vượt qua mai như tuyết, dù sao rất ít nghe hắn ở trước mặt mình nhắc lên muội muội. Kiều Như Long nói, chả có chút nguội mất. Uông Kiến Thành một giọng nói không có ý tứ, tranh thủ thời gian cho hắn thay đổi trà mới, có chút hoài nghi Kiều Như Long những lời này là không phải một câu hai ý nghĩa. Kiều Như Long giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ, không quấy rầy, người giúp ta cùng thúc thúc nói một tiếng, ta còn có việc, trở về. Uông Kiến Thành nói, gấp cái gì, ta còn có chuyện muốn thỉnh giáo ngài đâu. Kiều Như Long nói, ra ra để cho ta nhanh đi mau trở về. Ta không dám không nghe theo a. Hắn đứng dậy vỗ vỗ Uông Kiến Thành bả vai, hôm nào cùng một chỗ chơi bóng. Được rồi. Uông Kiến Thành đưa đến ngoài cửa, đưa mắt nhìn Kiều Như Long xe rời đi, lúc này mới trở về, nhìn thấy vừa mới cho Kiều Như Long ngược lại đến trà mới, một chút cũng không nhúc nhích. Uông Kiến Thành trở lại phụ thân thư phòng, nhìn thấy phụ thân vẫn bưng lấy kia nhánh sâm cao ly ngắm nghía. Cha, móc lửng. Uông Chính Đạo nhíu mày, khách nhân đi rồi. Uông Kiến Thành nhẹ gật đầu, hắn nói Kiều Gia Gia gọi hắn trở về còn có chuyện khác. Uông Chính Đạo đánh giá một chút thời gian, nguyên thoại là cái gì? Uông Kiến Thành về suy nghĩ một chút, hắn nói Kiều Gia Gia để hắn nhanh đi mau trở về, hắn không dám không nghe theo. Uông Chính Đạo trong tay sâm cao ly bỗng nhiên trở nên nặng nề, Kiều Lão để Kiều Như Long tới tuyệt không phải là vì đến thăm bệnh đơn giản như vậy, nhanh đi mau trở về. Chứng minh bạch mình không thấy Kiều Như Long đã sớm tại Kiều Lão trong dự liệu, không dám không nghe theo có ý tứ là, Kiều Lão để Kiều Như Long làm cái gì, hắn liền sẽ làm cái gì. Đến Kiều Lão loại cảnh giới này, sẽ không làm bất luận một cái nào không có chút ý nghĩa nào sự tình. Uông Kiến Thành cảm thấy phụ thân lúc này có vẻ hơi kỳ quái, cha, có cái gì không đúng sao? Ngoại trừ hắn còn nói cái gì? Không nói gì. Uông Chính Đạo cảm thấy tâm tình càng phát ra không xong. Khoát tay áo, người đi ra ngoài trước đi. Uông Kiến Thành cũng không có lập tức rời đi, cha, có chuyện ta muốn theo ngài thương lượng. Đạt được phụ thân đáp ứng về sau, Uông Kiến Thành nói, ta cùng Mai Như Tuyết sự tình, nàng kỳ thật trong lòng đã có người. Uông Chính Đạo bình tĩnh nhìn qua nhi tử, hắn làm sao lại không biết Mai Như Tuyết sự tình đâu. Bầy mưu nghĩ kế bên trong, quyết thắng ngoài ngàn dặm, hắn mặc dù không ra khỏi cửa, nhưng là hắn với bên ngoài hết thảy giải đến không có chút nào ít. Uông Kiến Thành nói, ta cảm thấy, coi như thông gia thành công, đối ta Uông gia cũng không quá lớn có ích. Ngươi cảm thấy ta sở dĩ thúc đẩy chuyện này là vì hy sinh chúng ta Uông gia lợi ích, hy sinh cá nhân của ngươi hạnh phúc. Cha, ta không có ý tứ này, ta chỉ là muốn biết, gia gia vì cái gì nhất định phải thực hiện lời hứa năm đó. Một số thời khắc thông gia không phải coi trọng đối mới có thể mang cho ngươi lợi ích, mà là muốn phòng ngừa hắn trở thành địch nhân của ngươi. Uông Kiến Thành cũng không hiểu phụ thân lời nói, coi như hai nhà thông gia chưa thành, gia gia cùng Kiều Lão vẫn là bằng hữu tốt nhất, đã từng sự nghiệp bên trên cộng tác, mấy chục năm bằng hữu, không có khả năng bởi vì thông gia không thành trở mặt thành thù a. Kiều Như Long tướng chuyến này tình huống từ đầu chí cuối hướng gia gia nói một lần, Kiều Lão một bên nghe một bên cạnh gật đầu. Kiều Như Long nói, ta lần này đến đi vội vàng, Uông thúc thúc sẽ có hay không có ý nghĩ? Kiều Lão cười nói, ý nghĩ của hắn vẫn luôn rất nhiều, đáng tiếc a, thân thể không cho phép. Kiều gia cùng Uông gia có năng lực nhất hai cái hậu bối, Kiều Viễn Sơn hủy về mặt tình cảm bên trên, Uông Chính Đạo hủy ở trên thân thể, thật sự là tạo hóa trêu ngươi. Bất quá người nhà họ Uông Ninh thịnh vượng, Uông Lão cái khác mấy con trai đều tại trọng yếu bộ môn nhậm chức, 10 năm này ở giữa, này lên kia xuống. Uông gia thực lực tổng hợp giống như có lẽ đã toàn diện vượt qua Kiều gia. Kiều Như Long nói, ngài là để cho ta đi dò xét Uông thúc thúc thái độ,
Kiều lão nói, Uông gia thái độ ta vẫn luôn biết. Kiều Như Long nói, thông ra là bọn hắn chủ động nói ra. Kiều lão nói, ta bây giờ suy nghĩ một chút, vẫn là phải tôn trọng Tiểu Tuyết ý kiến. Kiều Như Long nội tâm chấn động, ra ra có ý tứ gì? Hắn đổi ý rồi, không suy nghĩ thêm thông ra sự tình, chẳng lẽ vẻn vẹn bởi vì Uông Chính Đạo đối với mình lãnh đạm? Không có khả năng, ra ra hẳn là cân nhắc đến lần này thông ra không có khả năng cho gia tộc của bọn hắn mang đến muốn lợi ích, đã như vậy, cũng không cần phải hy sinh muội muội hạnh phúc. Kiều Như Long nói, ngài không phải đã đáp ứng Uông ra ra. Kiều lão lạnh nhạt nói, cũng không phải xã hội xưa, hiện tại cũng giảng cứu yêu đương tự do, đã Tiểu Tuyết đều không thích hắn, chúng ta cần gì phải khó xử nhà mình hài tử. Kiều Như Long nói, nếu như nàng biết ngài đồng ý nàng cùng Hứa Thuần Lương sự tình, không biết sẽ có bao nhiêu vui vẻ. Ta chỉ nói là không còn yêu cầu nàng cùng Uông gia thông gia, ngươi không muốn xuyên tạc ta ý tứ. Kiều Như Long giật mình nhìn qua Gia Gia, Gia Gia hẳn là một lần nữa điều chỉnh bố cục. Hứa Thuần Lương đem Mặc Hàm điều tra đến vật liệu phát cho Cao Hiểu Bạch, lại không có đạt được Cao Hiểu Bạch hồi phục. Hứa Thuần Lương có loại uổng làm tiểu nhân cảm giác, Cao Hiểu Bạch 89 phần 10 cảm thấy mình phía sau điều tra người có chút không chính cống, bất quá hắn cũng coi như hết lòng quan tâm giúp đỡ, hắn đối Cao Hiểu Bạch quan tâm cũng là bởi vì Cao Tân Hoa nguyên nhân. Xế chiều hôm đó hắn chạy trốn một tiết khóa, vốn muốn cho Trần Thiên Phàm hỗ trợ đánh dấu, nhưng Trần Thiên Phàm cũng giống như hắn lựa chọn trốn học, không qua người ta an bài thư ký qua đến thay hắn, kỳ thật có ký hay không đến một dạng có thể tốt nghiệp, nhưng mọi người vẫn là phải đối khóa đường tỏ vẻ ra là nhất định tôn trọng. Hai người cùng rời đi, đến đi ra bên ngoài, Trần Thiên Phàm thở dài nhẹ nhõm, ta sợ nhất lên lớp, không nói gạt ngươi, ta tối hôm qua đều thấy ác mộng. Hứa Thuần Lương nhìn không được bật cười, nghiêm trọng như vậy. Trần Thiên Phàm nhẹ gật đầu nghiêm túc nói, mộng thấy ta lại trở lại sơ trung khảo thí thời điểm, đề mục ta toàn cũng không biết, nhưng sầu chết ta rồi. Mỗi cái từng có đi học kinh lịch người cơ hồ đều làm qua dạng này mộng. Hứa Thuần Lương chỉ lối đi bộ, ra hiệu hắn đi lên. Trên đường cái có không ít học sinh cưỡi xe lui tới, so với những này bên trong tháp ngà voi học sinh, bọn hắn nhân sinh thiếu một cái tiến hóa quá trình, cho nên chỉ có thể lợi dụng tiền tài đến tiến hành nhanh chóng thôi hóa, thực hiện đường dễ vượt qua, kỳ thật tại tài phú bên trên có không ít người sớm đã đi tại phía trước. Trần Thiên Phàm nói, công ty của ta bên trong cũng không ít 985 sinh viên, gặp ta còn không phải thành thành thật thật, muốn tiếng kêu Trần Tổng. Hứa Thuần Lương cười nói, đó là bởi vì ngươi cho bọn hắn phát tiền lương, cũng không có nghĩa là người ta từ đáy lòng tôn kính ngươi. Trần Thiên Phàm nói, buổi tối không bận gì chứ, uống rượu với nhau đi. Hứa Thuần Lương nói, ta có sắp xếp, hai ngày nữa ta mời ngươi. Trần Thiên Phàm nói, ngươi đi đâu vậy? Hứa Thuần Lương đem địa điểm nói, Trần Thiên Phàm vừa vặn tiện đường, chủ động đưa ra đưa hắn tới. Trần Thiên Phàm lần này tới kinh thành chuyên môn thuê một chiếc Mercedes bảo mẫu xe. Lái xe đã chờ ở cửa, sau khi lên xe, hắn nhỏ trợ lý đem một thân chất không tệ đường trang đưa cho hắn, Trần Thiên Phàm trong xe đổi lại. Người muốn ăn mặc Phật muốn mạ vàng, khoan hãy nói Trần Thiên Phàm cái này một đổi lộ ra phái đoàn 10 phần. Trần Thiên Phàm là đi nói chuyện làm ăn, mắt thấy chính là Tết Xuân, hắn năm roi hồi xuân rượu cũng đến tiêu thụ mùa thịnh vượng, gần nhất chính suy nghĩ mở ra kinh thành thị trận. Hứa Thuần Lương đêm nay chỗ ăn cơm là Hoàng Vọng Lân định ra tới. Ngay tại hắn lân chính đường bên cạnh Thiên Hương cư, Trần Thiên Phàm để lái xe đem Hứa Thuần Lương đưa đến cổng, lại an bài trợ lý rời một dương năm roi hồi xuân rượu xuống dưới. Thịnh tình không thể chối từ, Hứa Thuần Lương đành phải nhận lấy. Trần Thiên Phàm vừa đi, bên kia Phổ Kiến liền bồi Hoàng Vọng Lân cùng nhau tới, Phổ Kiến nói, huynh đệ, tới thì tới thôi, làm sao còn mang đồ vật. Hứa Thuần Lương nói, mang dương rượu cho mọi người nếm thử. Phổ Kiến xem xét đóng gói nhịn không được vui vẻ, người rượu này có phải hay không có chút quá mạnh, quay đầu uống sưng lên làm sao bây giờ. Hoàng Vọng Lân cười nhạt một tiếng, những người tuổi trẻ này để hắn nhớ tới mình năm đó. Phổ Kiến sở dĩ sớm tới, là bởi vì Hoàng Tam gia giúp đỡ mình sự tình, không thể lại để người ta bỏ tiền, hắn mang đến một dương ngũ lương dịch, vừa rồi đã đi sân khấu trước đẻ ép 3.000 khối tiền, tại Thiên Hương cư ăn cơm, làm sao điểm đều là đủ. Nhưng là Hoàng Tam gia kiên chỉ dùng hắn tồn tại khách sạn Mao Đài, mời Tạ Bá Tường liền muốn hợp ý, người kia không phải Mao Đài không uống. Hứa Thuần Lương cái này dương rượu trước gửi ở sân khấu, chơi thì chơi, loại trường hợp này dùng bổ rượu vẫn là không thích hợp. Tạ Bá Tường đến đúng giờ đến,
cái kia bên cạnh cũng mang theo hai người, một cái là chất tử Tạ Chí Viễn, một cái chính là cùng Phổ Kiến phát sinh xung đột Lưu Khuê. Tạ Bá Tường đi qua thường mang theo thuốc phiện túi, cũng rất nhanh thức thời đổi thành Hòa Điền Ngọc bớt hút thuốc, dù sao đều đến thế kỷ 21, mang theo một cây hạn khói đi trên đường cái người khác đều phải dùng ánh mắt khác thường nhìn ngươi, Tạ Đại Yên Đại cũng biến thành có tiếng không có miếng. Tạ Bá Tường dáng người mập lùn, hồng quang đầy mặt, dáng dấp có điểm giống uy tín lâu năm Cảng Tinh Tằng Chí Vĩ. Cháu hắn Tạ Chí Viễn ngoài 30, ngày thường gầy gò trắng nõn, trên sống mũi mang lấy kính đen, nhìn cùng cái thư sinh yếu đuối giống như. Lưu Khuê vẫn là sưng mặt sưng mũi, mang trên mặt bị ngược đánh vết thương cùng oán khí, nhưng Tạ Bá Tường ra mặt chào hỏi, hắn cũng không dám không tới. Hoàng Vọng Lân đứng dậy đón lấy, cười nói, Tạ gia đến rồi. Tạ Bá Tường tranh thủ thời gian đi chắp tay lễ, Tam gia, ngài quá khách khí, chỉ là việc nhỏ, ngài phân phó một tiếng là được rồi, còn chuyên môn an bài rượu cục, đây là cùng ta khách khí. Hoàng Vọng Lân cười nói, chủ yếu là chúng ta lão ca hai cũng thật lâu không gặp, đặc biệt nghĩ uống với người mấy ly, góp lấy cơ hội này để mấy cái này vãn bối tương hỗ quen biết một chút, về sau đừng có lại náo hiểu lầm, để người ngoài nghề cho cười. Hoàng Vọng Lân nhìn Phổ Kiến một chút, Phổ Kiến mau tới trước hô, Tạ gia. Hứa Thuần Lương cũng đi theo kêu một tiếng Tạ gia. Bên kia Tạ Chí Viễn cùng Lưu Khuê cũng xưng hô Hoàng Tam gia, mặc dù Lưu Khuê hận không thể xông đi lên đâm Hứa Thuần Lương một đao, nhưng khi lấy hai vị tiền bối bột hắn không dám, cũng chỉ có thể tưởng tượng thôi. Sáu người ngồi xuống, Hoàng Vọng Lân hỏi Tạ Bá Tường muốn ăn cái gì, Tạ Bá Tường để hắn nhìn xem an bài, Phổ Kiến kỳ thật đã thông báo, để phục vụ viên mang thức ăn lên. Đừng nhìn đều ở kinh thành, Hoàng Vọng Lân cùng Tạ Bá Tường lại có gần một năm không gặp mặt, hai người trò chuyện đều là một chút chuyện cũ năm xưa, mấy cái vãn bối cũng không nhúng vào lời nói, Tạ Chí Viễn cùng Hứa Thuần Lương chưa từng gặp mặt, hai người vừa tốt ngồi cùng một chỗ, Tạ Chí Viễn chủ động móc danh thiếp ra hai tay trình lên. Hứa Thuần Lương tiếp nhận danh thiếp, trên đó viết Hy Bảo Đường Giám Đốc, nhìn thấy phía trên mã hai chiều, chủ động tăng thêm Tạ Chí Viễn WeChat, cũng coi là lễ còn vãng lai. Đồ ăn nguội dâng đủ về sau mọi người bắt đầu uống rượu, Hoàng Vọng Lân nói, Phổ Kiến. Tam gia xin phân phó. Hoàng Vọng Lân nói, ta mặc kệ ngươi cùng Lưu Khuê trước đó xảy ra chuyện gì, hôm nay đã đến nơi này, tất cả không nhanh đều hỏi cái trước dấu chấm tròn, về sau a, các ngươi các làm các mua bán, hữu duyên liền làm bằng hữu, không có duyên cũng đừng làm cửu nhân. Phổ Kiến chủ động đứng dậy đi vào Lưu Khuê bên người, bưng lên hắn ly rượu trước mặt nói, Lưu ca. Quá khứ là miệng ta thiếu, người đại nhân không chấp tiểu nhân. Tổng thể tới nói, sự tình là hắn gây ra, trong quá trình này cũng không có thiệt thòi lớn, cúi đầu bồi tội không tính là cái gì. Lưu Khuê đánh đáy lòng không chào đón hắn, nhưng hôm nay đều đi theo đến đây, Hoàng Vọng Lân cùng Tạ Bá Tường mặt mũi hắn không thể không cấp, bất quá hắn không có đứng người lên, tiếp qua chén rượu kia nói, Hoàng Tam gia đều nói như vậy, người ta ở giữa chuyện đã qua liền lật thiên. Hắn uống chén rượu này, không có ý định cùng Phổ Kiến làm bằng hữu. Tạ Bá Tường cười nói, các ngươi những người tuổi trẻ này a, tiền kiếm nhiều, thời gian tốt hơn, tính tình cũng lớn, nhớ năm đó ta cùng Hoàng Tam gia mới vừa vào làm được thời điểm, chúng ta đều là tương hỗ giúp đỡ, nhưng không có tương hỗ phá. Mặc dù cho Hoàng Vọng Lân mặt mũi, nhưng là hắn cho rằng chuyện này sai tại Phổ Kiến, là Phổ xây đoạn Lưu Khuê tài lộ trước đây. Hoàng Vọng Lân cười nói, hiện tại là hài hòa xã hội pháp trị, đều thành thành thật thật làm ăn tốt bao nhiêu, cũng giống như các người dạng này cả ngày tranh đến đấu đi, đi nghiệp tập tục đều hỏng. Tạ Bá Tường nghe ra Hoàng Vọng Lân lời nói này giấu giếm gõ ý tứ, hai người đều là nghề này bên trong nhân vật phong vân, Tạ Bá Tường làm cái gì sinh ý, Hoàng Vọng Lân phi thường rõ ràng, chỉ là mọi người cho tới nay nước giếng không phạm nước sông, Tạ Bá Tường biết, Hoàng Vọng Lân đáy lòng hẳn là không muốn cùng mình làm bạn. Nhưng là giờ này ngày này Hoàng Vọng Lân ở trong xã hội địa vị đã để Tạ Bá Tường không cách nào nhìn theo bóng lưng, mặc dù Tạ Bá Tường cũng không thiếu tiền, nhưng là thanh danh của hắn quá kém, nhớ năm đó bọn hắn đồng thời nhập hành, hắn còn ghét bỏ Hoàng Vọng Lân đầu não cổ hủ không đủ linh hoạt, hiện tại mới phát hiện, mình chuyển cả một đời còn không bằng Hoàng Vọng Lân tiếc không nỡ bán đồ cất giữ cách làm. Nếu như hắn từ vừa mới bắt đầu tựa như Hoàng Vọng Lân như thế, tận khả năng tướng tốt đồ cất giữ lưu trong tay, chỉ sợ hiện tại hắn thân gia chỉ ít vài tỷ. Hai người tựa như hai loại phong cách cỗ dân, một cái chỉ đánh đoạn tuyến, một cái chịu làm dây dài, hiện tại xem ra cái sau ích lợi lớn hơn. Hai người khác biệt lớn nhất là một cái tại làm ăn, một cái là thật cất giữ.
Tạ Bá Tưởng ánh mắt nhìn về phía Hứa Thuần Lương, cười tủm tỉm nói, nghe nói chính là vị này tiểu hỏa tử đem Lưu Khuê đánh. Hứa Thuần Lương gật đầu nói, Tạ gia, là ta. Hắn ngược lại là thẳng thắn. Tạ Bá Tưởng nói, các ngươi hai anh em cũng uống chén rượu, sự tình trước kia một bút xóa bỏ đi. Hắn nói tới uống chén rượu cũng không phải đơn thuần uống rượu, là muốn để Hứa Thuần Lương học phổ kiến dáng vẻ cho Lưu Khuê bưng rượu. Tại mọi người nghe tới cũng không có gì không ổn, dù sao Lưu Khuê ăn phải cái lỗ vốn, mà lại Hứa Thuần Lương tuổi trẻ nhiều như vậy, cho Lưu Khuê bưng chén rượu cũng không có gì. Lưu Khuê chờ lấy Hứa Thuần Lương qua đưa cho hắn bưng rượu, suy nghĩ như thế nào làm khó dễ người này. Hứa Thuần Lương bưng từ bản thân chén rượu kia nói, vậy ta liền uống trước rồi nói. Lưu Khuê sửng sốt, con hàng này có ý tứ gì? Cho thể diện mà không cần sao? Hứa Thuần Lương uống xong mình chén rượu kia nói, ngươi làm sao không uống? Lưu Khuê phát hỏa, vỗ bàn một cái đứng dậy, Tạ gia, ngài nhưng thấy được, không phải ta không cho ngài mặt mũi à? Tạ Bá Tường sắc mặt cũng bởi vì chìm xuống dưới, người trẻ tuổi kia thật có chút cuồng vọng à? Phổ Kiến hướng Hứa Thuần Lương đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Hứa Thuần Lương bất phi sở động, Phổ Kiến mau chạy ra đây hòa giải nói, sự tình là ta gây ra, Lưu ca, cái này rượu vẫn là phải ta đến bưng. Hoàng Vọng Lân cũng không nóng nảy, xuất ra thuốc lá đưa cho Tạ Bá Tường một chi, Tạ Bá Tường tiếp nhận thuốc lá, tiếp tại bớt hút thuốc bên trên, hôm nay tổ cục chính là Hoàng Vọng Lân, ta ngược lại muốn xem ngươi giải quyết như thế nào. Hứa Thuần Lương nói, hai người các ngươi thị thị phi phi ta không xen vào, nhưng hắn mang theo một đám người vây công ngươi, ta đương nhiên không thể ngồi yên không lý đến, ta giúp bằng hữu có sai sao. Nói lời nói này thời điểm cố ý nhìn qua Tạ Bá Tường. Hoàng Vọng Lân nói, hiện đang giảng nghĩa khí người trẻ tuổi thật không nhiều lắm. Hắn rõ ràng là đứng Hứa Thuần Lương bên này, Phổ Kiến cho Lưu Khuê bưng rượu không có tâm bệnh, Hứa Thuần Lương hoàn toàn chính xác không cần thiết cho Lưu Khuê bưng rượu. Hứa Thuần Lương nói, ngày đó nếu không phải Phổ Kiến ngăn đón ta, ta tại chỗ liền đem ngươi đưa bệnh viện, ngươi không những không hiểu được cảm ơn, còn lấy oán trả ơn, không phải pháp giam cầm Phổ Kiến, để hắn mặc áo chẽn quần cộc dẫm tại khối băng bên trên ăn ba chén lớn quả ớt. Lưu Khuê, ngươi muốn ta cho ngươi bưng rượu, ta hiện tại cho ngươi bưng, ngươi dám uống sao? Hứa Thuần Lương đứng dậy, khí thế cường đại tựa như Thái Sơn áp đỉnh thẳng đến Lưu Khuê mà đi, Lưu Khuê bị hắn dọa đến khẽ run rẩy, chợt nhớ tới con hàng này ngày đó xông tiến nhà kho ném mấy trăm con bọ cạp tiến đến sự tình. Tạ Bá Tường nhìn thấy Lưu Khuê trên mặt toát ra sợ hãi, lập tức biết con hàng này đã bị Hứa Thuần Lương cho sợ vỡ mật, lạnh nhạt nói, Lưu Khuê, đã nhỏ Hứa Đông nguyện ý cho ngươi bưng rượu bồi tội, ngươi liền sống yên ổn ngồi. Vô luận Hứa Thuần Lương lời nói được như thế nào kiên cường, chỉ cần ngươi chịu bưng rượu bồi tội chính là cúi đầu, Tạ Bá Tường mới mặc kệ quá trình, chính là muốn Hứa Thuần Lương trước mặt mọi người phục cái mềm. Hứa Thuần Lương hướng Tạ Bá Tường cười nói, Tạ gia, là bưng rượu không phải bồi tội, ta lại không có làm gì sai. Tạ Bá Tường đã cảm thấy không vui, nhưng là cũng không đáng cùng một cái vãn bối chấp nhặt. Hứa Thuần Lương đi vào Tạ Bá Tường trước mặt, bưng lên chén rượu của hắn, Tạ gia, ta nói xong, nhưng đối chuyện không đối người, ngài cũng đừng giận ta a. Hắn không là sợ Tạ Bá Tường, mà là người hòa giải Hoàng Vọng Lân ở chỗ này, nhất định phải giảng cứu người ta thể diện. Này bằng với cho Tạ Bá Tường một cái hạ bậc thang, Tạ Bá Tường tiếp nhận chén rượu kia cười nói, cái này tiểu Hứa có tính cách a, ta thích. Phổ Kiến lau một vệt mồ hôi, sợ Hứa Thuần Lương đắc tội Tạ Bá Tường. Không nói khoa trương chút nào, người này dậm chân một cái, kinh thành đồ chơi văn hóa giới cần phải run ba run. Hoàng Vọng Lân lại không có chút nào khẩn trương, từ lần thứ nhất nhìn thấy Hứa Thuần Lương liền biết tiểu tử này không phải nhân vật bình thường, Hứa Thuần Lương như thế nháo trò, ngược lại làm cho hắn có mặt mũi, ta mặc dù nhận ngươi Tạ đại yên đại ân tình, nhưng là cũng không có nghĩa là ta bên này liền có lỗi, vấn đề lập trường nhất định phải nói rõ ràng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tạ Bá Tường uống chén rượu kia, Hứa Thuần Lương cười tủm tỉm nhìn qua Lưu Khuê nói, nếu như ngươi tại nhà kho đêm đó, chúng ta nếu là báo cảnh, ngươi tổn thất không phải càng lớn. Hai ta mặc dù không quen, nhưng người này không phân rõ nặng nhẹ, vì báo tự oán, liền hậu quả đều không suy tính. Lưu Khuê mặt đều tái rồi, hắn ngay lúc đó xác thực không muốn nhiều như vậy, cho rằng Phổ Kiến ở trong tay chính mình, hắn biểu đệ cũng không dám báo cảnh, trong kho hàng Hứa nhiều hàng đều là Tạ Chí Viễn. Tạ Chí Viễn chính là Tạ Bá Tường, nếu thật là đem cảnh sát cho đưa tới, tạo thành tổn thất, Tạ Đại Yên Đại cũng không tha cho chính mình. Hứa Thuần Lương đi vào Lưu Khuê trước mặt,
bưng lên hắn ly rượu trước mặt, rót đầy cho hắn, xem ở Tạ gia cùng Hoàng Tam gia trên mặt mũi, ta chén rượu này kính ngươi. Lưu Khuê tiếp nhận chén rượu kia, đang muốn hướng miệng bên trong rót, nhưng phát hiện rượu nhan sắc biến thành lục sắc, dọa đến hắn trực tiếp đem chén rượu ném tới trên mặt đất. Lần này tất cả mọi người sửng sốt, Hoàng Võng Lân không vui nói, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, coi như ngươi không chịu uống, cũng không trở thành như thế đi. Tạ Bá Tường nhìn hằm hằm Lưu Khuê, hắn không rõ ràng tình huống cụ thể, chỉ thấy Lưu Khuê đem cái chén ngã, lúc đầu chiếm lý sự tình làm bị động, con hàng này là không là đầu óc có hố a. Đều lúc này, phát cái gì tà hỏa? Hứa Thuần Lương lúc này lại biểu hiện được tương đương tha thứ, mỉm cười nói, không sao, tay trượt là chuyện rất bình thường. Lưu Khuê chỉ trên mặt đất chén rượu kia nói, có. Có, hắn muốn nói có độc, lại hoài nghi mình mới vừa rồi là không phải hoa mắt, ngạnh sinh sinh đem độc chữ cho nuốt trở vào. Hứa Thuần Lương để phục vụ viên lấy ra hai cái mới cái chén, đổ đầy, mình uống một hơi cạn sạch, sau đó lại bưng lên một chén khác cho Lưu Khuê hai tay trình lên. Hai lần cho hắn mời rượu, Tạ Bá Tường trong lòng tự nhủ ngươi Lưu Khuê thấy tốt thì lấy đi, tiểu tử này tính tình đủ hoành, may mắn ta ở chỗ này, hắn không thể không kiêng kỵ chút, không phải hắn tuyệt sẽ không cho ngươi cúi đầu bồi tội. Lưu Khuê kiên trì đi đón chén rượu, tất cả mọi người nhìn ra tay của hắn đang run. Tạ Chí Viễn thầm than, liền Lưu Khuê loại này can đảm căn bản không có tác dụng lớn, quay đầu đến cha rõ ràng đến cùng tình huống như thế nào, cái này Hứa Thuần Lương thật có lợi hại như vậy. Đem Lưu Khuê dọa thành này tấm hùng dạng. Lưu Khuê bưng chén rượu kia, nhìn thấy tử sắc trong suốt, nào có cái gì lục sắc, đoán chừng là mình nhìn lầm. Hứa Thuần Lương nói, Lưu ca, uống chén rượu này, chúng ta quá khứ mâu thuẫn liền một bút xóa bỏ. Lưu Khuê lấy lại bình tĩnh, lại liếc mắt nhìn chén rượu kia, xác định không có vấn đề, lúc này mới cả gan tiến đến bên miệng, rượu dính vào môi của hắn một bên, nhan sắc giây lát ở giữa cải biến, lần này không phải đổi xanh, vậy mà biến thành màu hồng phấn. Lưu Khuê dọa đến lại đem cái chén ném xuống đất, có độc. Lần này liền Tạ Bá Tường đều nhìn không được, nhìn hằm hằm Lưu Khuê, liên tục hai lần quẳng người ta cái chén, còn nói rượu có độc, người này thật sự là cho thể diện mà không cần, đừng nói Hứa Thuần Lương đánh hắn, ngay cả mình đều nghĩ quất hắn. Hứa Thuần Lương nói, Lưu Khuê, ngươi không nể mặt ta coi như xong, không thể ngậm máu phun người a. Bữa cơm này là Hoàng Tam gia làm chủ, nói như vậy liền không có ý nghĩa. Hoàng Võng Lân cũng không cao hứng, lạnh lùng nói, rượu này là ta mang tới, ý của ngươi là nói, ta cho các ngươi hạ độc. Tạ Bá Tường vỗ bàn một cái, còn không tranh thủ thời gian cho Hoàng Tam gia chịu tội. Lưu Khuê vẻ mặt cầu xin, hướng bên trên nhìn một chút, vẩy rơi trên mặt đất rượu nào có cái gì nhan sắc. Thật chẳng lẽ là mình hoa mắt? Hoàng Võng Lân tổ cục. Hắn liền ngã hai lần cái chén đã là lớn đại bất kính, chỉ có thể cười theo cho Hoàng Võng Lân bưng hai chén rượu, lần này, không ai nhắc lại để Hứa Thuần Lương cho hắn bưng rượu sự tình, kỳ thật bưng hắn cũng không dám uống. Hoàng Võng Lân không có quên chủ đề của ngày hôm nay, vô cùng rộng lượng uống hai chén mời rượu nói, từ hôm nay trở đi, các ngươi chuyện lúc trước liền một bút xóa bỏ, có công phu nhiều suy nghĩ một chút kiếm tiền, thực sự không được tăng lên một chút nghiệp vụ trình độ, tranh đến đấu đi có ý gì. Lưu Khuê liên tục gật đầu, lúc này đã thành chim sợ cành cong, cái rắm cũng không dám thả một cái, trộm trộm nhìn thoáng qua Hứa Thuần Lương, càng nghĩ tình huống vừa rồi càng là quỷ dị, người này quá tà tính, mình trêu chọc không nổi. Hoàng Võng Lân lại nói, ta có vị lão hữu tại Kinh Bắc mở một khách sạn, cần một chút tinh giả đồ cổ trang trí, Lưu Khuê, đây là danh thiếp của hắn, người đi liên lạc một chút, liền nói ta cho ngươi đi qua. Tạ Bá Tường ngầm thầm bội phục. Hoàng Võng Lân cái này là tương đương cho Lưu Khuê một bút đền bù, mặc dù cùng Lưu Khuê tổn thất chưa hẳn có thể đánh đồng, nhưng là số tiền kia sạch sẽ, hiện tại có không ít khách sạn cần cao phẳng văn vật, dùng tiền không nhiều, cấp bậc tăng lên không ít. Hoàng Võng Lân có thể làm việc giới rơi vào như thế thanh danh, từ hắn làm chuyện này liền có thể thấy được lốm đốm, chẳng những bồi thường Lưu Khuê tổn thất, cũng cho đủ mình mặt mũi. Phổ Kiến đối Hoàng Võng Lân vô cùng cảm kích, người ta không có bắt hắn chỗ tốt. Cho hắn giúp ân tình lớn như vậy, cứ như vậy Lưu Khuê đã nói không nên lời cái gì. Lưu Khuê tiếp danh thiếp, tạ ơn Tam gia. Tạ Bá Tường cùng Hoàng Võng Lân uống một chén rượu nói, Hoàng Tam gia, gần nhất có hay không nhặt được đại lậu. Hoàng Võng Lân cười nói, hiện tại cái nào còn có cái gì đại lậu nhưng nhặt, cái này trên thị trường tình huống ngươi còn không rõ ràng lắm. Ta hiện tại mua đồ đều đi đấu giá hội. Trên thị trường hàng giả thật sự hàng nhiều,
tất cả đều là Tạ Bá Tường đám này vô lương gian thương cho huyên náo. Tạ Bá Tường nói, đấu giá hội bên trên giá cả trình độ quá lớn. Hoàng Vọng Lân nói, người gần nhất lại phải bảo bối gì? Để cho ta mở mắt một chút, hắn biết Tạ Bá Tường con đường rộng, người này cũng không phải chuyên làm hàng giả, trong tay có thật nhiều không rõ lai lịch đồ cổ. Tạ Bá Tường nói, ta có thể có bảo bối gì, đều là tay trái tiến tay phải ra, trong tay không chứa được hàng, đúng, người đối giáp cốt văn nghiên cứu rất sâu, ta tìm ngươi thỉnh giáo ít đồ. Hoàng Vọng Lân hoàn toàn chính xác cất chứa không ít xương rồng, nhưng là hắn tại giáp cốt văn nghiên cứu phương diện chỉ có thể nói là vừa mới nhập môn, dù sao không phải nhân sĩ chuyên nghiệp. Hoàng Vọng Lân trong lòng tự nhủ đúng dịp, nơi này liền có một cái có sẵn chuyên gia. Tạ Bá Tường từ trong túi lấy ra một cái túi tiền, mở ra về sau, bên trong đặt vào một khối lớn chừng bàn tay xương rồng, tam gia mời xem, phía trên này đến tột cùng viết phải là cái gì. Hoàng Vọng Lân cầm lấy xương rồng nhìn một chút, phía trên chữ hắn chỉ có thể nhận ra ba cái, hơn phân nửa đều không dám xác định, hắn tướng xương rồng đưa cho Hứa Thuần Lương nói, tiểu Hứa, ngươi là phương diện này người trong nghề, ngươi đến xem. Hứa Thuần Lương mới tới Lân Chính Đường thời điểm ngay tại văn tự cổ đại phương diện biểu hiện ra thâm hậu học thức. Tạ Bá Tường trong lòng vô cùng kinh ngạc, Hoàng Vọng Lân đối một người trẻ tuổi cư nhiên như thế tôn sùng, bất quá hắn rõ ràng hơn thuật nghiệp hữu chuyên công, có lẽ người trẻ tuổi này chính là chuyên môn nghiên cứu giáp cốt văn đây này. Hứa Thuần Lương tiếp nhận xương rồng, hắn chỉ nhìn thoáng qua, liền có thể kết luận khối này xương rồng nên cùng Hoàng đế nội kinh thiên dưỡng thiên có quan hệ, nói cách khác. Cái này khối xương rồng rất có thể là lúc trước ra ra quyên ra cái đám kia xương rồng bên trong một khối, chỉ là khối này xương rồng vì sao đã rơi vào Tạ Bá Tường trong tay. Chẳng lẽ Tạ Bá Tường cũng cùng năm đó sự kiện kia có quan hệ? Hắn từ Tiết An Lương nơi đó đạt được bị Bạch Mộ Sơn giấu giếm xương rồng tư liệu, căn cứ kia bộ phận xương rồng tư liệu đẩy ra Thiên Dưỡng Thiên Thượng Thiên, nắm giữ thông kinh sinh tủy phương pháp, mà Thiên Dưỡng Thiên Hạ Thiên vẫn không biết tung tích, chỉ có tìm tới Hạ Thiên mới có thể dịch kinh tẩy tủy. Tái tạo tiên thiên. Hứa Thuần Lương có thể kết luận, khối này xương rồng bên trên ghi lại nội dung cũng không có có tồn tại tại Bạch Mộ Sơn trong kho tài liệu, đến tột cùng là Tiết An Lương cung cấp tư liệu có chỗ sơ hở, vẫn là khối này xương rồng một mực thất lạc ở bên ngoài, cái này cũng không rõ ràng. Hứa Thuần Lương bất động thanh sắc, nhìn trong chốc lát nói, ta nhận ra một bộ phận. Tạ Bá Tường ánh mắt sáng lên, phía trên này viết là cái gì? Hứa Thuần Lương nói, phải cùng y học tương quan. Chỉ bằng vào cái này một khối xương rồng còn không cách nào kết luận. Hoàng Vọng Lân nói, Tạ gia trong tay có phải hay không còn có cái khác xương rồng? Tạ Bá Tường nói, thực không dám giấu giếm, ngược lại là có một ít. Hứa Thuần Lương mừng rỡ trong lòng quá đỗi, quả nhiên là đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy, đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu, bữa cơm này thật sự là không có phí công ăn. Tạ Bá Tường nói, lấy tam gia ý kiến, cái này xương rồng gặp bao nhiêu tiền? Hoàng Vọng Lân nói, xương rồng giá trị cùng phía trên văn tự có quan hệ, đã bị phát hiện qua văn tự không đáng tiền, càng là không có phát hiện qua phá giải qua giá gặp càng lớn, đương nhiên còn có một bộ phận muốn từ nội dung quyết định. Hắn mặc dù đối cất giữ xương rồng có hứng thú, nhưng là đối cùng Tạ Bá Tường làm giao dịch hứng thú không lớn, Tạ Bá Tường trong tay đồ vật 89/10 lai lịch bất chính, lấy Hoàng Vọng Lân làm việc giới lúc này địa vị của hôm nay, chắc chắn sẽ không dính những vật này. Tạ Bá Tường kỳ thật đối giáp cốt văn hành tình cũng phi thường rõ ràng, giáp cốt văn giá gặp quyết định bởi vào trong cho. Hứa Thuần Lương nói, Tạ gia nếu là đem cái khác đều lấy ra, ta ngược lại thật ra có thể giúp ngươi phiên dịch một chút. Tạ Bá Tường nửa tin nửa ngờ nhìn qua Hứa Thuần Lương. Hoàng Vọng Lân nói, tiểu Hứa tại giáp cốt văn bên trên tạo nghệ rất sâu, ta tự than thở không bằng. Tạ Bá Tường nghe Hoàng Vọng Lân nói như vậy liền biết hắn không là đơn thuần tự khiêm nhường thuyết pháp. Xem ra tiểu tử này có một bộ. Tạ Bá Tường nói, cái này đông dậu không trong tay ta, tam gia còn nhớ rõ Tôn lão điểu sao? Hoàng Vọng Lân nhẹ gật đầu, Tôn lão điểu xuất thân đạo môn, lúc tuổi còn trẻ, trộm cướp đi lừa gạt, sở kim đổ đấu không từ bất cứ việc xấu nào, bởi vì phạm pháp phạm tội bị bắt, hắn cùng Tạ Bá Tường là bạn tù, Tạ Bá Tường bị nhốt 7 năm phóng thích, Tôn lão đóng ngồi xổm đầy 12 năm. Tạ Bá Tường sau khi đi ra tuyên bố chậu vàng rửa tay, lui khỏi vị trí phía sau màn, dù sao người ta là rốt cuộc không tiến vào qua, Tôn lão điểu sau khi đi ra không lâu lại trọng thao cựu nghiệp, ngục giam cũng là mấy tiến mấy ra. Tạ Bá Tường nói, Tôn lão điểu tháng trước chết rồi, ta đi nhà hắn phúng viếng thời điểm, con của hắn xuất ra thứ này hỏi ta tốt không thể xuất thủ,
nghĩ bán cái tốt giá, hết thảy có 32 khối dáng vẻ. Hoàng Vọng Lân nói, hắn nghĩ bán bao nhiêu? Tạ Bá Tường nói, muốn đổi kinh thành một bộ hai căn phòng. Hoàng Vọng Lân lắc đầu, kinh thành tùy tiện một bộ phòng cũng phải hơn ngàn vạn, luận sự, hắn nhưng không cảm thấy thứ này có thể đáng nhiều tiền như vậy. 32 khối, một khối phía trên cũng chính là 10 cái chữ, nhiều nhất bất quá 400 cái chữ, hẳn không phải là một bộ hoàn chỉnh văn hiến. Hoàng Vọng Lân nói, nếu như thứ này lai lịch không có vấn đề, có thể đi đấu giá quá trình, cố gắng có thể có ngoài ý muốn kinh hỉ. Tạ Bá Tường biết hắn đang lo lắng cái gì, lời thề son sắt nói, tam gia, ta có thể đảm bảo nhóm này xương rồng không có vấn đề gì, ta tìm người hỏi qua, phòng đấu giá đối loại vật này hứng thú không lớn. Hứa Thuần Lương thầm nghĩ, những này xương rồng khẳng định không hoàn chỉnh, nhưng là di thất đồ vật vẫn là phải từng chút tìm, xem ra năm đó đám kia xương rồng đã tản mát tứ phương, nghĩ muốn tìm đủ nói nghe thì dễ, bất qua cuối cùng có manh mối, nghĩ đến manh mối đột nhiên linh quang lóe lên, ngàn vàng mua xương ngựa, chưa chắc không phải một ý kiến hay, chỉ cần tin tức tung ra ngoài, trong tay đồng dạng có được nhóm này xương rồng người liền sẽ chủ động tìm tới cửa. Hứa Thuần Lương nói, ta ngược lại thật ra nhận biết một vị siêu cấp phú thương, rất thích siêu tập giáp cốt văn, nếu như tạ gia nguyện ý, ta có thể giúp ngài tuân giá, bất quá ta đến xem trước một chút cái khác xương rồng có phải hay không có giá trị. Tạ Bá Tường nói, nào dám tình quá tốt rồi. Hoàng Vọng Lân không biết Hứa Thuần Lương mục đích, hắn cũng không muốn Hứa Thuần Lương tranh đoạt vũng nước đục này, nhưng khi Tạ Bá Tường bột cũng không tốt nhắc nhở, không phải liền có đoạn người tài lộ chi ngại, đây chính là nghiệp nội tối kỵ. Tạ Bá Tường lúc này liên hệ Tôn lão điểu nhi tử Tôn Trường Lợi, tiểu tử kia đủ tham, trực tiếp đưa ra muốn nhìn có thể, nhất định phải lấy trước 50 vạn mua xuống Tạ Bá Tường trong tay xương rồng, không phải xem hết lại không muốn, hắn không phải không vui một trận. Hứa Thuần Lương trưng cầu hắn đồng ý về sau, vỗ xuống khối này xương rồng hình ảnh, sau đó cho Mặc Hàm phát tới, nghe nói Tôn lão điểu hậu nhân, há miệng ra liền muốn kinh thành một bộ phòng, Hứa Thuần Lương trước mắt nhưng không có cái này tài lực. Bất quá Mặc Hàm có, mà lại Loan Ngọc Xuyên khẳng định sẽ có hứng thú. Một lực lượng cá nhân dù sao cũng có hạn, Hứa lâu dài nhất định phải giỏi về dựa thế, Hứa Thuần Lương mượn phải là tiền tài quyền thế. Một lát sau, Mặc Hàm gọi điện thoại tới, Hứa Thuần Lương đi ra ngoài tiếp thông điện thoại. Hứa Thuần Lương cười nói, người giúp ta hỏi một chút Loan Tổng, khối này xương rồng hắn nguyện ý ra bao nhiêu tiền. Mặc Hàm nói, trong tay người có bao nhiêu? Hơn 30 khối đi. Mặc Hàm nói, người muốn bao nhiêu? Hứa Thuần Lương nói, đồ vật không là của ta, người ta muốn kinh thành một bộ phòng. Mặc Hàm nói, ta trưng cầu một chút Loan Tổng ý kiến. Hứa Thuần Lương nói, không phải tứ hợp viện, là hai căn phòng, cái này còn muốn trưng cầu ý kiến của hắn. Mặc Hàm cảm thấy ngoài ý muốn, lập tức làm ra quyết định, ta đoán chừng Loan Tổng bên kia không có vấn đề, nhưng là nhất định phải xem trước một chút toàn bộ xương rồng lại nói. Hứa Thuần Lương đem đối phương yêu cầu nói, Mặc Hàm đáp ứng 50 vạn mua xuống khối kia xương rồng, để Tôn Trường Lợi đem tài khoản cho nàng, lập tức liền đem 50 vạn chuyển qua đi. Hứa Thuần Lương cũng không có khả năng bạch bạch hỗ trợ, nói cái này đơn sinh ý là Lân Chính Đường hỗ trợ liên hệ, người ta chỉ có một cái yêu cầu, chính là thác ấn một phần lưu tại Bác Vật Quán, kỳ thật là chính hắn muốn, Mặc Hàm đáp ứng. Tạ Bá Tường nguyên bản là lấy ra tùy tiện hỏi một chút, cũng không có ôm hy vọng quá lớn. Không nghĩ tới vô tâm cắm liễu liễu xanh Nghe nói có người không chút do dự đáp ứng dùng 50 vạn mua xuống khối này xương rồng, Hoàng Vọng Lân hứng thú cũng bị dẫn lên, Tạ Bá Tường để Tôn Trường Lợi hai cái nhỏ thời điểm đi Lân Chính Đường, Hứa Thuần Lương bên này cũng thông chi Mặc Hàm tới. Hoàng Vọng Lân vốn không muốn liên lụy đi vào, nhưng Tạ Bá Tường đều nói muốn đi Lân Chính Đường, mình cũng không thể bác mặt mũi của hắn, mà lại hắn cũng kìm nén không được đối những này xương rồng hiếu kỳ. Vẫn là muốn cùng nhìn một chút, những này xương rồng đến cùng có đáng giá hay không đến cái giá tiền này. Phổ Kiến mặc dù muốn giữ lại nhìn cái náo nhiệt, nhưng Tạ Bá Tường lên tiếng để mấy người bọn hắn trước tiên có thể đi, Phổ Kiến cũng không tốt mặt dạn mày dày đi theo đi qua. Hứa Thuần Lương theo hai vị ngành nghề thái đầu đi vào Lân Chính Đường, Hoàng Vọng Lân đã đem Hứa Thuần Lương đưa cho hắn bức kia thực ngư thiếp phiếu tốt, bây giờ liền treo tại phòng khách, đặc biệt giới thiệu cho Tạ Bá Tường thưởng thức. Tạ Bá Tường càng phát giác người trẻ tuổi này không đơn giản, khó trách Lưu Khuê trên tay hắn cắm như thế lớn ngã nhào một cái, tuổi còn trẻ liền có thể có được Hoàng Vọng Lân coi trọng như thế, đủ thấy tiểu tử này đẳng cấp. Tôn Trường Lợi sớm một giờ liền đi tới Lân Chính Đường, hắn lúc đầu cũng coi là chuyện này không đáng tin cậy,
nhưng là tài khoản bên trên rất nhanh liền nhận được 50 vạn, lập tức kích động, lập tức mang theo trong nhà còn lại đến 31 khối xương rồng, lao tới Lân Chính Đường. Tôn lão điểu đời này cho nhi nữ chỉ còn lại có như thế ít đồ, Tôn Trường Lợi đều 35 tuổi, đến bây giờ liền cái phòng ở đều không có, nàng dâu cũng nói không bên trên. Hắn từ lão cha di vật bên trong phát hiện cái này 32 khối xương rồng, hắn biết thứ này gọi giáp cốt văn, nhưng đến đáy có đáng tiền hay không hắn không rõ ràng, cho nên cầm một khối để Tạ Bá Tường hỗ trợ tuân giá. Tạ Bá Tường cũng không có cảm thấy thứ này đáng tiền, trên thị trường xấp xỉ 1.000 cũng có thể mua được, liên tác giả đều không hứng thú, chủ yếu là chơi vật này yêu cầu chuyên nghiệp tính rất cao, chính ngươi cũng không nhận ra, làm sao đi làm bộ. Mà lại giáp cốt văn thứ này, chân chính chân quý phải là văn tự, không phải đồ cổ bản thân. Tôn Trường Lợi cảnh giác rất nặng, coi như đến lúc đó, hắn cũng không có đem đồ vật lộ ra đến, hắn cũng không phải người ngu, tỉ như nói nhóm này đồ vật, nếu như bị người mở đất ấn hoặc chụp ảnh, lập tức giá trị liền giảm bớt đi nhiều, nói không chừng người ta được phía trên chữ liền không mua, đây cũng là hắn mới mở miệng liền muốn 50 vạn trước bán đi khối kia xương rồng nguyên nhân. Kỳ thật Tôn Trường Lợi lần này thật đúng là nghĩ đúng. Nếu như hắn không phải thiết hạ điều kiện như vậy, Hứa Thuần Lương xem hết tất cả xương rồng về sau, chắc chắn sẽ không dùng tiền mua sắm, bằng đầu óc của hắn, nhớ kỹ cái này xương rồng bên trên hơn 400 cái chữ còn không dễ dàng, có lẽ sẽ không dẫn Mạc Hàm vào cuộc. Tạ Bá Tường lần này thật đúng là không nghĩ tới muốn từ đó kiếm lời, chủ yếu là cảm thấy Tôn Lão Điểu là bạn tù, những năm này hắn cũng không ít từ Tôn Lão Điểu cầm trong tay hàng, cũng kiếm không ít tiền, nhìn thấy Tôn Lão Điểu hậu nhân lẫn vào thảm như vậy. Vẫn là nhớ tình cũng nghĩ kéo hắn một thanh, nhưng là Tạ Bá Tường cũng không nghĩ tới nhóm này xương rồng thế mà có thể bán nhiều tiền như vậy, hắn vốn cho rằng tối đa cũng liền mấy chục vạn dáng vẻ. Tôn Trường Lợi tặc nghi thử nhãn, ngồi ở chỗ đó, hai tay vịn dương hành lý, từ khi nhận được Mạc Hàm chuyển tới 50 vạn, hắn đã kết luận cái này dương đồ vật là lão gia tử lưu lại bảo bối, hắn nửa đời sau có thể hay không xoay người toàn bộ nhờ những này xương rồng. Hứa Thuần Lương cho hắn đưa một ly trà, cười nói: Tôn tiên sinh, ngài những này xương rồng là từ đâu mà có được? Tôn Trường Lợi một mực chắc chắn là tổ truyền, cha hắn người nào hắn đương nhiên biết rõ, những này xương rồng khẳng định không phải đường ngay có được, dù sao hôm nay hạ quyết tâm, hỏi gì cũng không biết, không thấy thỏ không thả chim ưng. Hoàng Vọng Lân biết Tôn Lão Điểu cuộc đời quá khứ, trong lòng thầm nghĩ, những này xương rồng 89/10 là Tôn Lão Điểu trộm được, việc này nên nhắc nhở một chút Tiểu Hứa. Bất quá bọn hắn giữa các hàng đối với phương diện này tin tức từ trước đến nay mẫn cảm, gần nhất ngược lại là không nghe nói có giáp cốt văn bị trộm tin tức. Nhưng vào lúc này, Mạc Hàm cũng đến, nàng cũng không phải là một người tới, hộ tống nàng cùng đi đến còn có một người, là Hứa Thuần Lương người quen cũ, Nam Giang Đại học sư phạm hệ lịch sử giáo sư Bạch Mộ Sơn. Hoàng Vọng Lân cùng Bạch Mộ Sơn đi qua cũng là nhận biết, ngược lại là Mạc Hàm bọn hắn cũng không nhận ra. Hứa Thuần Lương cười nói: Bạch giáo sư tới thật là nhanh. Thật sự là nơi đó có xương rồng, chỗ nào liền có ngươi. Bạch Mộ Sơn sớm liền biết Hứa Thuần Lương ở chỗ này, hắn lạnh nhạt cười nói, vừa vặn ở kinh thành họp, Mặc tiểu thư để cho ta qua đến giúp đỡ trưởng trưởng nhãn. Cái này lần thật sự là trùng hợp, từ Mặc Hàm nơi đó cầm tới xương rồng hình ảnh, Bạch Mộ Sơn liếc mắt liền nhìn ra có giá trị không nhỏ, lập tức kích động, hắn buông xuống cái khác sự tình lập tức chạy tới. Bạch Mộ Sơn cùng Hoàng Vọng Lân lên tiếng chào, bọn hắn đã sớm nhận biết. Hứa Thuần Lương nhìn Mạc Hàm một chút, có oán trách nàng ý tứ, nói xong một người tới, làm sao mang nhiều một cái, bất quá Hứa Thuần Lương không nói ra, bởi vậy chứng minh Bạch Mộ Sơn cùng Xích Đạo vốn liếng ở giữa quan hệ mật thiết. Hắn không nói, từ có người nói, Tôn Trường Lợi nói, ta không bán, không phải đã nói một người tới sao. Rồng sinh rồng phượng sinh phượng, chuột con trai sẽ đào động. Tôn Trường Lợi tính cảnh giác là bẩm sinh. Mạc Hàm nói, ta không hiểu giáp cốt văn, đương nhiên muốn tìm một vị chuyên gia tới, nếu như người cái khác xương rồng cùng ta mua kia một khối có cùng đồng giá trị, ta sẽ lấy đồng dạng giá cả thu mua. Tôn Trường Lợi nghe xong lập tức không lên tiếng, mỗi khối 50 vạn, hắn hết thảy có 32 khối, đó chính là 1.600 vạn, đời này cái gì cũng đủ, lão cha đời này cuối cùng cho mình làm chuyện tốt. Bất quá hắn cũng không phải người ngu, nếu để cho đối phương nhìn qua, ép mình giá làm sao bây giờ? Tôn Trường Lợi nói, vạn nhất ngươi xem qua không mua làm sao bây giờ? Thật nghĩ thầm mua, trực tiếp tướng cái này dương xương rồng lấy đi. Hứa Thuần Lương nói, ngươi đây là cái đạo lý gì, đồ vật đều không thấy, liền há miệng đòi tiền, ai biết ngươi đồ vật bên trong có phải hay không lừa gạt người.
Tôn Trường Lợi nói, có Tạ gia cùng Hoàng Tam gia đảm bảo, ta làm sao có thể hố các ngươi. Hoàng Vọng Lân trong lòng tự nhủ, ta cũng không có cho ngươi đảm bảo, đã nâng lên hắn, hắn cũng không thể tiếp tục trầm mặc, ho khan một tiếng nói, gặp hàng đưa tiền là quy củ, nhỏ cháu, vẫn là tiên nghiệm hàng. Tạ Bá Tường nói, muốn làm thành giao dễ song phương đều phải xuất ra thành ý. Hắn cũng có chút khó chịu Tôn Trường Lợi, 1.600 vạn sinh ý, ngươi không cho người ta nhìn hàng, đổi thành ai cũng không thể nào nói nổi. Mặc Hàm cầm qua nàng vừa rồi mua khối kia xương rồng đưa cho Bạch Mộ Sơn, Bạch Mộ Sơn cầm kính lúc cẩn thận nghiên cứu. Hứa Thuần Lương trong lòng cười thầm, cái này Bạch Mộ Sơn trình độ cũng không gì hơn cái này, có thể nhận ra một nửa coi như ta thua. Hắn cố ý nói, Bạch giáo sư trước đó gặp qua những này rồng xương sao? Bạch Mộ Sơn nghe ra hắn ý ở ngoài lời, hắn dám đoán chắc, khối này xương rồng không thuộc về hồi xuân đường Hứa Trường Thiện quyên ra bộ phận. Hứa Thuần Lương hỏi như vậy rõ ràng là hoài nghi hắn biển thủ, Bạch Mộ Sơn đối với chuyện này không có chút nào chột dạ, lắc đầu nói, chưa bao giờ thấy qua. Tương đương cho thấy những này xương rồng cùng hồi xuân đường Hứa Trường Thiện quyên ra một nhóm kia không quan hệ. Hứa Thuần Lương trong lòng tự nhủ, để ngươi nha mạnh miệng, sớm tối đưa ngươi nhân tang đều lấy được, bất quá tìm đủ thiên dưỡng thiên mới là hắn mục đích cuối cùng nhất, đây cũng là hắn đến nay chưa đối Bạch Mộ Sơn hạ thủ nguyên nhân. Thả dây dài mới có thể câu cá lớn, tướng Mặc Hàm dẫn vào trong cục cũng là ra ngoài mục đích giống nhau. Bạch Mộ Sơn nói, còn có hắn sao? Tôn Trường Lợi nói, cái khác cũng đều không khác mấy, ta nhìn hẳn là một bộ. Bạch Mộ Sơn nói, ngươi nếu là đọc hiểu phía trên văn tự, ta cũng sẽ không đứng ở chỗ này. Hắn nói bóng gió, nếu như ngươi biết phía trên này là gì nó chân quý đồ vật, căn bản sẽ không bán cho chúng ta. Mặc Hàm nói, ngươi nếu là không chịu xuất ra xương rồng cho chúng ta nhìn, giao dịch này không làm cũng được. Tôn Trường Lợi thật vất vả mới gặp được dạng này khách hàng, nếu như đối phương không mua, chỉ sợ hắn rốt cuộc không gặp được cơ hội như vậy, nội tâm đấu tranh trong chốc lát, rốt cuộc vẫn là đánh mở dương, tùy tiện xuất ra 3 cái. Bởi vì đều là dùng bao vải, cho nên nhất định phải mở ra bao vải mới có thể nhìn thấy bên trong xương rồng. Bạch Mộ Sơn dần dần quan sát, Hứa Thuần Lương cũng đụng lên đi cùng lấy nhìn. Hắn mục đích chính là muốn nhìn một chút những này xương rồng đến cùng phải hay không đều cùng thiên dưỡng thiên có quan hệ. 3 khối xương rồng bên trong có 1 khối khẳng định có quan hệ, bất quá tuyệt không phải một bộ, thậm chí xuất liên tục thổ thời đại cũng không giống. Bạch Mộ Sơn hướng Mặc Hàm nhẹ gật đầu, ý là những này xương rồng rất có giá trị, có thể mua lại, trở về cẩn thận nghiên cứu. Mặc Hàm quả nhiên rất sảng khoái, biểu thị không cần tiếp tục xem tiếp, kiểm kê xương rồng về sau. Cùng Tôn Trường Lợi đơn độc đi thương lượng trả tiền phương thức. Mặc Hàm cùng Tôn Trường Lợi rất nhanh liền đạt thành hiệp nghị, dự chi 200 vạn tiền mặt, sau đó an bài tài vụ cùng Tôn Trường Lợi cùng đi mua sắm. Hắn nhìn chúng một bộ giá gặp 13 triệu 2 căn phòng, tất cả phí thủ tục tiền thuế đều từ nàng đến gánh chịu. Mặc Hàm hết lòng tuân thủ hứa hẹn, tại chỗ để Bạch Mộ Sơn lưu lại một phần bản dập cho Lân Chính Đường, đối Hoàng Vọng Lân tới nói, như thế niềm vui ngoài ý muốn, hắn sở dĩ không có xuất thủ. Là bởi vì cân nhắc đến Tôn Lão Điểu khi còn sống sở tác sở vi, hắn hiện tại công thành danh toại, tự nhiên không muốn liên lụy tới phương diện này sự tình, có thể để bọn hắn tại Lân Chính Đường nói giao dịch đã là phá lệ. Hứa Thuần Lương nhìn 32 phần bản dập, ở trong đó chân chính cùng thiên dưỡng thiên tương quan nội dung cũng bất quá chỉ có 8 mảnh, bất quá cái này đã được cho là niềm vui ngoài ý muốn. Đám người rời đi về sau, Hứa Thuần Lương cùng Hoàng Vọng Lân sóng vai thưởng thức cái này 32 bức bản dập. Hoàng Vọng Lân cảm khái nói, phía trên này văn tự ta trên cơ bản đều không nhận ra. Hứa Thuần Lương nói, ta cũng không nhận ra, bởi vì chưa thấy qua cho nên mới hiếu kỳ. Lời nói này chính nói chúng Hoàng Vọng Lân tâm tư, hắn làm sao không cảm thấy hiếu kỳ. Hoàng Vọng Lân ý vị thâm trường nói, xem lại các ngươi những người tuổi trẻ này, ta mới biết mình đã già rồi. Hắn chỉ đến không chỉ là Hứa Thuần Lương tại giáp cốt văn bên trên tạo nghệ, còn có Hứa Thuần Lương cách đối nhân xử thế. Buổi trưa hôm nay trận kia rượu cục, Hứa Thuần Lương đã đem năng lực của hắn triển lộ đến phát huy vô cùng tinh tế, không chỉ là Hoàng Vọng Lân, liền Tạ Bá Tường đối với hắn cũng có chút thưởng thức. Hứa Thuần Lương nói, Tam gia sẽ không trách ta tự tác chủ trương a. Hoàng Vọng Lân nói, người đem những này bản dập đưa cho Lân Chính Đường, ta cảm ơn ngươi còn đến không kịp đâu, ta hôm nay bản muốn nhắc nhở ngươi, những này xương rồng lai lịch không rõ, ngươi cần nhắc nhở người mua cẩn thận một chút mới là. Hứa Thuần Lương nói, Tam gia yên tâm đi, người mua là cái cực kỳ người tinh minh, chúng ta có thể nghĩ tới, bọn hắn nhất định cũng có thể cân nhắc đến,
những này giáp cốt văn sẽ đưa đến Bạch Mộ Sơn Long Cổ nhà bảo tàng nghiên cứu, xương rồng nhà bảo tàng mặc dù là bảo tàng tư nhân, thế nhưng là bọn hắn sưu tập tất cả văn vật, đều sẽ quyên cho nước nhà. Hoàng Vọng Lân thở phào nhẹ nhõm nói, vậy ta an tâm. Kỳ thật cho tới bây giờ hắn cũng nhìn không ra những này xương rồng giá trị, 1.600 vạn, coi như lai lịch không có bất cứ vấn đề gì, hắn cũng sẽ không mua, chủ yếu là những này xương rồng phẩm tướng vàng thau lẫn lộn. Kinh Tây Náo bên trong lấy tính một tòa kiểu Trung Quốc hợp trong nội viện, Bạch Mộ Sơn tướng 32 khối xương rồng dần dần gạt ra, nhíu chặt lông mày, bằng vào hắn nhiều năm nghiên cứu giáp cốt văn kinh nghiệm, có thể đánh giá ra ở trong đó có chừng 1/3 có nghiên cứu giá trị. Bên ngoài vang lên tiếng đập cửa, nhìn thấy đi vào Mặc Hàm, Bạch Mộ Sơn khiêm cung nói, Mặc cự tử. Mặc Hàm đi vào chỉnh tề trưng bày xương rồng phía trước, Bạch Mộ Sơn thấp giọng nói, căn cứ ta sơ bộ phán đoán, trong này hẳn là có 8 khối cùng Hoàng đế nội kinh có quan hệ. Mặc Hàm nói, ở trong đó có hay không tới từ hồi xuân đường bộ phận. Bạch Mộ Sơn lắc đầu nói, ta dám đoán chắc, không có. Mặc Hàm nói, Tôn Lão Điểu khi còn sống cùng Đông Châu cũng không có gì gặp nhau, những vật này không biết hắn từ nơi nào có được. Bạch Mộ Sơn nói, những này hẳn là thuộc về Tiên Thiên Kinh, một cái khác bộ phận. Mặc Hàm nói, Tiên Thiên Kinh vốn nên chia làm thượng hạ hai thiên, những này xương rồng ghi lại hẳn là hạ thiên nội dung. Bạch Mộ Sơn nói, Hứa Thuần Lương nên là hoài nghi những này xương rồng là năm đó hồi xuân đường sói mòn một bộ phận. Mặc Hàm nói, hắn muốn làm sao hoài nghi là chuyện của hắn. Ngươi không cần phải để ý đến hắn. Bạch Mộ Sơn gật đầu nói, người này phi thường giàu hoạt, ta lo lắng hắn sẽ lợi dụng chuyện này cho chúng ta chế tạo phiền phức. Mặc Hàm nói, hắn mục đích hẳn là giống như chúng ta đoán hắn hẳn là nhìn thấu ảo diệu bên trong. Bạch Mộ Sơn hơi kinh ngạc nhìn qua Mặc Hàm, hắn còn nhìn không ra Hứa Thuần Lương mục đích, hắn cũng không cho rằng Hứa Thuần Lương có thể đọc hiểu phía trên văn tự, giáp cốt văn nghiên cứu cũng không phải là một ngày chi công. Hắn nghiên cứu hơn nửa đời người cũng chỉ có thể nói là có một chút thành tựu, Hứa Thuần Lương còn trẻ như vậy, có thể có Tiết An Lương tạo nghệ coi như hắn thật lợi hại. Mặc Hàm nói, ngàn vàng mua xương ngựa cố sự ngươi nên nghe nói qua, chúng ta hôm nay dùng nhiều tiền thu mua Tôn Trường Lợi trong tay xương rồng, tin tức này rất nhanh liền sẽ truyền bá ra ngoài, Tôn Lão đóng lịch sử không sạch sẽ, những này xương rồng 89/10 không phải đường ngay có được. Bạch Mộ Sơn nói, ta không biết người này. Mặc Hàm lạnh lùng nhìn qua Bạch Mộ Sơn dọa đến tướng phần sau đoạn nói lại nuốt trở vào. Mặc Hàm nói, chúng ta có thể thiết nghĩ một hồi, Tôn Lão Điểu năm đó đạt được nhóm này xương rồng còn có đồng bọn, hắn đồng bọn nghe nói chúng ta giá cao thu mua xương rồng sự tình, 89/10 sẽ cầm trong tay mình bộ phận đến thực hiện. Bạch Mộ Sơn nói, kỳ thật những này xương rồng đối người bình thường tới nói thật không có tác dụng gì. Mặc Hàm nói, Hứa Thuần Lương cũng hẳn là ý tứ này. Chỉ bất quá hắn trong tay không có nhiều tiền như vậy, cho nên mới nghĩ dẫn ta vào cuộc. Bạch Mộ Sơn nói, hắn không có khả năng biết những văn tự này chân chính ý nghĩa, khả năng chỉ là vì tìm về mất đi xương rồng thôi. Mặc Hàm nói, ngươi cho rằng đầu óc của hắn giống như ngươi. Bạch Mộ Sơn mặt mo nóng lên. Mặc Hàm cầm lấy một khối xương rồng nói, ta đoán hắn sớm liền bắt đầu hoài nghi ta, mau chóng giải mã nội dung trong đó, hắn muốn lợi dụng chúng ta cũng có thể lợi dụng hắn. Một mực tương kế tự kế. Hứa Thuần Lương để Lục Kỳ hỗ trợ điều tra một chút Tôn Lão Điểu, hắn lúc đầu hoài nghi Tôn Lão Điểu cùng năm đó Đông Châu Viện Bảo tàng vụ trộm có quan hệ, nhưng là Lục Kỳ rất nhanh liền cho hắn hồi phục, Tôn Lão lấy cũng không tại Đông Châu phạm tội ghi chép, thậm chí người này chưa hề đi qua Đông Châu. Trịnh Bồi An tại thứ 6 đã tới Kinh Thành, Hứa Thuần Lương mời hắn tới chính là hỗ trợ đánh yểm trợ, dù sao hắn không có bằng hành nghề thầy thuốc, nếu là bị người bắt lấy đem chui. Chẳng phải là được không bù mất, ý muốn hại người không thể có, tâm phòng bị người không thể không, Mặc Hàm cô nàng này tâm cơ thâm trầm, không thể không phòng. Trịnh Bồi An đi vào Đông Châu tiệm cơm thời điểm, Hứa Thuần Lương còn không có tan học, sớm an bài cho hắn một cái phòng, dù sao có Mặc Hàm cho thanh lý, nhận định Loan Ngọc Xuyên cùng Bạch Mộ Sơn liên thủ mưu đồ Hứa ra xương rồng về sau, Hứa Thuần Lương hướng xích đạo vốn liếng tác thủ lợi ích trở nên càng ngày càng yên tâm thoải mái, so với bọn hắn từ hồi xuân đường đạt được. Mình bây giờ phải trở về chẳng qua là chín châu mất sợi lông. Hứa Thuần Lương kết thúc cùng ngày chương trình học trở về Đông Châu tiệm cơm trên đường, nhận được Cao Tân Hoa điện thoại, lại là hắn hai ngày qua này kinh thành họp, thuận tiện dò xét nhìn một chút lão gia tử, hẹn Hứa Thuần Lương ban đêm đi muội muội Cao Tân Duyệt trong nhà ăn cơm. Hứa Thuần Lương đi qua Cao Tân Duyệt trong nhà một lần,
biết trong nhà nàng tương đối co quắp, thế là đem Trịnh Bồi An cũng ở kinh thành sự tình nói, hẹn Cao Tân Hoa một nhà đến Đông Châu tiệm cơm ăn cơm. Cao Tân Hoa cũng không có khách khí với hắn. Hứa Thuần Lương nguyên bản hẹn Phổ Kiến cùng Trần Thiên Phàm bồi Trịnh Bồi An uống rượu, lập tức để Trần Tú Mai cho đổi một cái lớn một chút phòng. Trở lại Đông Châu tiệm cơm, Phổ Kiến đã đến, con hàng này như quen thuộc, đã đi Trịnh Bồi An gian phòng bồi tiếp hắn hàn huyên gần nửa ngày, hai người mới quen đã thân, cũng đều là hay nói người, trò chuyện là khí thế ngất trời. Nhìn thấy Hứa Thuần Lương tiến đến, Phổ Kiến cười nói, ngươi làm sao mới trở về, hai anh em chúng ta đều trò chuyện cả buổi. Hứa Thuần Lương nói, ngươi sai lầm a, đó là ngươi Trịnh thúc. Phổ Kiến nói, các hưng các gọi thôi, ta cùng Trịnh ca làm huynh đệ lại không trở ngại hai chúng ta là bằng hữu, tiểu tử ngươi ăn cái gì dấm. Hứa Thuần Lương vừa trừng mắt, Phổ Kiến dây sợ, đến mắt nghe ngươi, Trịnh thúc, Trịnh thúc. Chớ nhìn hắn tuổi tác so Hứa Thuần Lương lớn, nhưng trải qua mấy lần sự tình về sau, đối Hứa Thuần Lương chịu phục cực kỳ. Trịnh Bồi An nói, Thuần Lương, cái này ta còn thực sự đến cùng ngươi nói một chút, Phó Kiến hắn nhị tỷ đi theo ta là một lớp đồng học, hắn nên gọi ta Tuần không? Hứa Thuần Lương nói, vậy ta cũng bảo ngươi ca, nếu không hai ta thành anh em kết bái đi. Trịnh Bồi An nói, các hưng các gọi, các hưng các gọi. Hắn nhưng là nghẹn đủ kinh muốn làm Hứa Thuần Lương dưỡng út đâu, nếu là cùng hắn bái cầm, há không là thấp Hứa gia văn một đời, khó mà làm được. Hứa Thuần Lương đem Cao Tân Hoa cũng tới kinh thành sự tình nói, đừng nhìn Trịnh Bồi An cùng Cao Tân Hoa một cái bệnh viện, nhưng là bình thường hai người quan hệ cá nhân không sâu, chủ yếu gặp nhau trên cơ bản đều là hồi xuân đường. Trịnh Bồi An làm nghiệp vụ, bình thường không có việc gì cũng không thể tổng đi tìm lãnh đạo. Nhìn đến thời gian không sai biệt lắm, bọn hắn cùng đi dưới lầu phòng ăn, đến mới điều chỉnh hí ngựa đài phòng, nhìn thấy Trần Thiên Phàm cũng đến. Trần Thiên Phàm cái này lần thế mà không mang nắm đấm của hắn sản phẩm năm roi hồi xuân rượu, mà là mang đến một dương mao đài. Hứa Thuần Lương nói, Trần ca, ta mời khách ngươi mang rượu gì? Trần Thiên Phàm nói, ta người này có cái quen thuộc, uống rượu của người khác ta không yên lòng, phải tự mình mang. Phổ Kiến nghe nói hắn chính là ngày đó đưa đại bổ rượu, nhìn cũng là người sảng khoái. Bốn người gom góp trước đánh lên tổn hại chứng, đánh không bao lâu. Cao Tân Hoa cùng Vương Phương Điền cùng đi, Hứa Thuần Lương biết hắn bài nghiện lớn, đem vị trí tặng cho hắn. Cao Tân Hoa lập tức gia nhập chiến đoàn, Hứa Thuần Lương không thấy được Cao Lão gia tử, hỏi một chút Vương Phương Điền. Vương Phương Điền nói mấy người bọn hắn đi xem phim, nhưng thật ra là Lão gia tử không muốn đánh quấy bọn hắn người tuổi trẻ tử hứng, Cao Tân Duyệt bản thân liền không thích náo nhiệt, để ở nhà phụ đạo nhi tử học tập. Về phần Cao Hiểu Bạch, nàng đêm nay đồng học ước hẹn. Kỳ thật coi như không có ước hẹn, nàng cũng sẽ không tới. Bây giờ bị không hiểu chuyện đệ đệ cả ngày truy vấn tỷ phu cái gì thời điểm tới, làm cho nàng phi thường xấu hổ, né tránh cũng không kịp, cũng không có khả năng đi theo đến đây. Hứa Thuần Lương cùng Vương Phương Điền hai người uống trà nói chuyện phiếm, Vương Phương Điền chuyên môn hướng Hứa Thuần Lương hai ngày trước gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ sự tình biểu thị ra cảm tạ, cái kia con trai bình thường đãi đã quen, không ít cho hắn gây phiền toái, bất quá sau khi sự tình lần này. Có thể là hấp thụ giáo huấn, hai ngày này thu liễm rất nhiều. Cao Lão gia tử cho rằng là Hứa Thuần Lương dạy cho hắn thôi ngũ kinh làm ra tác dụng, hiện tại mỗi ngày đều định thời gian cho cháu trai xoa bóp. Cao Tân Hoa cùng Trần Thiên Phàm cộng tác, Trần Thiên Phàm một tay tổn hại chứng đánh cho vô cùng tốt, hai người cộng tác đánh cho Trịnh Bồi An cùng Phổ Kiến quân lính tan rã, cũng không phải bởi vì bài kỹ, Trịnh Bồi An cùng Phổ Kiến đều là ánh mắt người, Bồi lãnh đạo đánh bài kỹ xảo nắm giữ được vừa đúng. Khẳng định phải để Cao Tân Hoa cao hứng. Một ván đánh xong, Cao Tân Hoa thần thanh khí sảng, đề nghị ăn cơm. Mọi người nhất trí đề cử Cao Tân Hoa ngồi thủ vị, Cao Tân Hoa khách khí một chút, ngồi xuống về sau, an bài Trần Thiên Phàm cùng Trịnh Bồi An cùng hắn ngồi. Cao Tân Hoa hướng Trịnh Bồi An nói, tốt người cái lão Trịnh, người đến kinh thành đều không theo ta trước đó thông khí, hai ta đồng hành tốt bao nhiêu. Trịnh Bồi An nói, ta là sợ lãnh đạo ngồi không quen nhị đẳng tòa. Tất cả mọi người nở nụ cười, Cao Tân Hoa nói, chính ngươi keo kiệt oán ai. Trịnh Bồi An đề nghị mời Cao Bí Thư gây nên nâng cốc chúc mừng từ. Cao Tân Hoa để hắn ít dùng bài này, có thể tới ăn cơm đều là người một nhà, ở kinh thành hắn cái này chính sử cấp cán bộ thật không dám lấy lãnh đạo tự cho mình là, đi vào kinh thành hắn đều xấu hổ tại sách khởi chức vụ của mình. Cao Tân Hoa nói, hôm nay đi vào kinh thành, nhìn thấy mới bằng lão hữu, ta phi thường vinh hạnh cũng cao hứng phi thường. Dựa theo chúng ta Đông Châu quy củ,
không nói nhiều nói, trước cạn ba chén. Mọi người cùng kêu lên hưởng ứng, ba chén uống rượu xong, riêng phần mình từng đôi chém giết. Trong này tửu lượng lớn nhất chính là Hứa Thuần Lương, sau đó liền đếm Trần Thiên Phàm, con hàng này cũng là vạc rượu bên trong ngâm lớn hạng người, sau khi bắt đầu trên cơ bản không gặp được hắn chén rượu rơi trên bàn. Vương Phương Điền lần này cho Hứa Thuần Lương mang đến mấy điểm đề nghị, chủ yếu là nhằm vào khỏe mạnh dưỡng lão bệnh viện thiết kế nghĩ trên đường vấn đề, Hứa Thuần Lương nghe hắn vị này chuyên nghiệp nhân sĩ giải thích về sau, lập tức rộng mở trong sáng. Bất quá hắn cũng nhìn ra Vương Phương Điền cảm xúc không cao, một trò chuyện mới biết được hắn đã từ thiết kế viện rời chức, thế là hỏi Vương Phương Điền rời chức sau dự định. Vương Phương Điền thở dài nói, có thể có tính toán gì, ta vẫn luôn đang làm thiết kế, cũng sẽ không những chuyện khác, dự định trước tiên ở nhà nghỉ ngơi một hồi, sau đó chậm rãi tìm đối khẩu công việc. Hứa Thuần Lương nói, ngài nếu là không ngại Đông Châu đường xa, ta ngược lại thật ra nghĩ xin ngài đi qua cho chúng ta đương cố vấn. Vương Phương Điền nhìn đại cứu tử một chút, Cao Tân Hoa chỉ đương không có nghe thấy, hắn hiện tại là Trường Hưng bí thư, thân phận tương đối mẫn cảm, Vương Phương Điền là em gái của hắn phu, dù sao hắn là không thích hợp đưa ra loại mời mọc này. Vương Phương Điền nhìn qua khỏe mạnh dưỡng lão bệnh viện quy hoạch về sau, nhưng thật ra là có chút động tâm, rời chức về sau, sinh hoạt áp lực liền đều rơi vào thê tử Cao Tân Duyệt trên thân, mặc dù thê tử thu nhập cũng không thấp, nhưng hắn cũng không cam chịu tâm như vậy đương một gia đình phụ nam. Hứa Thuần Lương nói, phần công tác này không nhất định để ngươi thường trú Đông Châu rời kinh thành cũng không coi là xa xôi, ngươi mỗi tuần vẫn là có thể trở lại kinh thành, chờ công trình mở bắt đầu về sau, khẳng định sẽ nhẹ nhõm rất nhiều, ngài coi như cho ta giúp một chút, có cái gì tố cầu một mực nói ra. Đường Kinh Luân hứa hẹn để Hứa Thuần Lương tổ kiến chủ hoạch kiến lập ban tử, mang ý nghĩa Hứa Thuần Lương có lựa chọn thành viên quyền lực. Vương Phương Điền nói, cho ngươi hỗ trợ cũng không có gì, chỉ là đi Đông Châu ta phải cùng ngươi cô thương lượng một chút. Cao Tân Hoa trong lòng tự nhủ Cao Tân Duyệt cũng không phải Hứa Thuần Lương cô, mặc dù hắn cũng rất muốn thúc đẩy cái này hai hài tử, nhưng là từ trước mắt đến xem hy vọng không lớn, nam nữ ở giữa tình cảm thật không phải miễn cưỡng. Hứa Thuần Lương làm việc lôi lệ phong hành, đề nghị Vương Phương Điền hiện tại liền hỏi một chút Cao Tân Duyệt ý tứ, Vương Phương Điền uống một chút rượu, thế là cho Cao Tân Duyệt phát đầu tiêu hơi thở, nghĩ không ra Cao Tân Duyệt đối với cái này ngược lại không có ý kiến gì, chỉ cần điều kiện phù hợp hắn đi Đông Châu công việc một đoạn thời gian cũng không sao, dù sao cũng tốt hơn trong nhà ở lại không chỗ mọi chuyện. Hứa Thuần Lương trưng cầu một chút Vương Phương Điền ý kiến, Vương Phương Điền đi qua tại thiết kế viện niên kỳ thu nhập đại khái tại 3-10 vạn. Hứa Thuần Lương trực tiếp hướng Đường Kinh Luân cho hắn xin 50 vạn lương một năm. Đường Kinh Luân đối với chuyện này phi thường thống khoái, chỉ chốc lát sau liền hồi đáp, chủ hoạch kiến lập bộ đã giao cho Hứa Thuần Lương phụ trách liền để hắn nhìn xem định, đã Vương Phương Điền lại hiểu thiết kế, lại hiểu công trình, 50 vạn lương một năm không cao, để Hứa Thuần Lương trực tiếp an bài xính nhiệm hợp đồng, cụ thể thủ tục giao cho Đồng Trường Hạo làm. Cao Tân Hoa mắt thấy Hứa Thuần Lương mấy điện thoại lại giúp muội phu làm xong công việc. Rõ ràng cảm nhận được dân doanh xí nghiệp siêu hiệu suất cao, đồng thời, hắn cũng ý thức được, Đường Kinh Luân đối Hứa Thuần Lương là phi thường coi trọng, thông qua chuyện này chứng minh, tương lai khỏe mạnh dưỡng lão bệnh viện kiến thiết thật sự là muốn lấy hắn làm chủ. Cao Tân Hoa khó tránh khỏi nghĩ đến Triệu Phi Dương, hiện tại Triệu Phi Dương quyền lực đang bị Đường Kinh Luân áp xúc, chẳng lẽ Triệu Phi Dương thật muốn trở thành Hoa Niên tập đoàn một viên con rơi? Trần Thiên Phàm là cái người làm ăn. Nghe nói Hứa Thuần Lương ngay tại chủ hoạch kiến lập khỏe mạnh dưỡng lão bệnh viện, lập tức nói, thiếu tiền, có thể thêm ta một suất, chúng ta ngàn buồm tập đoàn vấn đề lớn nhất chính là tiền quá nhiều, không biết hướng chỗ nào ném. Hứa Thuần Lương nói, Trần ca, ngài nếu là thật có hứng thú, hai ngày nữa các loại học tập kết thúc, ta an bài mọi người cùng nhau đi thực địa khảo sát một chút, ném không ném tiền không quan trọng, mấu chốt là giao lưu tình cảm. Cao Tân Hoa thân là Trường Hưng bí thư lúc này nhất định phải tỏ thái độ. Cười nói, Trần Tổng, ta đại biểu Trường Hưng hoan nghênh ngươi. Hứa Thuần Lương phát hiện khó trách hiện tại công thành danh toại xí nghiệp ra đều như vậy thích học, đi học tác dụng lớn nhất chính là kết bạn nhân mạch, tỉ như mình cùng Trần Thiên Phàm, Trần Thiên Phàm từ trên người chính mình thấy được đầu tư cơ hội, mình từ Trần Thiên Phàm nơi đó thấy được tiền. Đêm nay cái này bỗng nhiên rượu không có uổng phí uống, tình cảm cũng sâu hơn, công việc cũng làm xong, đầu tư cũng có mục đích. Cao Tân Hoa đề nghị mọi người chung nâng một chén, lúc này điện thoại di động của hắn vang lên, nhìn thoáng qua, lại là nữ nhi phát tới một vị trí, Cao Tân Hoa bản coi là nữ nhi phát sai, nhưng từ đối với nữ nhi quan tâm vẫn là nhìn thoáng qua, phát hiện địa danh gọi không say không về,
Cao Tân Hoa lập tức cảm thấy có chút không ổn, tại đa số phụ mẫu xem ra, quán ba đều không phải là địa phương tốt gì, nữ nhi sẽ không vô duyên vô cớ phát vị trí cho mình. Cao Tân Hoa tranh thủ thời gian cho nữ nhi gọi điện thoại, không ai tiếp, lần này hắn càng thêm bất an, đứng lên nói, không có ý tứ a, ta có chút việc gấp, đến đi trước một bước. Vương Phương Điền dự định cùng hắn cùng rời đi, Cao Tân Hoa để Vương Phương Điền lưu lại tiếp tục uống, hắn cho rằng nữ nhi có sai phát khả năng, có lẽ là mình lo ngại. Hứa Thuần Lương phát giác Cao Tân Hoa thần sắc có chút bối rối, chủ động đứng dậy đi tiễn hắn, đến đi ra bên ngoài, Hứa Thuần Lương nói, Cao Thúc Thúc, ngài có phải hay không có cái gì sự tình a? Cao Tân Hoa nói, không có việc gì. Hứa Thuần Lương nói, đừng gạt ta a, thật có chuyện gì tuyệt đối đừng giấu giếm, nơi này là kinh thành. Cao Tân Hoa do dự một chút, vẫn là đem sự tình vừa rồi nói, Hứa Thuần Lương dùng điện thoại di động của mình cho Cao Hiểu Bạch đánh qua, lần này thế mà tắt máy, hắn cũng cảm thấy sự tình không đúng lắm. Hứa Thuần Lương lập tức quyết định cùng Cao Tân Hoa cùng đi không say không về quán ba nhìn xem, Trần Thiên Phàm mang xe tới, Hứa Thuần Lương để Trần Thiên Phàm an bài lái xe đưa một chuyến, Trịnh Bồi An bởi vì có chút uống nhiều quá, liền không có đề cập với hắn khởi chuyện này, để hắn nắm chặt trở về phòng đi nghỉ ngơi. Phổ Kiến ở kinh thành hỗn lâu như vậy, đối những chuyện này quen thuộc nhất, không say không về rượu lâu năm a cách nơi này có chừng 5 cây số tả hữu, là kinh thành bầu không khí rượu ngon nhất a một trong, nơi đó diễn ra trình độ cao, người trẻ tuổi nhiều, cô nương xinh đẹp nhiều, Phổ Kiến cũng đi qua mấy lần, bất quá hắn ngại bên trong quá náo loạn. Chỉ cần nhiều người địa phương tất nhiên ngư long hỗn tạp, xã hội bây giờ loại người gì cũng có, dù sao Phổ Kiến liền biết phát sinh ở nơi đó chuyện xấu xa. Hắn không dám cùng Cao Tân Hoa nói, lặng lẽ nói cho Hứa Thuần Lương, có như vậy một đám người trẻ tuổi, cả ngày không làm việc đàng hoàng, trà trộn tại loại trường hợp này, chuyên môn tuyển cô nương xinh đẹp đương con mồi, bọn hắn thủ đoạn còn nhiều, rất nhiều. Cao Tân Hoa lòng như lửa đốt, không ngừng thúc giục lái xe lái nhanh một chút, trên đường đánh mấy lần điện thoại, Cao Hiểu Bạch điện thoại từ đầu đến cuối ở vào tắt máy trạng thái. Vương Phương Điền khuyên đại cữu ca không cần lo lắng, Cao Hiểu Bạch luôn luôn rất có chừng mực. Bình thường đều rất ít ở bên ngoài chơi, coi như đi quán ba cũng là cùng đồng học cùng một chỗ, ứng nên sẽ không xảy ra vấn đề. Cao Tân Hoa quan tâm sẽ bị loạn, mặc dù nhưng nữ nhi này đủ ưu tú, nhưng là nàng dù sao kinh nghiệm sống chưa nhiều, quán ba loại địa phương này loại người gì cũng có, hắn thường xuyên nhìn xã sẽ tin tức, có người xấu tại quán ba rót rượu hạ dược, tuyệt đối đừng để khuê nữ gặp phải. Nữ nhi sẽ không vô duyên vô cớ phát vị trí, hẳn là gặp phải nguy hiểm trước tiên nhớ tới chính mình. Đi vào không say không về quán ba trước, xe còn không có dừng hẳn, Cao Tân Hoa đẩy cửa xe ra liền vọt xuống dưới. Vương Phương Điền sợ đại cữu ca xúc động chuyện xấu, đuổi đi theo sát. Hứa Thuần Lương cũng bước nhanh đuổi theo, lúc này nghe được Trần Thiên Phàm kêu lên, cái kia có phải không? Hứa Thuần Lương thuận hắn chỉ phương hướng nhìn lại, nhìn thấy phải phía trước, có bốn vị thanh niên chính đỡ lấy hai cái say đến như là bùn nhão một dạng nữ hài hướng ven đường đi. Trong đó một cái rõ ràng chính là Cao Hiểu Bạch. Cao Tân Hoa nhìn thấy khuê nữ kia bộ dáng, lập tức đánh mất lý trí, giống giận xông tới, buông nàng ra. Bốn tên thanh niên sửng sốt một chút, nhìn thấy một đám người khí thế hung hăng vọt lên, vừa nhìn liền biết không ổn. Cầm đầu kia người tướng mạo anh tuấn, dáng người cao gầy thanh niên vịn Cao Hiểu Bạch, hắn một chút cũng không có biểu hiện ra dáng vẻ kinh hoàng, nho nhã lễ độ nói, cái này vị đại thúc, ngài là... Cao Tân Hoa xông đi lên đoạt lấy mình nữ nhi, Hiểu Bạch, người thế nào? Nhìn hằm hằm tên thanh niên kia nói, người đem nữ nhi của ta thế nào? Thanh niên kia vui mừng cười nói, đại thúc, ngài hiểu lầm, hai người bọn họ uống nhiều quá, ta đang định đưa các nàng trở về đâu, ngài là phụ thân nàng. Ngài có thể đến liền quá tốt rồi, chúng ta yên tâm. Hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái, đồng bạn bên cạnh đem một cô gái khác giao cho Vương Phương Điền. Cao Tân Hoa nói, Hiểu Bạch, Hiểu Bạch. Cao Hiểu Bạch đã đánh mất ý thức, nếu như không phải phụ thân chống đỡ lấy nàng, khẳng định sẽ co quắp ngã trên mặt đất, một cô gái khác cũng không khá hơn chút nào. Phổ Kiến đối cảnh tượng như thế này không cảm thấy kinh ngạc, loại địa phương này phát sinh loại tình huống này tỷ lệ rất lớn, hắn cũng nhận ra, kia cầm đầu thanh niên là Vương Tắc Cường, kinh thành đại tân sinh nhân vật phong vân, bối cảnh thâm hậu, dù sao hắn là không chọc nổi. Hứa Thuần Lương đi vào Cao Hiểu Bạch bên người. Đưa tay thăm dò hơi thở của nàng, nhìn qua đối phương nói, không đem sự tình giải thích rõ ràng, hôm nay các người đám này nhỏ bức con non một cái đều không cho đi. Phổ Kiến hạ giọng đối Hứa Thuần Lương nói,
hắn là Vương Tắc Cường, người ước lượng lấy điểm. Xem ra Cao Hiểu Bạch cùng nàng bạn gái cũng không ăn thiệt thòi, Phổ Kiến cho rằng chuyện này vẫn là đừng làm rộn lớn tốt, ở kinh thành ở lâu, người nào có thể gây, người nào không thể chọc hắn phi thường rõ ràng. Hứa Thuần Lương nói, cháu trai này cho hai nữ hài hạ dược. Phổ Kiến đề nghị, vẫn là giao cho cảnh sát xử lý. Hắn nghe nói qua Vương Tắc Cường bối cảnh, nếu thật là phát sinh xung đột, bọn hắn bên này chưa hẳn có thể chiếm được tốt, nhìn Hứa Thuần Lương dáng vẻ cũng không chịu từ bỏ ý đồ, tốt nhất vẫn là báo cảnh, để cảnh sát đến xử lý. Trần Thiên Phàm cũng là không biết sợ hạng người, tăng thêm hôm nay uống nhiều rượu, ngày hắn cữu mỗ ra, đập chết đám này cháu con rùa. Hứa Thuần Lương vỗ vỗ bờ vai của hắn thấp giọng bàn giao một câu, để hắn mau chóng mang những người khác rời đi. Trần Thiên Phàm mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, bất quá vẫn gật đầu. Vương Tắc Cường biểu hiện được nho nhã lễ độ, thúc ngài yên tâm đi, nàng hẳn là uống nhiều quá, đi về nghỉ một chút liền tốt, chúng ta đi về trước. Vương Phương Điền nói, báo cảnh, ta nhìn vẫn là báo cảnh. Hắn là cái gò bó theo khuôn phép người, bất kỳ cái gì sự tình đầu tiên nghĩ đến vẫn là cảnh sát nhân dân. Vương Tắc Cường lạnh hừ một tiếng nói, đơn giản không thể nói lý, chúng ta chỉ là hảo tâm hỗ trợ. Các người oan uổng ai đây? Hắn quay người liền hướng trong xe đi, nghĩ hết sớm rời đi chỗ thị phi này. Hứa Thuần Lương sao có thể để hắn đi, đưa tay đi bắt hắn đầu vai, nghĩ không ra tiểu tử kia một cái hồi toàn cước thẳng đến mặt của mình mà đến. Hứa Thuần Lương thân thể một cái xinh đẹp ngửa ra sau tránh thoát, đối phương ra chân rất nhanh, một đạo lăng lệ kình phong từ chóp mũi của mình đảo qua. Hứa Thuần Lương cũng không có lập tức đánh trả, lúc này có hơn 20 tên thanh niên từ chung quanh dâng lên. Vương Tắc Cường vẫn cười tủm tỉm nhìn qua Hứa Thuần Lương nói, ta nghĩ các ngươi hiểu lầm, chúng ta vừa rồi thật là muốn giúp đỡ, hiện tại ta đã đem người hoàn hảo không việc gì giao cho các ngươi vẫn là mau chóng mang nàng đi về nghỉ ngơi đi. Hắn không sợ phiền phức tình làm lớn chuyện, nhưng là hắn cũng không muốn sự tình làm lớn chuyện. Cao Tân Hoa tướng nữ nhi giao cho Vương Phương Điền chiếu cố, nhanh chân đi vào Vương Tắc Cường trước mặt, nhìn hằm hằm hắn nói, nữ nhi của ta sẽ không uống nhiều. Điện thoại di động của nàng là ai cho tắt máy? Vương Tắc Cường vẫn nho nhã lễ độ nói, đại thúc, vậy ta cũng không biết, dù sao ta gặp được nàng thời điểm, nàng liền cái dạng này, ta cảm thấy ngài không nên hỏi ta, hẳn là hảo hảo quản giáo ngài nữ nhi, đừng cho nàng tùy tiện cùng nam nhân xa lạ uống rượu. Cao Tân Hoa giận không kềm được nói, hỗn trướng, hắn một quyền hướng Vương Tắc Cường mặt đánh tới, thân vì phụ thân, hắn nhất định phải là nữ nhi đòi lại công đạo. Hứa Thuần Lương xuất thủ muốn so Cao Tân Hoa nhanh hơn nhiều, bắt lại Cao Tân Hoa cổ tay, đem hắn kéo trở về, thấp giọng nói, Cao Thúc, ngài dẫn bọn hắn đi trước, sự tình làm lớn chuyện đối Hiểu Bạch không có chỗ tốt. Cao Tân Hoa trong lòng một trinh, trải qua Hứa Thuần Lương nhắc nhở, hắn mới tỉnh táo lại, hắn mới vừa rồi bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc, quên đi chuyện này, vô luận sự tình là như thế nào, nếu như ảnh hưởng làm lớn chuyện, nữ nhi danh dự khẳng định sẽ chịu ảnh hưởng. Để nàng về sau như thế nào bột đối với ngoại giới lưu ngôn phỉ ngữ. Một cỗ Bentley lái tới, Vương Tắc Cường cùng đồng bạn chuẩn bị lên xe rời đi. Hứa Thuần Lương nói, cứ đi như thế. Vương Tắc Cường dừng bước lại, mỉm cười nhìn qua Hứa Thuần Lương nói, làm sao? Có phải hay không muốn ta hỗ trợ đưa trở về? Vương Tắc Cường nói, ca môn, ta không so đo với ngươi, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Nói không sai, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Nhưng ngươi không phải người A. Hứa Thuần Lương khinh thường nói. Vương Tắc Cường tuấn lãng khuôn mặt trở nên u ám, lạnh lùng nhìn qua Hứa Thuần Lương nói, ta khuyên các ngươi bây giờ rời đi, không phải ngươi sẽ hối tiếc không kịp. Hứa Thuần Lương nói, có chút công phu, đáng tiếc A, người hôm nay đi ra ngoài không xem hoàng lịch. Hắn từng bước một đi hướng Vương Tắc Cường. Vương Tắc Cường bỗng nhiên liền xông về Hứa Thuần Lương, động như thoát miễn, một quyền thẳng đến Hứa Thuần Lương cầm mà đi. Hứa Thuần Lương hướng về sau gắn một bước, Vương Tắc Cường quyền này chỉ kém chút xíu liền có thể đánh trúng mục tiêu. Hứa Thuần Lương nói, cha mẹ của ngươi cho ngươi một thân tốt túi ra, dạy ngươi một thân hảo công phu, lại duy chỉ có không có dạy ngươi làm người. Vương Tắc Cường một chân quét ngang hướng Hứa Thuần Lương mặt, Hứa Thuần Lương một cái xinh đẹp ngửa ra sau, tránh qua công kích của hắn. Chung quanh có không ít đều là Vương Tắc Cường người, lớn tiếng kêu gào, đánh hắn. Cường thiếu, đánh hắn. Xem náo nhiệt không có ngại sự tình lớn, huống chi chủ nhân hôm nay công một trong là Vương Tắc Cường, kinh thành phàm là ra chơi đến, không biết hắn thật là không nhiều, mà lại hơn phân nửa người không hỏi thị phi, đều đứng tại Vương Tắc Cường một bên.
Vương Tắc Cường từ Hứa Thuần Lương tránh né động tác nhìn ra đối phương cũng là nghiêm chỉnh huấn luyện người, lạnh lùng đánh giá Hứa Thuần Lương, có ngon thì đừng chạy a. Hứa Thuần Lương nói, có gan ngươi tới a. Vương Tắc Cường lần nữa xông tới, lần này Hứa Thuần Lương lui đến hơi nghi ngờ chậm một điểm, bị hắn một quyền đánh trúng phần bụng, Hứa Thuần Lương thất tha thất thểu lùi về phía sau mấy bước. Phổ Kiến biết Hứa Thuần Lương thân thủ tuyệt không đến mức như thế, chẳng lẽ Hứa Thuần Lương cũng kiêng kỵ Vương Tắc Cường bối cảnh cho nên không dám ra tay. Vương Tắc Cường công kích thắng lợi, khí thế đại thịnh, không đợi Hứa Thuần Lương đứng vững bước chân, một cái bước xa đi theo sát, chân phải đạp trúng Hứa Thuần Lương bụng dưới. Hứa Thuần Lương bạch 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 lại lui ba bước. Phổ Kiến toàn bộ hành trình cùng đập. Vương Tắc Cường liên tục hai lần đắc thủ về sau, cũng không tiếp tục công kích, cho rằng Hứa Thuần Lương đã được đến giáo huấn, khinh thường nói, ta không phải không đã cảnh cáo ngươi, lại dám dây dưa, ta để ngươi chịu không nổi. Hứa Thuần Lương nhẹ nhàng bắn tới bụi bặm trên người nói, người mẹ nó chưa ăn cơm a, chỉ có ngần ấy khí lực. Có mẹ sinh không có cha dạy đồ vật. Vương Tắc Cường bình thường bị người thổi phồng đã quen, vẫn là lần đầu bị người ở trước mặt như thế vũ nhục, trong lòng vô danh lửa cháy, lại lần nữa hướng Hứa Thuần Lương tới gần, một quyền câu hướng Hứa Thuần Lương cằm, nhất định phải cho người này một cái khắc sâu giáo huấn, cho hắn biết có ít người là không được trêu chọc. Vương Tắc Cường xuất thủ đồng thời, Hứa Thuần Lương rốt cục xuất thủ. Phổ Kiến nhắc nhở hắn cũng không phải là không có nghe lọt, hắn đang đợi động thủ thời cơ, ăn miếng trả miếng, đều có thể cho Vương Tắc Cường gieo xuống độc dược mạn tính, nhưng là vẻn vẹn như thế còn chưa đủ giải hận. Hôm nay loại tình huống này, nếu là thả hắn nghênh ngang rời đi, đừng nói Cao Tân Hoa không hiểu ý cam, Hứa Thuần Lương ngay cả mình cửa này cũng không qua được. Hứa Thuần Lương đi qua ghét nhất một cái từ chính là trừng ác dương thiện, thiện ác tiêu chuẩn ai nhận định. Chính tà ai có thể phân rõ. Vô luận là đã đi qua vẫn là hiện tại, hắn chưa hề nghĩ tới mình muốn làm một cái trừng ác dương thiện đại hiệp, nhưng là ai dám xâm phạm thân nhân của hắn cùng bằng hữu, đó chính là xúc phạm ranh giới cuối cùng của hắn. Hắn phải dùng nhất gọn gàng dứt khoát phương thức xuất này ngụm ác khí, đi mẹ nó bối cảnh, đi mẹ nó hậu trường, ta ngược lại muốn xem là thủ đoạn trọng yếu, vẫn là hậu trường trọng yếu. Hứa Thuần Lương tránh thoát Vương Tắc Cường đấm móc, sau đó hắn lấy đơn giản nhất phương thức trực tiếp nhất đánh trả. Xoay tròn tay phải, một bàn tay quất vào Vương Tắc Cường mi thanh mục tú tiểu bạch kiểm bên trên, một tát này đánh cho cực kỳ thanh thúy vang dội. 3. Một cái tát mạnh rút đến Vương Tắc Cường đầu lắc lư một cái, bình tĩnh mà xem xét, cái này bàn tay lực lượng cũng không lớn, nhưng là tiếng vang rất lớn. Hứa Thuần Lương đánh xong một tát này liền lui về phía sau, còn cố ý thở dài nói, người quay qua phân A. Dừng tay, chúng ta có lời gì không thể ngồi xuống đến hảo hảo nói. Vương Tắc Cường bị hắn rút đến trong đầu trống rỗng, cũng không phải bởi vì Hứa Thuần Lương cái này bàn tay lực lượng quá lớn, mà là bởi vì cái này bàn tay vũ nhục tính quá mạnh, ngay trước hiện trường hơn 100 tên quần chúng vây xem, trong đó không ít người đều cầm điện thoại di động đang quay, Vương Tắc Cường đã lớn như vậy, cái nào nhận qua loại này khí. Vương Tắc Cường vừa thẹn vừa giận, một khuôn mặt đỏ bừng lên, xông đi lên chiếu vào Hứa Thuần Lương điên cuồng công kích, đáng tiếc hắn như gió bão mưa rào quyền đấm cước đá toàn bộ thất bại. Khí lực có chút suy kiệt, Hứa Thuần Lương lợi dụng đúng cơ hội, một bàn tay lại xông tới. 3. Lần này to mồm đánh tại hắn má trái bên trên. Phổ Kiến mở ra động tác chậm hình thức, đặc sắc như vậy chàng diện nhất định phải đập thanh chi tiết, Hứa Thuần Lương xuất thủ quá lợi hại, con hàng này vừa rồi rõ ràng là cố ý dẫn Vương Tắc Cường vào cuộc, để hắn xuất thủ trước, sau đó mới bắt đầu phản kích. Hứa Thuần Lương một mặt ủy khuất nói, đừng đánh nữa được không? Ngươi lại ép người quá đáng. Ta báo cảnh sát. Vương Tắc Cường lần này cũng không kịp phát động công kích, con hàng này to mồm lại rút đi lên, để hắn phiền muộn phải là, rõ ràng nhìn thấy Hứa Thuần Lương đưa tay quất hắn, hết lần này tới lần khác trốn không thoát. 3. Lần này đánh cái đầy mắt tinh quang sáng lạn, Hứa Thuần Lương tay thuận hút xong, tiếp lấy chờ tay lại rút, tại trước mắt bao người, rắn rắn chắc chắc rút Vương Tắc Cường hơn 10 to mồm. Vương Tắc Cường đám kia đồng bạn vốn cho là Vương Tắc Cường chiếm hết ưu thế. Rõ ràng nhìn thấy hắn đánh Hứa Thuần Lương một quyền, đá một cước, nhưng ai có thể nghĩ tới tình huống hiện trường đột biến, Vương Tắc Cường công kích toàn bộ thất bại. Hứa Thuần Lương một bàn tay tiếp. Lấy một bàn tay, tuyệt không thất bại, mà lại ra tay vừa chuẩn lại hung ác, không chút lưu tình, Vương Tắc Cường đối mặt hắn ngược đánh đã không có chút nào lực phản kích. Tất cả mọi người đã nhìn ra, Hứa Thuần Lương vừa rồi căn bản chính là đang cố ý ẩn giấu thực lực, hắn dẫn dụ Vương Tắc Cường xuất thủ. Sau đó lại xuất thủ phản kích. Lúc này một đám bảo an từ OMMIA trong quán ba nghe hỏi chạy đến,
Tại bảo an đội trưởng chỉ huy hạ tướng song phương tách ra, Vương Tắc Cường như cùng một con bị dã thú bị chọc giận, liều lĩnh nghĩ muốn xông lên đi cùng Hứa Thuần Lương liều mạng. Hứa Thuần Lương không có chút nào sinh khí, cười tủm tỉm nhìn qua hắn. Lúc này phương xa truyền đến tiếng còi cảnh sát hẳn là cũng nhanh đến, Hứa Thuần Lương chuyển hướng Phổ Kiến nói, vỗ xuống đến không có. Phổ Kiến gật đầu nói, toàn bộ hành trình cùng đập. Lúc này hắn mới phát hiện những người khác không thấy, nguyên lai tại Hứa Thuần Lương xuất thủ giáo huấn Vương Tắc Cường trước đó, hắn liền để Trần Thiên Phàm mang Cao Tân Hoa cha con bọn hắn nên rời đi trước. Hứa Thuần Lương suy tính được phi thường chu đáo, chuyện này nếu như làm lớn chuyện đối Cao Hiểu Bạch danh dự cũng không chỗ tốt. Lưu lại giáo huấn Vương Tắc Cường, tối đa cũng chính là cái đánh lộn. Hứa Thuần Lương kết luận Vương Tắc Cường không có khả năng nói xảy ra chuyện tiền căn hậu quả, hắn cũng sẽ không đối đánh lộn đưa ra dị nghị, dù sao xuất thủ trước phát động công kích chính là Vương Tắc Cường. Lúc này có hai chiếc Mercedes tuần tự đến hiện trường, tướng đánh mất lý trí Vương Tắc Cường kéo lên ô tô, tại cảnh sát đến trước đó dẫn hắn rời đi. Hứa Thuần Lương nhìn thấy Vương Tắc Cường đi, cũng không có đuổi theo, hắn cùng Phổ Kiến cùng một chỗ thừa dịp cảnh sát không có trước khi đến cũng kịp thời bước ra rời đi. Hai người xa rời hiện trường về sau, cách đường cái nhìn thấy ba chiếc xe cảnh sát mới đuổi tới hiện trường, vừa rồi kia mấy trăm tên quần chúng vây xem đã tản sạch sành xanh, Phổ Kiến thở dài nói, cái này xuất cảnh hiệu suất có chút quá thấp. Hứa Thuần Lương lạnh nhạt cười nói, ngươi cứ như vậy muốn vào đồn công an. Phổ Kiến nói, huynh đệ, ngươi hôm nay nhưng thọc cái tổ ong vỏ vẽ, Vương Tắc Cường người nào? Ngươi cho rằng hắn có thể nuốt xuống khẩu khí này. Hứa Thuần Lương nói, ta bất kể hắn là cái gì người. Phổ Kiến nói, Cao bí thư bọn hắn đi như thế nào? Hứa Thuần Lương nói, chúng ta không muốn mặt, con gái người ta phải mặt, vạn nhất ai đập truyền đến trên mạng, để nàng về sau còn thế nào bột đối với người khác. Ta để Trần ca trước đưa bọn hắn rời đi. Phổ Kiến từ đáy lòng bội phục, vẫn là Hứa Thuần Lương suy tính được chu đáo, chuyện này làm được tiến thối có độ, hữu dũng hữu mưu. Bất quá Phổ Kiến cho là hắn còn đánh giá thấp Vương Tắc Cường năng lực, giống Vương Tắc Cường loại người này tuyệt sẽ không nuốt xuống cơn giận này, sau đó khẳng định mưu đồ trả thù. Hứa Thuần Lương cùng Phổ Kiến tại phía trước giao lộ chia tay, hắn liên hệ Trần Thiên Phàm, Trần Thiên Phàm đã đem Cao Tân Hoa mấy người đưa về nhà bên trong, đang chuẩn bị gọi điện thoại cho hắn hỏi thăm tình huống. Hứa Thuần Lương nói cho Trần Thiên Phàm mình không có việc gì, để hắn mau trở về nghỉ ngơi. Cúp điện thoại, đón xe đi Cao Tân Duyệt nhà cư xá, trên đường đem mình đánh đau Vương Tắc Cường video truyền cho hắn, Cao Tân Hoa gọi điện thoại hỏi hắn ở nơi nào, nghe nói hắn xuống lầu dưới, lập tức xuống lầu tới gặp hắn. Cao Tân Hoa xem hết Hứa Thuần Lương trước mặt mọi người rút Vương Tắc Cường cái tát video, tâm tình thư thản không ít, nhưng là nhớ tới Hứa Thuần Lương vì hắn gây ra chuyện lớn như vậy bưng, lại khó tránh khỏi là Hứa Thuần Lương cảm thấy lo lắng. Hứa Thuần Lương nói, Hiểu Bạch thế nào? Cao Tân Hoa nói, không có việc gì, cho các nàng uống không ít nước đá, lúc này đã khôi phục ý thức, ta cùng Phương Điền thống nhất đường kính, liền nói các nàng uống nhiều quá, không dám nhắc tới chuyện vừa rồi. Hứa Thuần Lương nói, người không có việc gì liền tốt. Cao Tân Hoa móc ra một hộp khói, rút ra một chi đưa cho Hứa Thuần Lương, hắn hiện tại đại não vẫn còn trong hỗn loạn, thế mà quên Hứa Thuần Lương không hút thuốc lá. Hứa Thuần Lương móc ra bật lửa giúp hắn đốt, Cao Tân Hoa lúc này mới ý thức được chính mình cũng hồ đồ rồi, hít một hơi thuốc lá nói, cảnh sát có hay không đi? Hứa Thuần Lương nói, đi, bọn hắn xuất cảnh thời điểm, tất cả mọi người tản, tiểu tử kia cũng chạy trốn. Cao Tân Hoa nghiến răng nghiến lợi nói, cặn bã. Cho tới bây giờ, hắn đều ở vào nghĩ mà sợ bên trong, nếu như không phải nữ nhi tại ý thức vẫn còn tồn tại thời điểm phát vị trí, nếu như không phải bọn hắn kịp thời đuổi tới, hậu quả khó mà lường được. Dùng sức hút một hơi thuốc, chậm chậm phun ra một điếu thuốc sương mù, thử nghiệm phun ra trong lồng ngực đọng lại oán khí, Thuần Lương, chuyện đêm nay có thể hay không mang phiền toái tới cho ngươi. Hứa Thuần Lương cười nói, yên tâm đi. Đối phó loại này tiểu nhân hèn hạ, ta có là thủ đoạn, Cao Thúc, về sau cho Hiểu Bạch đề tỉnh một câu, tâm phòng bị người không thể không a. Cao Tân Hoa nhẹ gật đầu, nếu như tiểu tử này có thể thành là con rể của mình, kia căn bản chính là nữ nhi phúc phận a. Thủy Mộc lại như thế nào? Thành tích lại ưu tú thì phải làm thế nào đây? Xã hội mới thật sự là đá thử vàng, tại đa số người trong mắt nữ nhi so Hứa Thuần Lương muốn ưu tú, nhưng Cao Tân Hoa không thế nào nghĩ, đêm nay sau chuyện này. Hắn càng phát giác, Hứa Thuần Lương mới thật sự là có năng lực có đảm đương người trẻ tuổi, hài tử như vậy hiếm có. Lúc này Phổ Kiến gọi điện thoại tới,
nói cho Hứa Thuần Lương, cho tới bây giờ, trên mạng không có bất kỳ cái gì liên quan tới đêm nay OMMIA quán ba sự kiện tin tức, lúc ấy hiện trường cũng không chỉ một mình hắn đập video, chứng minh có người sớm xuất thủ khống chế được tin tức khuếch tán, Vương Tắc Cường gia tộc năng lượng có thể thấy được lốm đốm. Phổ kiến để Hứa Thuần Lương nhiều mấy phần cẩn thận, tốt nhất vẫn là sớm rời đi kinh thành tránh đầu gió. Hứa Thuần Lương biết Phổ Kiến là vì chính mình suy nghĩ, nhưng là hắn cũng không có gì phải sợ, hẳn là cảm thấy sợ hãi chính là Vương Tắc Cường. Hứa Thuần Lương trở lại Đông Châu tiệm cơm, tắm rửa thời điểm, điện thoại di động vang lên, cầm điện thoại lên xem xét, lại là Hoa Trục Nguyệt. Từ khi Hứa Thuần Lương trở về Đông Châu, bọn hắn có đoạn thời gian không có liên hệ, thời gian này gọi điện thoại tới, hẳn là có việc gấp. Hứa Thuần Lương tiếp thông điện thoại nói, Hoa tỷ, có gì phân phó? Hoa Trục Nguyệt nói, người ở nơi nào? Hứa Thuần Lương cười nói, làm sao, nhớ ta? Hoa Trục Nguyệt mắng, ta không có đùa giỡn với ngươi, ngươi bây giờ đến tột cùng ở nơi nào? Hứa Thuần Lương nói, kinh thành. Hoa Trục Nguyệt nói, ngươi tối nay là không phải đi qua OMMIA quán ba. Hứa Thuần Lương trong lòng khẽ giật mình, chuyện này thế mà truyền đến Hoa Trục Nguyệt nơi đó, chẳng lẽ OMMIA quán ba cũng thuộc về Lam Tinh tập đoàn? Hứa Thuần Lương nói, quán rượu này cũng là các ngươi tập đoàn. Hoa Trục Nguyệt nói, Hà Đông tập đoàn, người đánh cho người kia gọi Vương Tắc Cường, phụ thân hắn là Hoa Đầu tổng giám đốc, người lần này nhưng chọc một cái đại phiền. Hứa Thuần Lương nói, Hoa tỷ, người cũng không hiểu rõ chuyện này chân tướng. Không ai quan tâm chân tướng, ta chỉ biết là ngươi vẫn là mau rời khỏi kinh thành, hiện tại không biết có bao nhiêu người tại khắp thế giới tìm ngươi, bọn hắn vì lấy lòng Vương Tắc Cường, sẽ không chút do dự ra tay với ngươi. Hứa Thuần Lương mỉm cười nói, ngươi sẽ ra tay với ta sao? Ta không phải tại đùa giỡn với ngươi, Hà Đông Tổng Giám Đốc Phan Thiên Hóa vẫn luôn đang lấy lòng Vương gia, chuyện này phát sinh ở trên địa bàn của hắn, hắn khẳng định phải cho cái thuyết pháp. Hứa Thuần Lương nói, nên tới từ đầu đến cuối muốn tới, bọn hắn nếu là thật có lợi hại như vậy, ta có đi hay không đều không có khác nhau. Hoa Trục Nguyệt nói, kinh thành nước quá sâu, Vương Tắc Cường cũng không phải đường thiên nhất. Hứa Thuần Lương nói, không có gì khác nhau, đều là cặn bã. Đối phó cặn bã, ta có là biện pháp. Hoa Trục Nguyệt thở dài nói, tóm lại ngươi cẩn thận một chút. Sáng sớm ngày thứ hai, Mạc Hàm đúng giờ tới đón Hứa Thuần Lương cùng Trịnh Bồi An. Trịnh Bồi An cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy Mạc Hàm, lên tiếng chào liền đi chỗ ngồi phía sau ngủ gật, đây là hắn thức thời, không quấy rầy người ta người trẻ tuổi nói chuyện phiếm. Mạc Hàm nói, rất uy phong a. Hứa Thuần Lương nghe xong tiếng nói của nàng, liền minh bạch chuyện tối ngày hôm qua đã bị nàng biết. Hứa Thuần Lương cười nói, chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm. Mạc Hàm nói, ngươi làm qua chuyện tốt sao? Hứa Thuần Lương hướng về sau nhìn thoáng qua, Trịnh Bồi An nhắm một đôi mắt tựa như là ngủ thiếp đi, từ hô hấp của hắn tiết tấu, Hứa Thuần Lương liền có thể nghe ra hắn là vờ ngủ. Hứa Thuần Lương nói, có phải hay không cảm thấy áp lực? Mạc Hàm lời nói thật thực nói ra, ngươi lần này trêu đến sự tình quá lớn, Loan tổng nhưng giúp ngươi che không được. Hứa Thuần Lương nháy nháy mắt, lúc đầu coi là một đêm này gió êm sóng lặng, có lẽ Vương Tắc Cường yêu quý mặt mũi, không dám tìm mình phiền toái, nên tới vẫn là tới. Mạc Hàm ý tứ phi thường minh bạch, đối phương đã tra rõ lai lịch của hắn, cũng tướng áp lực cho đến Loan Ngọc Xuyên. Hứa Thuần Lương nói, ngươi đừng sợ, ta cùng lắm thì nghỉ học, tuyệt không liên lụy các ngươi. Mạc Hàm nói, ngươi cũng không phải không lý trí người, chưa nghĩ ra đường lui hẳn là sẽ không ra tay đi. Hứa Thuần Lương cười ha ha nói, ngươi thật giống như hiểu rất rõ ta bộ dáng, ta không có chút nào lý trí, gặp chuyện còn rất xúc động. Mạc Hàm nói, ngươi có biết hay không Vương Tắc Cường bối cảnh? Hứa Thuần Lương không nhanh không chậm nói, kẻ trâu bò đến đâu cũng chạy không thoát cái chết. Mạc Hàm khóe mắt quét mắt nhìn hắn một cái, lấy nàng đối Hứa Thuần Lương hiểu rõ, người này không có khả năng không lưu tay, nói khẽ, như thế lớn kinh thành, người hết lần này tới lần khác chọn lựa người của Vương ra đánh, lần này có người muốn tình thế khó xử. Hứa Thuần Lương nghe ra nàng trong lời nói có hàm ý, người có ý tứ gì? Mạc Hàm thế mà nở nụ cười, nói cho ngươi một cái bí mật, Vương gia cùng Kiều gia là thân gia, Vương Tắc Cường là Kiều Như Long cậu ruột Vương Kính Hiên nhi tử bảo bối. Hứa Thuần Lương lần này ngây ngẩn cả người, hắn đối Mai Như Tuyết gia đình tình huống không hiểu nhiều, chỉ biết là Kiều Như Long cùng Mai Như Tuyết là cùng cha khác mẹ huynh muội. Nói cách khác, Kiều Như Long cậu ruột chưa chắc là Mai Như Tuyết cậu ruột,
trên đời này lại có như thế tất sự tình. Mặc Hàm trong miệng tình thế khó xử người kia là Mai Như Tuyết không thể nghi ngờ, chuyện xảy ra về sau Mai Như Tuyết còn không có cùng mình liên lạc qua, hy vọng nàng còn không biết chuyện này. Mặc Hàm nói, được vòng đi, Mai Như Tuyết không hỏi ngươi. Hứa Thuần Lương nói, cái này cùng với nàng có quan hệ gì? Con vịt đã đun sôi mạnh miệng. Mặc Hàm tướng xe lái vào cao tốc, Trịnh Bồi An ngáp một cái mở ra hai mắt nói, đây là tới nơi nào? Mặc Hàm nói, Trịnh chủ nhiệm, ngài an tâm ngồi là được. Nàng phi thường rõ ràng, Trịnh Bồi An chính là Hứa Thuần Lương dùng để lừa gạt người khác ngụy trang, Hứa Thuần Lương làm việc tâm tư kín đáo, lần này cũng nhất định có hậu thủ. Kiều lão tại nắng sớm bên trong dạo bước, hắn thích ánh bình minh vừa ló dạng thời khắc, phía trước hồ nhỏ đã đóng băng, tại ánh nắng chiếu rọi hạ vuông vức như gương, Kiều lão nghĩ từ bản thân tại binh đoàn thời điểm, khi đó hắn còn trẻ. Thời gian qua mau, tuế nguyệt như thoi đưa, bất chi bất giác mình đã già, người càng già càng thích hồi ức đi qua. Đại nhi tử Kiều Viễn Giang hôm qua gọi điện thoại tới, mời hắn đi Bình Hải ăn Tết. Mặc dù đại nhi tử một nhà đều rất hiếu thuận, nhưng là Kiều lão vẫn là cự tuyệt, nhưng là hắn cũng không muốn ở lại kinh thành, lúc này trong lòng đột nhiên sinh ra một cái ý nghĩ, nếu có thể, thật muốn về năm đó sinh hoạt qua địa phương đi xem một chút. Hàng năm đến lúc này, trong lòng của hắn nhớ thương nhất đến vẫn là lão nhị Kiều Viễn Sơn. 23 năm, từ khi tướng Mai Như Tuyết đưa về Kiều gia, hắn liền không còn xuất hiện. Kiều lão nhớ được năm đó hắn lặng lẽ đi theo ra ngoài, nhìn qua dần dần đi xa nhi tử, hắn rất muốn gọi một tiếng nhi tử, nhưng là từ đầu đến cuối không có kêu ra miệng, cho tới bây giờ hắn đều đang hối hận, nếu như lúc ấy kêu hắn một tiếng, hắn có lẽ sẽ lựa chọn lưu lại. Viễn Sơn a Viễn Sơn, người đến tột cùng ở nơi nào? Sống hay chết, ngươi coi như hận ta, nhưng nơi này còn có con gái của ngươi, chẳng lẽ ngươi không có chút nào lo lắng nàng? Ra ra, Kiều lão hít vào một hơi, chậm rãi xoay người sang chỗ khác, nhìn qua hướng hắn đi tới tôn nữ, trên mặt hiện ra nụ cười hiền lành, Tiểu Tuyết, như thế sớm a. Mai Như Tuyết đi vào bên cạnh hắn, nói khẽ, ra rèn luyện, vừa vặn nhìn thấy ngài, làm sao một người a. Kiều lão nói, ta còn không có giả dặn muốn ngồi xe lăn tình trạng a. Mai Như Tuyết cười kéo lại cánh tay của hắn, ra ra, ngài không có chút nào già, thân thể rất tốt đâu. Kiều lão nói, theo giúp ta đi một chút. Mai Như Tuyết nhẹ gật đầu. Hai người dọc theo bên hồ, đón mặt trời mới mọc, Kiều lão từ tôn nữ biểu lộ nhìn ra nàng hẳn là có việc, người có phải hay không có lời gì muốn nói với ta a? Mai Như Tuyết nói, ra ra, ta muốn cầu ngài một sự kiện. Nhà đầu ngốc, cùng ta còn cần cầu chữ, nói. Mai Như Tuyết nói, ngài có nghe hay không ta đại ca nói, Vương Tắc Cường bị người đánh. Kiều lão lắc đầu, có phải là hắn hay không lại gây chuyện rồi? Mai Như Tuyết nói, tình huống cụ thể ta không rõ ràng, chỉ là. Kiều lão dừng bước lại, nhìn qua Mai Như Tuyết nói, đánh hắn người biết. Mai Như Tuyết nhẹ gật đầu, quả thật cái gì đều không thể gạt được ra ra. Kiều lão ánh mắt nhìn về phía phương xa mặt hồ, bị mặt hồ mặt trời mới mọc phản quang đâm tới hai mắt, nheo cặp mắt lại nói, Hứa Thuần Lương. Mai Như Tuyết đỏ mặt, nàng biết được chuyện này hay là bởi vì Mặc Hàm phát cho nàng một đoạn video, đương nàng thấy rõ video nhân vật chính là Hứa Thuần Lương thời điểm, lập tức ý thức được chuyện này phiền phức lớn rồi. Nàng không có khả năng đi vương gia cầu tình, vương gia cũng chưa chắc sẽ cho nàng mặt mũi này, đại ca 89 phần 10 sẽ không vì Hứa Thuần Lương ra mặt. Cho nên nàng chỉ có thể tìm đến Gia Gia. Trở về sau, Gia Gia mặc dù chưa hề buộc nàng làm qua bất cứ chuyện gì, nhưng là nàng phi thường rõ ràng, hết thảy tất cả đều là Gia Gia ngầm đồng ý. Lúc đầu nàng đang muốn tìm cơ hội an bài Hứa Thuần Lương cùng Gia Gia gặp mặt một lần, thật không nghĩ đến Hứa Thuần Lương náo xảy ra chuyện lớn như vậy, đánh cho người lại là Kiều Gia thân thích. Kiều lão nói, là hắn để ngươi cầu ta sao? Mai Như Tuyết nói, hắn căn bản không có nói cho ta chuyện này. Tướng chuyện này nói cho nàng biết người lại là Mặc Hàm, cái này khiến nàng ẩn ẩn cảm thấy có chút không thoải mái, phát sinh chuyện như vậy, vì cái gì Hứa Thuần Lương nói cho nàng mà không nói với mình. Chẳng lẽ trong lòng hắn mình còn không bằng Mặc Hàm đáng tin? Kiều lão nói, để ngươi ở lại kinh thành chuyện công việc ngươi suy tính được thế nào? Mai Như Tuyết mím môi, ra ra là có điều kiện, bất quá nàng cũng không do dự, nếu như ra ra muốn cho ta lưu lại, vậy ta liền lưu lại bồi ngài. Kiều lão nở nụ cười, nhìn ngươi nhà đầu này một mặt u oán, ta cũng không có bức ngươi. Ngay trước Mai Như Tuyết trước mặt, hắn cho con dâu Vương Tư Tề gọi điện thoại.
Vô luận từ phương diện kia tới nói Vương Tư Tề đều là một cái hợp cách con dâu tốt, năm đó cho dù là Kiều Viễn Sơn như thế nào có lỗi với nàng, nàng đều nén giận lưu tại Kiều gia, cho dù là ly hôn về sau, nàng vẫn chưa có trở về nhà mẹ đẻ. Thẳng đến Kiều lão chứa chấp Mai Như Tuyết, từ ngày đó trở đi, Vương Tư Tề mới dứt khoát rời đi Kiều gia. Bất quá cái này hơn 20 năm nàng vẫn chưa tái giá, vẫn làm tốt một cái con dâu bổn phận. Tiếp vào Kiều lão điện thoại, Vương Tư Tề cung kính nói, cha. Cho dù ly hôn, đối Kiều lão xưng hô từ đầu đến cuối chưa biến. Kiều lão nói, Tư Tề a, năm nay giao thừa về ăn Tết đi. Vương Tư Tề sửng sốt một chút, từ khi Mai Như Tuyết trở về Kiều gia, nàng liền không còn có tại Kiều gia ăn Tết, nàng là tại thông qua loại phương thức này hướng Kiều gia biểu đạt bất mãn của mình. Bất kỳ người nào đều có tự tôn, nàng có thể tha thứ Kiều Viễn Sơn, nhưng là nàng không cách nào dễ dàng tha thứ Kiều Viễn Sơn nữ nhi này, mặc dù nàng biết hài tử là vô tội, nhưng chính là không qua được đạo khảm này. Vương Tư Tề nói, cha, gần nhất cha mẹ ta thân thể cũng không quá tốt. Vậy liền hai nhà cùng một chỗ ăn Tết nha, năm nay Viễn Giang không trở lại, cùng một chỗ náo nhiệt một chút, để Như Long an bài. Vương Tư Tề nghe nói từ nhi tử đến an bài, lập tức đáp ứng nói. Vậy được rồi, quay đầu ta cùng cha mẹ bọn hắn nói một tiếng. Kiều lão nói, có trận không có gặp người cái kia cháu trai, còn giống khi còn bé như vậy đãi sao? Vương Tư Tề trong lòng khẽ giật mình, Kiều lão rất ít chú ý một đứa bé. Vương Tư Tề nói, trưởng thành, đều thành đẹp trai tiểu tử. Kiều lão cười nói, tốt, ta cũng có tốt nhiều năm không gặp hắn, lúc sau Tết để Nghĩ Hiên bọn hắn đem tiểu tử này cùng một chỗ mang đến, người giúp ta nói cho hắn biết. Đừng cả ngày ở bên ngoài gây chuyện, ngẫu nhiên ăn chút thiệt thòi không phải chuyện xấu. Cha, ta quay đầu nói với hắn. Vương Tư Tề kết thúc trò chuyện về sau, trước tiên cho Kiều Như Long đánh qua, nàng muốn làm rõ đến cùng xảy ra chuyện gì. Kiều Như Long chính trước khi đến công ty trên đường, nghe mẫu thân nói xong, lập tức minh bạch ý của Gia Gia, hắn đem tối hôm qua Vương Tắc Cường chuyện bị đánh nói cho mẫu thân, chuyện này mặc dù kịp thời ép xuống, nhưng là tại bọn hắn vòng tròn vẫn là truyền ra. Hắn cái này biểu đệ danh tiếng rất kém cỏi, Kiều Như Long cũng biết tiểu tử này cả ngày làm sằng làm bậy, nhưng là thế nào cũng không nghĩ đến hắn sẽ cùng Hứa Thuần Lương đụng tới, mà lại vừa thấy mặt liền bị Hứa Thuần Lương trước mặt mọi người đánh 10 cái tát. Dứt bỏ chuyện nguyên nhân gây ra bất luận, Hứa Thuần Lương cái này 10 cái tát không chỉ là đánh Vương Tắc Cường mặt, cũng đánh Vương gia mặt. Hiện tại rất nhiều người đều tại chế giễu, nhìn xem Vương gia như thế nào tìm về mặt mũi này. Kiều Như Long cho rằng lão gia tử rất ít tham gia bọn hắn thế hệ này sự tình, trừ phi là Mai Như Tuyết tìm được hắn, không phải hắn mới lười nhác mở cái miệng này. Vương Tư Tề sau khi hiểu rõ tình huống, thở dài nói, ta với cứu cứu ngươi nói một tiếng. Kiều Như Long nói, chỉ sợ cứu cứu nuốt không trôi khẩu khí này. Hắn không rõ vì cái gì Gia Gia không trực tiếp cho cứu cứu chào hỏi, không phải để mẫu thân ra mặt, một số thời khắc Kiều Như Long thật vì mẫu thân cảm thấy không đáng. Bị Kiều gia khi dễ thành cái dạng này, còn phải nhẫn nhục chịu đựng, mặc dù hắn là Kiều gia người, nhưng hắn nhận vì mẫu thân đối Kiều gia đã hết lòng tận, mẫu thân, mình, Mai Như Tuyết tất cả đều là người bị hại, hắn xem thường nhất phải là cái kia không chịu trách nhiệm mất tích hơn 20 năm phụ thân. Vương Tư Tề nói, cứu cứu người cách cục không có nhỏ như vậy. Vương Tư Tề vừa mới làm tốt bữa sáng, từ khi trở lại nhà mẹ đẻ, nàng liền bắt đầu phụ trách cái nhà này hậu cần. Tướng hết thảy an bài đến ngay ngắn rõ ràng, liền Vương Tắc Cường đứa cháu này đều là nàng chiếu cố lớn lên. Đệ đệ Vương Tư Hiên cặp vợ chồng đối tỷ tỷ cũng là phi thường cảm ơn, có thể nói nàng tồn đang giúp bọn hắn giải quyết rất nhiều nỗi lo về sau, để bọn hắn có thể chuyên tâm làm việc nghiệp. Gần nhất phụ mẫu đi phương Nam an dưỡng, Vương Tư Hiên thê tử ra ngoại quốc công vụ, trong nhà chỉ còn lại hai chị em bọn hắn. Mỗi ngày sáng sớm, Vương Tư Hiên đều quen thuộc ăn điểm tâm xong lại đi. Hắn thích ăn nhất tỷ tỷ tự mình làm đến nước sắc bao. Vương Tư Tề có thể nhìn ra đệ đệ tâm tình không tốt, lúc ăn cơm, liên tiếp đánh hai điện thoại. Các loại Vương Tư Hiên cúp điện thoại, Vương Tư Tề nói, có gì ghê gớm sự tình không thể đi làm lại nói. Vương Tư Hiên nói, hiện tại người càng đến càng không có đảm đương, không cầu vô công nhưng cầu không tội, từng cái lừa dối sống qua ngày, thật muốn đem bọn hắn cho mở. Vương Tư Tề nói, vừa mới ta công công gọi điện thoại tới. Vương Tư Hiên nhấp một hớp cháo, hắn trên miệng mặc dù không nói, nhưng lòng dạ cũng không tán đồng tỷ tỷ đối Kiều lão xưng hô, tỷ tỷ đã sớm cùng Kiều Viễn Sơn ly hôn, người kia khả năng đã sớm chết, Vương gia cùng Kiều gia đã trở thành hữu danh vô thực thân gia. Vương Tư Tề nói,
hắn đề nghị năm nay hai nhà cùng một chỗ ăn Tết. Vương Tư Hiên nói, năm nay chỉ sợ không có thời gian, ta năm trước muốn xuất ngoại viếng thăm, Tết xuân trong lúc đó vừa vặn ở nước ngoài, tỷ, ngài cùng Kiều bá bá giải thích một chút. Vương Tư Tề nói, Như Long sự tình. Vương Tư Hiên nói, hắn chuyện bên kia kết thúc liền trực tiếp đến Hoa Đầu đi làm, hắn năng lực cá nhân rất mạnh, ta trưng cầu một chút cấp lãnh đạo ý kiến, sơ bộ quyết định để hắn phụ trách Hoa Đầu hải ngoại sự nghiệp bộ. Vương Tư Hiên phi thường minh bạch cháu trai đến Hoa Đầu mục đích, hẳn là dự định tiếp ban của mình, tỷ tỷ nói lên yêu cầu hắn không tiện cự tuyệt, nhưng là hắn cũng không muốn để Kiều Như Long tiến vào Hoa Đầu, bởi vì việc này hắn đứng trước rất nhiều chỉ trích cùng áp lực, nhiễu loạn hắn nguyên bản bố cục. Tướng Kiều Như Long đặt ở hải ngoại bộ là hắn nghĩ sâu tính kỹ về sau kết quả, mặt ngoài nhìn để Kiều Như Long một mình đảm đương một phía, đại triển quyền cước, nhưng trên thực tế lại làm cho hắn cách xa Hoa Đầu quyền lực hạch tâm. Vương Tư Hiên rõ ràng hơn, thôi động Kiều Như Long đến đây Hoa Đầu khẳng định là Kiều lão, nhưng là lão gia tử này căn bản không cùng hắn bắt chuyện qua. Chẳng lẽ hắn là sợ bị mình cự tuyệt? Vương Tư Hiên cân nhắc qua, mặc dù Kiều lão lực ảnh hưởng không lớn bằng lúc trước, nhưng là nếu như hắn mở miệng, mặt mũi này mình nhất định sẽ cho, nhưng là cuối cùng mở miệng chính là tỷ tỷ. Vương Tư Hiên phi thường khó chịu tỷ tỷ lặp đi lặp lại nhiều lần bị Kiều gia lợi dụng, hắn thậm chí không cho rằng Vương gia thiếu Kiều gia cái gì. Hẳn là Kiều gia thiếu bọn hắn Vương gia. Vương Tư Tề nói, ta nghe nói Tắc Cường tối hôm qua gặp phải phiền toái. Vương Tư Hiên ăn nước bọt sắc bao nói, tỷ, nước này sắc bao thật sự là vừa đúng. Hắn không muốn nói cùng nhi tử sự tình, tiểu tử kia quá bất tranh khí. Vương Tư Tề nói, ta công công nâng lên Tắc Cường. Vương Tư Hiên để chén cơm xuống, nhìn qua tỷ tỷ, Kiều lão sách khởi con trai mình. Cái này cũng có chút không tầm thường. Hắn bén nhạy cảm thấy được có phải hay không cùng chuyện xảy ra tối hôm qua có quan hệ. Vương Tư Tề nói, hắn nói tiểu hài tử ăn chút thiệt thòi không phải chuyện xấu. Vương Tư Hiên sắc mặt trở nên có chút âm trầm, Kiều lão để tỷ tỷ chuyển cáo mình lời nói này ý tứ không thể minh bạch hơn được nữa, là để hắn như vậy dàn xếp ổn thỏa, Kiều lão tại sao muốn thay một ngoại nhân ra mặt. Vương Tư Hiên nói, ta nếu như không có nhớ lầm, Kiều bá bá năm nay 78 tuổi a. Vương Tư Tề nói, ngươi nhớ lầm, hắn qua năm liền 80 tuổi. Vương Tư Hiên gật đầu nói, ra. Vương Tư Tề xong trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc quang mang, nàng muốn nói cái gì, lại rốt cục vẫn là không nói ra miệng. Mặc Hàm lái xe đến nửa đường liền rơi ra tuyết lớn, bởi vì tuyết quá lớn, nàng lân cận hạ cao tốc. Trịnh Bồi An duỗi lưng một cái, ngồi thẳng người, Mặc tiểu thư, người cái này chỗ ngồi phía sau ghế dựa làm nóng có thể hay không giảm điểm. Hứa Thuần Lương cười nói, ngại nóng lên. Trịnh Bồi An nói, mới vừa ngủ, mơ tới mình ngủ ở Đông Bắc Đại Kháng bên trên, nhưng nóng chết ta mất. Hứa Thuần Lương nói, không có mơ tới mình đái dầm a. Trịnh Bồi An cười mắng, hỗn tiểu tử, không biết lớn nhỏ. Đem đầu tiến đến cửa sổ xe bên trên nhìn một chút bên ngoài, phiêu phiêu dương dương tuyết lớn đã thấy không rõ thế giới bên ngoài. Trịnh Bồi An nói, đây là đến địa phương nào? Hắn giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ, đã mở hơn một giờ, đương nhiên cùng tuyết xe ngựa nhanh chậm có quan hệ, hiện tại cỗ xe trên cơ bản đều là tốc độ như rùa tiến lên, còn thỉnh thoảng tao ngộ kẹt xe. Mặc Hàm nói, hôm nay tuyết lớn, cái này mới đi một nửa. Trịnh Bồi An gật đầu nói, không vội, không vội, an toàn đệ nhất. Hứa Thuần Lương lúc này nhận được Mai Như Tuyết tin tức, hỏi hắn người ở nơi nào. Hứa Thuần Lương nói cho nàng Trịnh Bồi An đến kinh thành. Mình cùng hắn ở kinh thành đi dạo, liên quan tới Vương Tắc Cường sự tình không nhắc tới một lời, mặc dù đoán được Mai Như Tuyết 89 phần 10 nhưng có thể biết, vẫn là không nghĩ nàng tham gia. Mai Như Tuyết cũng không hỏi chuyện xảy ra tối hôm qua, chỉ nói một câu biết liền không có đoạn dưới. Trên đường Cao Tân Hoa gọi điện thoại tới, hắn cũng lo lắng chuyện tối ngày hôm qua sẽ cho Hứa Thuần Lương mang đến phiền phức, Cao Hiểu Bạch cùng bạn học của nàng hai người đều không có chuyện gì, đối chuyện tối ngày hôm qua nhớ kỹ không tính toán rõ ràng. Cao Tân Hoa lo lắng nữ nhi khó xử, cũng không có nói cho nàng bị người hạ thuốc sự tình, cùng muội phu Vương Phương Điền thống nhất đường kính nói các nàng uống nhiều quá. Nhìn thấy nữ nhi bình an vô sự, Cao Tân Hoa cũng không muốn chuyện này tiếp tục làm lớn chuyện, hy vọng chuyện này như vậy kết thúc tốt nhất. Hắn hiện tại ngược lại có chút hối hận, hôm qua. Muộn hẳn là lôi kéo Hứa Thuần Lương cùng rời đi, như thế liền sẽ không có hậu tục chuyện phát sinh, Hứa Thuần Lương cũng sẽ không gây phiền toái. Cao Tân Hoa nội tâm phi thường bất an, dù sao chuyện này là bởi vì nữ nhi đưa tới,
ngược lại để Hứa Thuần Lương gánh chịu trách nhiệm, Hứa Thuần Lương để hắn không cần lo lắng, lừa gạt hắn sự tình hẳn là đã qua, dù sao cho tới bây giờ vương gia còn chưa tới tìm hắn gây phiền phức. Ô tô lái vào đường núi, trên núi tín hiệu lúc tốt lúc xấu, Hứa Thuần Lương cùng Cao Tân Hoa một giọng nói, đã cúp điện thoại, nhìn qua Mặc Hàm nói, người đem chúng ta đưa đến cái này hoang sơn dã lĩnh bên trong, nên không phải muốn mưu tài sát hại tính mệnh a. Mặc Hàm nói, hai người các ngươi cộng lại cũng không có nhiều tiền. Hứa Thuần Lương nói, đó chính là coi trọng ta tư sắc. Trịnh Bồi An đằng sau nghe đều cảm thấy hắn không muốn mặt, người tuổi trẻ trò đùa, mình nhưng không thích hợp chen vào nói, tiểu tử này thật sự là càng ngày càng không biết xấu hổ, mình lúc còn trẻ nếu là có hắn một nửa bản sự đã sớm khi hắn dượng. Mặc Hàm nói, bình thường nam vóc người càng đẹp mắt càng không đáng tin. Hứa Thuần Lương cười nói, ngươi thật giống như là lần đầu tiên khẳng định ta nhan trị. Mặc Hàm nói, ta cảm thấy ngươi vẫn là đáng giá tín nhiệm. Đằng sau Trịnh Bồi An thổi phù một tiếng nở nụ cười, cái này lạnh như băng Mặc Hàm còn thật có ý tứ, hai người trẻ tuổi không ai nhường ai, đánh võ mồm, để hắn nhớ tới mình lúc còn trẻ. Mặc Hàm tại trên sơn đạo lắc lư hơn nửa giờ, tại một chỗ nhẹ nhàng đất trống dừng lại, Hứa Thuần Lương coi là cuối cùng đã tới, đẩy cửa xe ra, phát hiện tuyết rơi đến lớn hơn. Phía trước nói đường biến hẹp, cỗ xe không cách nào thông hành, Mặc Hàm chỉ trên núi nói, còn phải đi nửa giờ. Trịnh Bồi An cõng lạnh thấu xương gió núi tướng áo lông huấn luyện dã ngoại cho kéo lên, lúc đầu cảm thấy khoản này hội trần phí kiếm được dễ dàng, hiện tại xem ra giống như cũng không dễ dàng như vậy, cho người ta xem bệnh còn phải ngoài trời đi bộ. Hứa Thuần Lương nhắc nhở Trịnh Bồi An theo ở phía sau cẩn thận một chút, hắn cùng Mặc Hàm sóng vai tiến lên, gió xoáy lấy bông tuyết. Tựa như thiêu thân lao đầu vào lửa nhào về phía mặt của bọn họ, đánh cho người mở mắt không ra. Đi về phía trước hơn 200 mét, đường đã đến cuối cùng, bắt đầu dọc theo tuyết trắng bao trùm dốc núi leo lên phía trên. Trịnh Bồi An bò lên mấy bước liền thở hồng hộc, tựa ở một gốc trên cây tùng thở dốc. Hứa Thuần Lương để Mặc Hàm chờ một chút, phát hiện Mặc Hàm hô hấp đều đều, khí tức ổn định, cô nàng này võ công không yếu, nàng cùng Loan Ngọc Xuyên đến cùng là quan hệ như thế nào. Trịnh Bồi An thở hổn hển nói, người nào sẽ ở trên đây? Dù sao hắn không nghĩ ra, đều thế kỷ 21, còn có người chọn tại cái này trống vắng không người trên núi hoang sinh hoạt. Hứa Thuần Lương nói, ta nhìn tin tức, Tần Lĩnh liền có một nhóm lớn rảnh đến nhức cả trứng ẩn sĩ, cả ngày đánh lấy tu luyện cờ hiệu giả danh lừa bịp. Mặc Hàm nói, mỗi người đều có cuộc sống mình muốn, người không thể lấy tiêu chuẩn của mình đi cân nhắc người khác. Sau lưng truyền đến phù phù một tiếng. Lại là Trịnh Bồi An dưới chân trượt đi, ngã cái té ngã, may mắn dốc núi không đột ngột, nếu không liền muốn dọc theo sườn dốc phủ tuyết lăn xuống núi. Hứa Thuần Lương mau chóng tới đỡ hắn lên, Trịnh Bồi An vừa mua áo lông cũng bị nhánh cây phá rách một mảng lớn tử, có chút đau lòng. Hứa Thuần Lương an ủi hắn, nói ngày khác cho hắn mua một kiện Bắc Mỹ lớn ngỗng. Mặc Hàm không quan tâm vẫn tiếp tục tiến lên, đứng tại phía trước trên sơn nham, hướng bọn hắn phất phất tay nói, cũng nhanh đến. Hứa Thuần Lương ngẩng đầu nhìn lại, xuyên thấu qua tung bay tuyết trắng, nhìn thấy thanh kiến trúc màu xám mông lung hình dáng, nguyên lai núi này đỉnh thế mà cất giấu một tòa miếu vũ. Ngôi miếu này tên là Độ Vân Tự, nếu như không phải trên cửa chính tấm biển, sẽ coi là nơi này chỉ là phổ phổ thông thông mấy gian nhà đá. Trịnh Bồi An tựa như phát hiện đại lục mới sợ hãi than nói, nơi này lại có tòa miếu. Hứa Thuần Lương hướng Mặc Hàm nói, ngươi thật xa đem chúng ta mang đến nơi đây. Không phải cho hòa thượng xem bệnh a? Mặc Hàm nói, cho người ta xem bệnh còn quản phân thân phần a? Tương đương thừa nhận chính là muốn cho hòa thượng xem bệnh. Đó cũng không phải, chính là cảm thấy ngươi nhận biết người thật nhiều, tam giáo cửu lưu đều có, trẻ măng giao hữu thật phức tạp. Mặc Hàm nghe ra hắn không phải lời hữu ích, đi vào trước sơn môn, nhìn thấy núi cửa đóng kín, gõ cửa một cái vòng, qua một hồi lâu mới có người tới mở cửa. Mở cửa là một vị trung niên tăng nhân. Nhìn thấy Mặc Hàm, hắn có chút kích động, một bên khoa tay, một bên A ba nói gì đó, nguyên lai hắn là người câm. Mặc Hàm thuần thục lợi dụng ngôn ngữ tay cùng hắn giao lưu, câm điếc tăng nhân đem bọn hắn mời đi vào, dẫn lấy bọn hắn đi vào Đại Hùng Bảo Điện phía sau một gian thiền phòng. Nói là thiền phòng, kỳ thật chính là một cái sơn động, chỉ là ở bên ngoài dùng tảng đá lũy cửa đống, trang hai phiến cửa gỗ dùng xích sắt cái chốt khởi khóa lại. Bên trong truyền đến phẫn nộ giống lên một tiếng, trong đó còn kèm theo từng tiếng ho khan, thanh âm này trầm thấp hùng hậu, tựa như dã thú, Trịnh Bồi An nghe được trong lòng một trận run rẩy,
trong này đến tột cùng giam giữ người nào? Chẳng lẽ là vị bệnh tâm thần người bệnh? Câm điếc tăng nhân mở cửa khóa, bên trong truyền đến bang bang lang lang xích sắt âm thanh, lại là một hơn 50 tuổi tăng nhân, tay chân hắn đều bị xích sắt trói lại, thân xuyên rách dưới tăng bào, hoa dâm râu tóc rối bởi dây dưa một đoàn. Nhìn thấy cửa phòng mở ra về sau, hắn nổi giận gầm lên một tiếng hướng về phía trước phóng đi, vò tới nửa đường tay chân bị xích sắt níu lại, một đôi mắt hổ nhìn qua phía ngoài mấy người, ánh mắt điên cuồng đáng sợ. Trịnh Bồi An nhìn thấy tình cảnh trước mắt dọa đến không tự chủ được lui về phía sau một bước. Kia tăng nhân cũng lui về phía sau hai bước, sau đó hướng về phía trước lại lần nữa xông tới, mở ra miệng rộng lộ ra một ngụm răng trắng như tuyết, cuồng kêu một tiếng, a. Biểu lộ phảng phất muốn đem người tới xé nát. Hứa Thuần Lương hướng Mặc Hàm nhìn thoáng qua, Mặc Hàm biểu lộ bình tĩnh không lay động, nhìn qua kia điên tăng nói, hắn tình huống một chút cũng không có cải thiện. Hứa Thuần Lương nói, vì cái gì không mang theo hắn đi xem khoa tâm thần. Mặc Hàm nói, hắn ẩn cư ở đây, không chịu rời đi, chúng ta tự nhiên muốn tôn trọng quyết định của hắn. Hứa Thuần Lương nói, không là phi pháp cầm tù a. Mặc Hàm đạp hắn một chút bắt đầu giới thiệu, này tăng pháp hiệu Thông Huệ, tại Đỗ Vân tự 20 năm, 3 năm trước đây nổi điên, cũng từng tìm tới mấy vị bác sĩ, mở cho hắn một chút dược vật, sau khi dùng thuốc chuyển biến tốt đẹp, cảm xúc từ từ ổn định. Nhưng là nửa năm trước đột nhiên tăng thêm, trở nên huyết tinh thị sát, trong chùa hơn 10 cái mèo chó đều bị hắn tàn sát, đem hắn khóa cũng là chuyện không có cách nào, không phải còn không biết sẽ náo ra như thế nào nhiễu loạn. Thông Huệ không ngừng chu lên, Hứa Thuần Lương đi qua, Thông Huệ đột nhiên hướng hắn vọt tới, há mồm liền cắn, Hứa Thuần Lương lách mình tránh thoát, hai ngón khép lại điểm trúng Thông Huệ ấn đường huyệt. Ấn đường huyệt thuộc về trải qua bên ngoài kỳ huyệt, ở vào nhân thể trán bộ, tại hai lông mày ở giữa. Xoa bóp huyệt này có mắt sáng thông mũi, bình tâm an thần tác dụng. Thông Huệ trên trán như là bị người trọng kích một chùy, cảm thấy đầu váng mắt hoa, mắt tối sầm lại, thân thể trong nháy mắt sụi lơ. Nhân thể huyệt các có hiệu quả, cùng một huyệt đạo áp dụng thủ pháp cùng lực lượng khác biệt sẽ sinh ra hiệu quả khác nhau. Trịnh Bồi An nhìn ở trong mắt ngầm thầm bội phục, Hứa Thuần Lương chiêu này rõ ràng là công phu điểm huyệt, đừng nói mình sẽ không, chính là sư phụ Hứa Trường Thiện cũng không gặp hắn hiển lộ qua. Trịnh Bồi An thật sự là không nghĩ ra, tiểu tử này giống như không chút học qua, vì sao thủ pháp như thế tinh diệu, hắn thậm chí sinh ra một cái ý nghĩ, Hứa Thuần Lương y thuật có lẽ đã trò giỏi hơn thầy. Chẳng lẽ ngoại trừ sư phụ bên ngoài, tiểu tử này có kỳ ngộ khác? Mặc Hàm nhìn thấy thủ pháp của hắn, đôi mắt đẹp sáng lên, người này đến tột cùng ẩn giấu bao nhiêu bản lĩnh. Hứa Thuần Lương khoảng cách gần quan sát Thông Huệ, nhìn hắn ánh mắt đục ngầu ngốc trệ, mắt đỏ. Nắm hai gò má của hắn, khiến cho hắn hé miệng, nhìn thấy hắn đầu lưỡi xích hồng, bựa lưỡi hoàng dày, lưỡi trái ứ ban thành đầu tác hình, mạch tượng chìm trượt. Hứa Thuần Lương nói, hắn phải não có phải hay không nhận qua tổn thương. Mặc Hàm lấy tay ngữ hỏi thăm Câm Điếc Tăng Nhân, Câm Điếc Tăng Nhân liên tục gật đầu, bắt đầu khoa tay. Mặc Hàm vì hắn phiên dịch, 20 năm trước Đỗ Vân tự chủ chỉ viên bi đại sư tại bên dưới vách núi phát hiện Thông Huệ, lúc ấy đầu hắn bộ thụ thương. Viên bi cứu được hắn về sau, Thông Huệ lưu tại trong chùa xuất gia, trở thành viên bi đệ tử. 3 năm trước đây viên bi đại sư viên tịch, không bao lâu Thông Huệ liền phát điên, hắn đối với mình nổi điên tựa hồ sớm có đoán trước, chuyên môn bàn giao Câm Điếc Tăng Nhân, vô luận mình biến thành bộ dáng gì, đều không thể tiễn hắn rời đi Đỗ Vân tự. 3 năm này hắn tình huống lúc tốt lúc xấu, dùng xích sắt khóa lại hắn cũng là chính hắn chủ ý. Hứa Thuần Lương đánh giá ra Thông Huệ chính là bởi vì ngoại thương ứ ngăn não bộ nguyên nhân, bệnh căn đã sớm lưu lại, nhưng là bởi vì lúc ấy triệu chứng cũng không rõ ràng, cho nên không có kịp thời trị liệu, thời gian dài, não bộ ứ ngăn càng ngày càng nghiêm trọng, rốt cục ảnh hưởng đến tinh thần, đưa đến hắn bệnh điên. Mặc Hàm nghe hắn nói xong, nhịn không được hỏi, Thông Huệ đại sư thụ thương tại 20 năm trước, vì sao trước đó 17 năm đều không có phát bệnh? Hứa Thuần Lương nói, mọi thứ đều có nguyên nhân dẫn đến, viên bi đại sư viên tịch đại khái là nguyên nhân dẫn đến một trong. Mặc Hàm nói, Phật môn tứ đại giai không, coi nhẹ sinh tử, theo lý mà nói sẽ không đối với hắn tạo thành như thế lớn kích thích. Hứa Thuần Lương nói, ta nhìn dáng vẻ của hắn chính là tâm hỏa bên trên cang, thận âm không tốt, trên tinh thần tật bệnh hơn phân nửa đều bởi vì thất tình sáu úc mà gây nên. Hắn cố ý nhìn Trịnh Bồi An một cái nói, Trịnh thúc thúc, ta nói đúng sao? Trịnh Bồi An lúc này mới nghĩ từ bản thân tới nhiệm vụ chủ yếu, nếu là đương cái bóng liền muốn tận chức tận trách, hắn gật đầu nói,
ta xem người bệnh kiêm có thần hồn bất an chứng bệnh, thần hồn bất an chủ nếu là bởi vì tâm can lửa thịnh, tâm giấu thần, lá gan giấu lửa, ta ở bên ngoài nghe hắn ho khan không ngừng, đây là bởi vì tâm can lửa thịnh, trương ẩm ướt sinh đàm, đàm lửa giao úp, tâm phiền không ngủ. Trịnh Bồi An xử lý trung y nhiều năm, kinh nghiệm cũng là tương đương phong phú, Hứa Thuần Lương biểu hiện cũng khơi dậy ý chí chiến đấu của hắn, dù sao cũng là hồi xuân Đường Hứa lão gia tử đại đệ tử, không thể cho lão sư mất mặt, không thể để cho tiểu sư điệt trọc cười. Hứa Thuần Lương nói, Trịnh Thúc, ngài kiểu nói này, ta liền hiểu, người bệnh đại não không chiếm được nghỉ ngơi, thường xuyên ở vào mệt nhọc trạng thái, người không phải sắt thạch, đại não càng là nhân thể cấu tạo tinh diệu nhất khí quan. Mệt thì sinh biến, huống chi hắn đi qua đại não vốn là có cũ tổn thương. Thần hồn phách ý chí, hỉ nộ nghĩ lo sợ tương hỗ hỗn hợp, ảnh hưởng lẫn nhau, tạo thành hắn bây giờ điên chi bệnh. Trịnh Bồi An mỉm cười gật đầu nói, hậu sinh khảo ý, người thật sự là một điểm liền rõ ràng. Nói câu nói này thời điểm không khỏi có chút hổ thẹn, tiểu tử này kiến giải kỳ thật trên mình mới là cổ vũ cái kia. Trịnh Bồi An nhắm mắt nói, Thuần Lương, ta kiểm tra một chút ngươi. Người cảm thấy người bệnh hẳn là áp dụng như thế nào phương án đến trị liệu đâu. Hứa Thuần Lương nói sai địa phương mong rằng chính thức chỉ điểm, ta cảm thấy đối loại bệnh này người sử dụng dược vật chỉ có thể tạo được trị phần ngọn tác dụng. Cổ ngữ có nói, tâm bệnh còn phải tâm dược y, muốn trị tận gốc, vẫn là phải tiêu trừ người bệnh ngũ trí quá cực gây nên bệnh nguyên nhân bệnh, nếu không bệnh nguyên chưa trừ diệt, sớm tối sẽ còn tái phát thậm chí tăng thêm. Mặt ngoài là Hứa Thuần Lương hướng Trịnh Bồi An thỉnh giáo. Nhưng trên thực tế Trịnh Bồi An lấy được chỗ ích không nhỏ, tiểu tử này đối tật bệnh lý giải tại sao có thể như thế thấu triệt. Thiên tài a, cái này chính là thiên tài cùng người bình thường khác nhau. Trịnh Bồi An theo nghề thuốc mấy chục năm, tự hỏi tại trung y bên trên tạo thành một bộ hoàn chỉnh trị liệu hệ thống, từ khi bái sư Hứa Trường Thiện về sau, lại từ lão gia tử nơi đó đạt được không ít chỉ điểm, đoạn thời gian gần nhất tiến bộ không nhỏ. Mặc dù như thế hắn cũng không có Hứa Thuần Lương thấy như thế toàn diện. Là Tô Thiên Vũ trị liệu thời điểm, Trịnh Bồi An liền phát hiện Hứa Thuần Lương y thuật mở ra lối riêng, cùng sư phụ Hứa lão gia tử thủ pháp rõ ràng khác biệt, hiện tại hắn gần như có thể khẳng định, Hứa Thuần Lương y thuật hẳn không phải là Hứa lão gia tử truyền lại. Mặc Hàm so Trịnh Bồi An nhìn càng thêm thấu triệt, sớm tại hắn xuất thủ nghĩ cách cứu viện Loan Ngọc Xuyên thời điểm, Mặc Hàm liền biết y thuật của hắn tuyệt không phải bình thường, bằng không thì cũng sẽ không đem hắn mời tới nơi này. Nhìn thấy Trịnh Bồi An cùng Hứa Thuần Lương hai người một hỏi một đáp, Mặc Hàm trong lòng có chút muốn cười, hai người trình diễn đến còn thực là không tồi, kỳ thật đến nơi đây xem bệnh căn bản không cần lo lắng có người xem xét hắn có không nghề nghiệp tư cách, Hứa Thuần Lương làm việc vẫn là đủ cẩn thận, diễn trò làm đủ nguyên bộ, hắn vẫn là lo lắng cho mình đối với chuyện này làm văn chương, suy cho cùng vẫn là đối với mình khuyết thiếu tín nhiệm. Mặc Hàm nói, hai vị chậm rãi thương lượng, ta liền không ảnh hưởng các ngươi. Nàng hướng Câm Niếc Tăng Nhân đưa mắt liếc ra ý qua một cái, hai người rời đi thiền phòng. Trịnh Bồi An chờ bọn hắn sau khi đi, thở dài một hơi nói, sớm biết như thế, ta liền không tới. Hứa Thuần Lương nói, ngài nếu là không đến, ta há không phải liền là không chứng làm nghề y. Trịnh Bồi An nói, cái này hoang sơn dã lĩnh nào có người quản ngươi. Thật sự là vẽ rắn thêm chân, vẽ vời thêm chuyện. Hứa Thuần Lương cười tủm tỉm nói. Cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, không có ngươi giúp ta đánh yểm trợ không thể được. Ngươi tìm ai không được, không phải đem ta từ Đông Châu kêu đến. Trịnh Bồi An cũng có tự tôn, cảm giác mình rất vô dụng, thầm hạ quyết tâm về sau không làm công cụ người, muốn dốc lòng học y. Hứa Thuần Lương nói, ngươi là ta tương lai dưỡng út a, người khác ta cũng tin không được. Vậy cũng đúng, một câu để Trịnh Bồi An lập tức cảm thấy mình trách vô bằng thải. Hai người đồng thời đưa mắt nhìn sang Thông Huệ Hòa Thượng, phát hiện hắn chừng mắt một đôi mắt nhìn lấy bọn hắn. Trịnh Bồi An nói, người đã làm gì hắn? Hứa Thuần Lương nói, không chút, là chính hắn ngẩn người, lấy nhất định lực lượng điểm kích Thông Huệ ấn đường huyệt, tạo thành hắn ý thức bên trên tạm thời trống không, trước mắt Thông Huệ Hòa Thượng tựa như là học sinh đang đi học đào ngũ, ở vào thất thần trạng thái. Hứa Thuần Lương không có làm ra giải thích Trịnh Bồi An cũng không hiểu. Dù sao chữa bệnh chính là mình, công lao tất cả đều là của hắn, cuối cùng lão Trịnh có thể được một bút phong phú hội chẩn phí, như thế công việc béo bở, người khác nghĩ đều không có. Hứa Thuần Lương lấy ra giấy bút, trước tiên đem phương thuốc viết, giao cho Trịnh Bồi An, đợi lát nữa Trịnh Bồi An lại viết một lần. Sau đó lấy ra hộp kim châm, từ đó rút ra kim châm cứu, Trịnh Bồi An biết hắn muốn thi châm,
không chớp mắt nhìn qua Hứa Thuần Lương nhất cử nhất động, cũng không phải bởi vì hắn lo lắng Hứa Thuần Lương đem Thông Huệ Hòa Thượng cho đâm ra một cái nguy hiểm tính mạng, mà là hắn biết đây là một cái hiếm có học tập cơ hội. Hứa Thuần Lương châm pháp sự ảo diệu thậm chí mạnh hơn so với sư phụ Hứa Trường Thiện, hắn điều chỉnh một chút tâm tính, về sau không nên ôm lấy đương công cụ tâm thái của người ta, muốn ôm học tập tâm thái. Trung y đối điên bệnh chứng trị liệu, chủ yếu lấy dùng thuốc lưu thông khí huyết tiêu đàm, thanh tâm an thần, khai khiếu định trí, thanh tâm tháo lửa làm chủ. Hứa Thuần Lương trước tuyển thái trùng huyệt ở vào mu bàn chân bộ thứ nhất thứ hai chỉ trích xương kết hợp bộ phận trước chỗ lõm xuống, hai chân các một, châm cứu huyệt này nhưng bình lá gan tả nóng, thanh lợi hạ tiêu. Quá là lớn, sông là bắn, can kinh thủy thấp tập tục ở đây huyệt sông lên phía trên đi, kim châm cứu đâm vào quá sông nửa tấc, dùng nội lực kích phát thủy thấp tập tục, cùng mạch khí hợp hai làm một, hướng lên nghịch hành sông vào kinh lạc, duyên túc huyết âm can kinh nhập lá gan. Thủy thấp tập tục tụ tập ở lá gan bộ hóa khí là mưa triệt tiêu lá gan bộ chi hỏa, châm năm phần, cứu năm hình, châm cứu về sau lợi dụng ngải cứu, tướng thủy thấp tập tục liên tục không ngừng nghịch hành nhập lá gan, như là lá gan bộ hạ một trận cam lâm. Lần tuyển phong long huyệt, phong long, từ tượng thanh, là ẩm ẩm chi ý. Bản huyệt vật chất chủ yếu là đầu miệng huyệt, bên trên cự hư huyệt, hạ cự hư huyệt truyền đến thủy thấp phân khí, đến bản huyệt về sau, thủy thấp phân khí hóa mưa mà hàng, lại lượng mưa lớn. Như sấm mưa chi ẩm ẩm có âm thanh, tên cổ phong long. Phong long huyệt thuộc đủ dương minh lạc huyệt, bản huyệt vị chỗ vị kinh phần dưới, khí huyết vật chất là hội tụ mà thành thiên chi phần dưới thủy thấp phân khí, là mây hóa mưa hàng chỗ, khí áp thấp, vị kinh cùng tỳ kinh thiên bộ thủy thấp chọc khí tụ hợp ở đây, chỗ hàng chi vũ lại phân đi vị kinh cùng tỳ trải qua các bộ, có liên lạc tính khí nhị kinh các bộ khí huyết vật chất tác dụng. Áp dụng kim châm cứu thẳng đứng tiến châm, lấy nhanh đâm pháp đâm vào dưới da. Tiến châm châm ba phần sâu. Đợi châm dưới có thẩm, chát chát, gấp cảm giác là đến khí sau làm từ mà trọng chi thủ pháp, làm châm cảm truyền đến hai, ba chỉ bộ, châm cảm tùy thời ở giữa kéo dài mà hiện lên tiếp tục tính tăng cường, cho đến ra châm mới thôi. Ba lấy thần môn huyệt, thần là thần minh, cửa tức môn hộ, thần môn huyệt bên trong khí huyết vật chất là tâm cảnh thể nội truyền ra ngoài chi khí, cùng tâm kinh khí huyết bản tính giống nhau, chính là nhân chi thần khí. Huyệt vị thuộc thổ, kim châm huyệt này, giải biểu thanh nhiệt, bổ ích lòng dạ. Thần môn huyệt ở vào cổ tay nếp nhăn thước bên cạnh bưng, thước bên cạnh cổ tay khuất gân bắp thịt não bên cạnh chỗ lõm xuống. Hứa Thuần Lương lựa chọn cổ tay khuất gân bắp thịt vị trí, áp dụng V chuyển tiến châm pháp, thẳng đứng đâm vào, cây kim theo thứ tự đâm vào làn da tầng, dây chằng tầng, sinh ra thứ nhất châm cảm, tiến châm cần phải nghiêm khắc trưởng khống tiến độ, thông qua cái này hai tầng thời gian cần muốn nắm giữ tại khoảng 3 phút. Xuyên thấu làn da tầng cùng dây chằng tầng, tìm thứ nhất châm cảm trên cơ bản mỗi cái hiểu được châm cứu bác sĩ đều có thể làm được, nhưng là tại 3 phút bên trong đều tiến dần lên. Tiếp tục kích thích thứ nhất châm cảm, để loại này châm cảm kéo dài không tuyệt truyền lại đến người bệnh thể nội, cái này cần đối lực lượng cực kỳ khống chế chính xác. Trịnh Bồi An biểu lộ từ thưởng thức biến thành sùng bái, trong đầu của hắn hiện ra mình mới học châm cứu tràng cảnh, khi đó đều là dùng từng tầng giấy bản để luyện tập. Mục đích là trưởng khống tiến châm độ chính xác, tiến châm càng chậm càng hiển công phu, Hứa Thuần Lương đối kim châm cứu khống chế có thể dùng tùy tâm sở dục thu phóng tự nhiên để hình dung. Kích phát người bệnh 3 phút thứ nhất châm cảm về sau, Hứa Thuần Lương trong tay kim châm cứu tiếp tục hướng chỗ sâu thúc đẩy, đâm vào thức thần kinh trưởng chi, nhói nhói cảm giác truyền vào người bệnh lòng bàn tay, lại là chậm chạp tiến châm quá trình. Trịnh Bồi An đốt lên một điếu thuốc, yên lặng hút một hơi. Hắn đã dự cảm đến lập tức sẽ chứng kiến đến kỳ tích phát sinh. Hứa Thuần Lương thúc đẩy kim châm cứu kích phát người bệnh thứ 3 châm cảm thời điểm, nội lực lần theo kim châm cứu đưa vào người bệnh thể nội. Quá sông diệt nóng tính, phong long diệt là dạ dày tỳ chi hỏa, thần môn diệt phải là tâm hỏa, thần môn huyệt bên trong khí huyết vật chất dọc theo kinh lạc ngược dòng hóa mưa, diệt trừ tâm hỏa. Lại lấy số 1 ngải trụ đi một độ tổn thương thiêu đốt pháp. Cuối cùng lựa chọn huyệt thiên trung thi châm. Huyệt thiên trung bởi vì ở ngũ tạng lục phủ đứng đầu, còn gọi là bên trên khí hải, ở vào trước ngực, trước mắt chính giữa tuyến bên trên, bình thứ tư cùng lúc. Trải qua thuộc nhâm mạch, túc thái âm tỳ kinh, túc thiếu âm thận kinh, thủ thái dương tiểu tràng kinh, thủ thiếu dương tam tiêu kinh giao hội chỗ, khí sẽ thiên trung. Huyệt thiên trung chủ khí, lấy phân bố âm dương, rộng ngực dùng thuốc lưu thông khí huyết, hoạt huyết thông lạc. Hứa Thuần Lương lấy về chuyển pháp kim châm huyệt thiên trung. Đâm vào da thịt về sau lấy tiến khí pháp, tướng ngoại bộ hàn khí đạo nhập người bệnh thể nội, tiến khí pháp là từ sách cắm pháp, 96 pháp,
hô hấp pháp ba loại thủ pháp tổ hợp mà thành phục thức bổ tà thủ pháp. Bởi vì cái gọi là, nạp khí còn cùng tiến khí cùng, bình thường tạo hóa hai công. Trong tay dùng khí căn dặn chết, diệu lý huyền huyền trong tay. Từng tia hơi lạnh thông qua hứa thuần lương tinh diệu châm pháp không ngừng rót vào huyệt thiên trung bên trong khí thể gặp lạnh rơi xuống, tại huyệt thiên trung bên trong vân khí hóa mưa, mưa rơi thiên trung, tụ hợp vào ngũ kinh, rội tắt thông huệ hòa thượng thể nội các loại tà hỏa. Trịnh Bồi An nhìn thấy hứa thuần lương đâu vào đấy tiến hành theo chất lượng châm pháp chỉ có dùng nhìn mà than thở để hình dung, hắn mặc dù có thể minh bạch hứa thuần lương dùng châm đạo lý, nhưng là nếu để cho hắn đến thi châm. Hắn tuyệt đối không cách nào cam đoan hiệu quả, tiểu tử này bất quá 22 tuổi, coi như từ trong bụng mẹ bắt đầu học y cũng không bằng mình theo nghề thuốc thời gian dài, nhưng nhìn xong châm pháp của hắn, Trịnh Bồi An cảm giác mình liền cho hắn sách giày cũng không xứng. Không phải tự coi nhẹ mình, đây chính là hắn thời khắc này chân thực cảm thụ, hắn thực sự không rõ ràng sư phụ có biết hay không hứa thuần lương lợi hại như thế, đại khái suất là không biết, không phải tiểu tử này làm gì đem mình từ Đông Châu gọi đưa cho hắn đương ngụy trang. Nhìn thoáng qua hứa thuần lương vừa mới mở tốt lặn dương ninh thần canh, thuốc đắng 20 giờ, đêm giao dây leo 30 giờ, quen táo nhân 20 giờ, viễn trí 15 gram, bách tử nhân 20 giờ, phục linh 15 gram, sinh địa hoàng 20 giờ, huyền sâm 20 giờ, sinh con hào 20 giờ, sinh đất son 30 giờ, xuyên sen 10 giờ, sinh xương rồng 20 giờ, hợp hoan hoa 15 gram, xài hồ 15 gram, nước sắc phục, một ngày một tề. Người bệnh chỗ biểu hiện ra triệu chứng là bởi vì ngũ trí quá cực, tâm âm u hao tổn, tâm dương phấn khởi gây nên, bản phương dùng thuốc đắng lấy thanh tâm lửa, sinh địa hoàng, huyền sâm tư âm lặn dương, xương rồng, con hào, đất son lấy lặn chấn dương khí, làm dương nhập tại âm, nhưng người bệnh nhiễm bệnh lâu ngày, suy nghĩ quá độ, ngầm hao tổn tâm âm, cho nên lại dùng viễn trí, bách tử nhân, táo chua nhân, đêm giao dây leo dưỡng tâm an thần. Này mới có thủ, tiến hành theo chất lượng. Đợi âm khí đến mạo xưng, cương dương đến bình, tâm thần tự nhiên yên ổn, Trịnh Bồi An càng xem càng là cảm giác dạng này phối hợp thật sự là chu toàn tinh diệu, thiên tài a. Thần y a. Hứa thuần lương thi châm ngải cứu hoàn tất, nhìn qua đã tiến vào trạng thái hôn mê thông huệ hòa thượng nói, tỉnh lại, tỉnh lại. Co lại tay phải ngón giữa, gảy tại hắn ấn đường phía trên. Thông huệ hòa thượng giật cả mình, như ở trong mộng mới tỉnh mở ra hai mắt, nhìn lên trước mắt hai tên người xa lạ. Ngạc nhiên nói, hai vị thí chủ từ đâu mà đến? Hắn hơi bỗng nhúc nhích, trên người xích sắt phát ra bang lang tiếng vang, lúc này hắn phương mới ý thức tới mình bị xích sắt khóa lại. Hứa thuần lương nói, thông huệ đại sư, ngài không cần khủng hoảng, Trịnh chủ nhiệm là đặc địa đến cho ngài xem bệnh, ngài hiện tại có thể thanh tỉnh, may mắn mà có hắn là ngài thi châm. Trịnh Bồi An mặt mo phát nhiệt, thầm kêu hổ thẹn, ta rõ ràng cái gì cũng không làm, bây giờ lại muốn vì ngươi gánh vác tất cả công lao. Ngươi cho ta như thế lớn ân tình, ta về sau chỉ có thể đối ngươi tiểu cô lấy thân báo đáp, không phải không thể báo đáp, cái này cô phụ ta đương định. Hứa thuần lương đi ra ngoài đem Mặc Hàm bọn hắn gọi vào, cầm điếc hòa thượng nhìn thấy thông huệ khôi phục thần trí, vui đến khoa tay múa chân, mang tới chìa khóa trợ giúp thông huệ dỡ xuống trói buộc. Mặc Hàm mặc dù đối hứa thuần lương y thuật thần kỳ có chuẩn bị tư tưởng, nhưng nhìn đến trong thời gian ngắn như vậy thông huệ liền khôi phục thần trí cũng cảm thấy giật mình không thôi. Người này y thuật thật đã đến tình trạng xuất thần nhập hóa. Thông huệ đại sư khôi phục thần trí về sau, cầm niếc hòa thượng đi bên cạnh thiền phòng đơn giản cả sửa lại một chút, phá đi râu tóc, đổi thân tăng y. Hắn đi sửa sang lại thời điểm, Trịnh Bồi An đem hứa thuần lương cho phương thuốc của hắn dò xét một lần, ra thêm ấn tượng, về sau gặp được đồng loại chứng bệnh mình cũng có ứng đối phương pháp. Hứa thuần lương thì thư thư phục phục uống lên mình giữ ấm trong chén ngâm cầu kỳ trà. Mặc Hàm một đôi hắc bạch phân minh con ngươi nhìn một chút hứa thuần lương, lại nhìn một chút Trịnh Bồi An, có chút hối hận mình lúc ấy rời đi, nên ở lại nơi đó xem bọn hắn là như thế nào cứu chữa. Mặc Hàm nói, Trịnh chủ nhiệm, theo ngài ý kiến, thông huệ đại sư vẫn sẽ hay không tái phát. Hứa thuần lương nói, vấn đề này hỏi rất hay không có trình độ, Trịnh chủ nhiệm cũng không phải tay đến bệnh trừ thần tiên, thông huệ đại sư bệnh ròng rã 3 năm, ngươi cho rằng nhanh như vậy liền có thể trị hết không? Mặc Hàm liếc hắn một cái nói, trong mắt của ta, Trịnh chủ nhiệm chính là tay đến bệnh trừ thần tiên. Trịnh Bồi An trong lòng xấu hổ vô cùng, hai người các ngươi đấu võ mồm đừng mang theo ta, ta chính là qua đến giúp đỡ đánh yểm trợ, hắn chỉ coi nghe không được, hết sức chuyên chú chép phương thuốc, hỏng, còn có một vị thuốc là cái gì. Nghĩ móc tài liệu, Mặc Hàm ở một bên lại không tốt trắng trợn lấy ra.
Còn tốt Hứa Thuần Lương đem Mặc Hàm kêu ra ngoài, hai người tới Đại Hùng Bảo Điện, nơi này cung cấp phải là Phật Di Lặc, đừng nhìn miếu nhỏ rách tung tóe, tòa này Di Lặc Phật tượng lại phi thường tinh mỹ. Hứa Thuần Lương nói, ngươi quyên. Mặc Hàm nói, coi là thật cái gì đều không thể gạt được ngươi, một người nếu như quá thông minh sẽ không có bằng hữu. Hứa Thuần Lương nói, ngươi cuối cùng còn có chút tự mình hiểu lấy. Rách nát như vậy miếu nhỏ khẳng định không có gì tiền, nhưng là Mặc Hàm có tiền. Hắn cho Phật Di Lặc bên trên ba chim mùi thơm ngát, hướng Mặc Hàm nói, vị này Thông Huệ Đại Sư cùng ngươi quan hệ thế nào a? Mặc Hàm nói, người hữu duyên đi, Thông Huệ Đại Sư trạch tâm nhân hậu, học vấn tinh thâm, ta không đành lòng nhìn hắn luân lạc tới tình trạng như thế, cho nên hơi tận sức mọn. Hứa Thuần Lương nói, Phật độ chúng sinh, người đến độ Phật, Mặc thí chủ mới thật sự là Bồ Tát sống. Mặc Hàm nhịn không được bật cười, nụ cười này mỹ lệ như băng sơn bên trên tuyết liên hoa, lấy Hứa Thuần Lương định lực cũng không khỏi phải xem đến ngẩn ngơ, trong lòng cảnh giác tỏa ra, trên đầu chữ sắc có cây đao, yêu nữ, mơ tưởng loạn bản giáo chủ một viên kiên định đạo tâm. Mặc Hàm ngẩng đầu nhìn Phật tượng nói, người cùng Phật chẳng qua là xưng hô khác biệt thôi, có câu nói là bỏ xuống đồ đao lập địa thành Phật, câu nói này đủ để chứng minh, thế nhân đều có thể thành Phật. Hứa Thuần Lương nói, ta không hiểu Phật Pháp, ta cũng không muốn thành Phật. Mặc Hàm nói khẽ, chẳng lẽ ngươi muốn trở thành ma? Hứa Thuần Lương nói, thành Phật thành ma kỳ thật ngay tại ngươi một ý niệm, ta còn là nghĩ chân thật làm người bình thường. Mặc Hàm lắc đầu, người như ngươi làm sao cũng sẽ không phổ thông, tựa như một con sói, cho dù đem cái đuôi to giấu đi, vẫn là một con sói. Mắng ta! Mặc Hàm nói, ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê, xin tin tưởng phán đoán của ta. Một vị thân xuyên màu xám tăng y trung niên tăng nhân đi vào đại điện, nếu như không phải Mặc Hàm kêu một tiếng Thông Huệ Đại Sư, Hứa Thuần Lương kém chút không nhận ra được trước mắt này vị diện mắt hiền hòa tăng nhân chính là vừa rồi cái kia điên muốn điên Thông Huệ. Thông Huệ hòa thượng 50 tuổi khoảng chừng niên kỷ, tướng mạo đoan chính, giơ tay nhấc chân mang theo một cỗ ôn tồn lễ độ khí độ, đó có thể thấy được lúc còn trẻ cũng là một vị nhẹ nhàng mỹ nam tử. Thông Huệ hai tay hợp thành chữ thập, A Di Đà Phật, vất vả Mặc thí chủ. Mặc Hàm nói, đại sư không cần cảm ơn ta, là vị này Hứa tiên sinh cùng Trịnh chủ nhiệm cứu được ngươi. Thông Huệ nói, mời hai vị thí chủ hộ tống bần tăng đi dùng trà. Hai người hộ tống Thông Huệ cùng đi đến đằng sau, Hứa Thuần Lương vốn cho rằng vẫn là vừa rồi giam giữ hắn địa phương, không nghĩ tới tại đại điện phải hậu phương nham thạch sau còn cất giấu một đoạn thềm đá, dọc theo hai thước độ rộng thềm đá leo lên phía trên, trải qua hai cái chuyển hướng tiến vào một cái thiên nhiên hang, tiến hang, lập tức cảm giác được ấm áp như xuân. Trịnh Bồi An hộ tống câm điếc hòa thượng đã tới trước một bước. Chính ngồi chung một chỗ bằng phẳng bệ đá bên cạnh uống trà. Hứa Thuần Lương lưu ý đến trong nham động có không ít ma nhai khắc đá, nội dung trên cơ bản đều là Phật kinh, còn có một số tinh mỹ Phật tượng, từ vết tích đến xem, hẳn là niên đại cũng không còn xa, mặc dù là tạc gia văn tự cũng có thể nhìn ra thư pháp bản lĩnh cực sâu. Mặc Hàm cũng là lần đầu tiên tới nơi này, có chút hiếu kỳ nói, cái này trong động Phật kinh tạc tượng đều là đại sư tự tay tuyên khắc. Thông Huệ nói, ta đã từng trong này bích 10 năm, đứt quãng liền hoàn thành những này, chỉ là nhất gần 3 năm sinh bệnh, có chút còn không tới kịp hoàn thành. Hắn thỉnh khách nhân ngồi xuống, cầm niếc tăng nhân vì mọi người châm trà, Hứa Thuần Lương lưu ý đến bọn hắn ngâm phải là một ít lá cây, uống đến miệng bên trong, vừa đắng vừa chát. Trịnh Bồi An nói, đại sư hiện tại cảm giác như thế nào? Thông Huệ nói, hiện tại cảm giác như là ngủ một giấc, đột nhiên liền tỉnh lại. Trước đây xảy ra chuyện gì ta đều không nhớ rõ. Không có chút nào nhớ kỹ rồi. Mặc Hàm nói khẽ. Thông Huệ gật đầu nói, nghe sư phụ nói, 20 năm trước hắn tại dưới vách núi phát hiện ta, ta hẳn là trượt chân rơi sườn núi, trên thân nhiều chỗ thụ thương. Sau khi tỉnh lại, ta liền sẽ qua hết thảy quên sạch sẽ, nói xác thực cũng không phải toàn quên. Ta nhận ra chữ, đọc hiểu sách, nhưng là tên của ta, người nhà của ta, ta tất cả đều quên hết. Lần này sinh bệnh, phát bệnh lúc tình cảnh lại không nhớ rõ. Mặc Hàm hướng Trịnh Bồi An nói, Trịnh chủ nhiệm, loại hiện tượng này phổ biến sao? Trịnh Bồi An nói, loại hiện tượng này tại y học bên trên bị trở thành mang tính lựa chọn lãng quên, self-ivesia, bình thường là đối tâm lý nguyên nhân dẫn đến sự kiện tương quan ký ức đánh mất, bao quát phân ly tính lãng quên chứng. Mất trí nhớ tại chuyên nghiệp y học phạm trù bình thường được xưng là lãng quên. Lãng quên nguyên nhân dẫn đến có rất nhiều loại, cũng có thể là tồn tại ở người bình thường bên trong. Thường thấy nhất có hai loại hình thức, một loại là thuận đi tính lãng quên,
một loại khác là nghịch hành tính lãng quên. Thuận đi tính lãng quên chủ yếu là đại não đối nay sau phát sinh sự tình rất khó hình thành hoặc là không thể hình thành mới ký ức, nhưng là đối quá khứ phát sinh sự tình nhớ kỹ rất rõ ràng, bao quát hồi nhỏ ký ức chờ. Mà nghịch hành tính lãng quên là đối chuyện đã qua quên lãng, mới ký ức còn có thể hình thành, cái sau càng hiếm thấy hơn một chút. Trịnh Bồi An nhìn Hứa Thuần Lương một chút, hắn hiện tại có chút chột dạ, sợ mình nói sai, nhưng thật ra là đáy lòng đã thừa nhận Hứa Thuần Lương y thuật hơn xa với mình. Hứa Thuần Lương nói, Trịnh Thúc, chiếu ngài thuyết pháp, Thông Huệ Đại Sư tình huống hẳn là thuộc về cái sau. Trịnh Bồi An nhẹ gật đầu, hẳn là dạng này, muốn Thông Huệ Đại Sư triệt để khôi phục, nhớ tới hắn đi qua mọi chuyện cần thiết, chỉ sợ còn cần tiến một bước trị liệu, thanh trừ hắn não bộ bệnh cũ, ta đề nghị tốt nhất đi bệnh viện làm một cái tổng hợp toàn diện kiểm tra. Trịnh Bồi An cũng không phải là não khoa chuyên nghiệp, nhưng là căn cứ Thông Huệ bệnh án đến xem, đầu của hắn nhận qua va chạm, khả năng não bộ ổ bệnh từ đầu đến cuối không có thanh trừ, có thể là ổ bệnh tồn tại tạo thành đối đại não cục bộ áp bách, từ đó sinh ra nghịch hành tính lãng quên. Mặc Hàm nói, đại sư thấy thế nào? Nếu như ngài nguyện ý, ta có thể sắp xếp cho ngài. Thông Huệ lắc đầu nói, trên đời vốn không sự tình, lo sợ không đâu chi, ta tin tưởng từ nơi sâu xa tự có chú định, mất trí nhớ đối ta mà nói chưa nếm không là một chuyện tốt. Sư phụ ta thường nói, khám phá, buông xuống. Kỳ thật người nếu là cái gì đều không nhớ rõ, lại có gì cần khám phá. Trong lòng vô sự sao lại cần buông xuống. Mấy người đồng thời trầm mặc xuống, Thông Huệ lời nói mặc dù bình thản lại tràn đầy mộc mạc đạo lý. Mặc Hàm tướng Trịnh Bồi An đơn thuốc cầm tới, nàng sẽ mau chóng tướng thuốc trả lại. Đã Thông Huệ đã tỉnh táo lại, bọn hắn cũng vô ý ở lâu, thừa dịp lúc này tuyết thế ít hơn, cáo từ rời đi. Dọc theo lúc đến lộ tuyến đi trở về dừng xe địa phương. Trên đường Trịnh Bồi An mấy lần kém chút trượt chân, may mắn Hứa Thuần Lương ở một bên chiếu cố, ngược lại là Mặc Hàm hành tẩu ở dốc đứng đá núi ở giữa như dẫm trên đất bằng. Hứa Thuần Lương thầm than, cô nàng này ở trước mặt mình đã không che giấu nữa nàng ủng có võ công sự thật. Vừa mới lên xe, Hứa Thuần Lương liền nhận được Đông Châu tiệm cơm Lý Tú Mai điện thoại, hỏi hắn ở nơi nào, có hai vị cảnh sát đồng chí đến tìm hắn điều tra tình huống, nàng cũng là bị ủy thác cho Hứa Thuần Lương gọi cú điện thoại này. Hứa Thuần Lương nghe xong liền biết Vương gia trả thù mặc dù chậm một chút nhưng cuối cùng vẫn là tới, hắn biểu thị mình ngay tại trên đường trở về, đại khái cần 3 giờ. Lý Tú Mai thần thần bí bí hỏi hắn rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, Hứa Thuần Lương đương nhiên sẽ không nói cho nàng, chủ yếu là sợ hù dọa nàng. Cúp điện thoại không lâu, Mai Như Tuyết phát tới tin tức, hẹn gặp mặt hắn, Hứa Thuần Lương một lời đáp ứng. Kiều Như Long rất ít tại giữa trưa về nhà. Hôm nay trở về chủ nếu là bởi vì mẫu thân sự tình, mẫu thân nói cho hắn biết biểu đệ hôm nay đã đi bệnh viện nghiệm thương, hy vọng hắn có thể đi qua thăm viếng một chút. Kiều Như Long mơ hồ cảm thấy chuyện này bắt đầu hướng phía phức tạp phương hướng diễn biến, bởi vì Gia Gia đã để mẫu thân ra mặt chào hỏi, ý của Gia Gia là chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có, nhưng là Vương gia hiện tại cách làm không hề giống là muốn dàn xếp ổn thỏa, mà là tướng tình thế tiến một bước mở rộng. Chí ít bây giờ nhìn không ra bọn hắn có buông tha Hứa Thuần Lương dấu hiệu. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra tiếp xuống sáo lộ, Vương Tắc Cường nghiệm thương báo cáo vừa ra, liền sẽ kinh động cảnh sát, sẽ đối với Hứa Thuần Lương cái này thi bạo người khai thác hành động, lần này không cho hắn ăn chút đau khổ, Vương gia nhân hẳn là sẽ không từ bỏ ý đồ. Kiều Như Long cũng không quan tâm Hứa Thuần Lương chết sống, nhưng là hắn từ chuyện này nhìn ra cứu cứu hiện tại đối ra ra cũng không thèm chịu nể mặt mũi. Hy vọng chỉ là bởi vì đau lòng nhi tử nguyên nhân. Cuối cùng, muội muội liền không nên vì Hứa Thuần Lương sự tình đi tìm Gia Gia, lần này để Gia Gia mất mặt mũi, cũng để bọn hắn Kiều Gia mất mặt mũi. Kiều Như Long vốn cho rằng Gia Gia sẽ rất tức giận, nhưng về đến nhà phát hiện Gia Gia ngay tại viết chữ, chỉ ít từ trên mặt của hắn không có nhìn ra cái gì không vui. Gia Gia, Kiều Như Long nội tâm ít nhiều có chút thấp thỏm. Kiều lão gật đầu nói, ngươi về tới thật đúng lúc. Giữa trưa theo giúp ta cùng uống hai chén. Kiều Như Long nói, hôm nay như thế lớn hào hứng. Góp ở một bên, nhìn một chút Gia Gia viết bốn chữ lớn từng cái rồng cuộn hổ nằm. Kiều Như Long hơi kinh ngạc nói, Gia Gia, không phải là Long bàn hổ cứ sao? Kiều lão nói, ta hôm nay liền muốn để con cọp này nằm lấy. Kiều Như Long chợt nhớ tới thường nói một câu nói, là rồng ngươi đến cho ta thành thành thật thật cuộn lại, là hổ ngươi đến cho ta chân thật nằm lấy. Gia Gia hẳn không phải là vô duyên vô cớ viết bốn chữ này. Kiều lão nói, công ty sự tình xử lý đến thế nào? Kiều Như Long nói,
năm trước có thể toàn bộ kết thúc, năm sau đi hoa đầu, cứu cứu có ý tứ là để cho ta phụ trách hải ngoại sự nghiệp bộ. Kiều lão bưng lên ấm tử sa, nhấp một cái trà đạo, người nghĩ như thế nào? Kiều Như Long nói, hải ngoại sự nghiệp bộ là hoa đầu trọng yếu nhất bộ môn. Kiều lão không kiên nhẫn đánh gãy hắn, bớt nói nhảm, ta hỏi người nghĩ như thế nào? Kiều Như Long cười cười, đối hoa đầu mà nói ta là người mới, đã làm tốt bắt đầu lại từ đầu chuẩn bị. Kiều lão nói, ở trước mặt ta đều không nói thật lòng. Kiều Như Long biết không thể gạt được Gia Gia, nhưng là bên kia là cứu cứu, hắn cũng không tốt tại trước mặt Gia Gia nói cái gì. Gia Gia, ta tin tưởng cứu cứu nhất định có tính toán của hắn, dù sao chúng ta cái tầng quan hệ này mọi người đều biết. Kiều lão nói, người đi hoa đầu là vì kiếm tiền sao? Kiều Như Long lắc đầu, hắn đi hoa đầu không có ý định kiếm tiền, những năm này hắn tiền kiếm được đã thực hiện tài phú tự do. Nếu như hắn muốn kiếm tiền, tiếp tục kinh doanh Minh Thịnh đầu tư chính là, làm gì đi quốc tự đầu hoa đầu, hắn là muốn tham chính, nói xác thực là Gia Gia để hắn tham chính. Kiều lão nói, Tư Hiên là có chỗ cố kỵ a. Kiều Như Long nói, thân là hoa đầu tổng giám đốc, có chút cố kỵ cũng là nên, dù sao người phía dưới quá nhiều, ta phản lại cảm thấy an bài như vậy với ta mà nói cũng không phải là chuyện xấu, ta cũng muốn chứng minh cho bọn hắn nhìn xem, ta cũng không phải là dựa vào quan hệ thân thích. Chứng minh cái gì, người tại Minh Thịnh thành công không đã đã chứng minh, đúng, hắn lớn bao nhiêu. Kiều Như Long sửng sốt một chút, bất quá hắn lập tức phản ứng lại, ta cứu cứu năm nay 47 tuổi. Kiều lão gật đầu nói, ở độ tuổi này không trên không dưới phi thường xấu hổ. Hắn bỗng nhiên nhíu mày, ta cái này hổ viết không được khá, không có một chút xíu bá khí. Kiều Như Long cười nói, Gia Gia viết vốn chính là một con ngọa hổ. Kiều lão nói, trên đời này chân quý nhất là thời gian, ai lãng phí thời gian của ngươi, giống như là mưu sát. Hắn chậm rãi nhấp một cái trà. Lúc này Kiều Như Long điện thoại di động vang lên, nhìn thoáng qua là Uông Kiến Thành gọi điện thoại tới, hắn hướng Gia Gia cười cười, đi ra cửa nhận điện thoại. Uông Kiến Thành gọi cú điện thoại này tới là nghĩ hỏi thăm Kiều lão lúc nào ở nhà, hắn nghĩ bồi Gia Gia cùng một chỗ tới tiếp. Sở dĩ sớm gọi cú điện thoại này, là bởi vì ngày đó Kiều Như Long đưa Sâm Cao Ly sự tình. Uông lão biết sau chuyện này, tức giận đến hắn đem Uông Chính Đạo mắng một trận, đừng tưởng rằng Kiều lão lui ra đến liền vô dụng, mặt ngoài nhìn Kiều lão lực ảnh hưởng không lớn bằng lúc trước, nhưng hắn chỉ cần dậm chân một cái này kinh thành vẫn là phải run bên trên lắc một cái. Uông lão dài rằng giặc chính trị kiếp sống bên trong có hơn phân nửa thời gian là tại cho Kiều lão đương phụ tá, hắn là cực kỳ hiểu rõ vị này bạn nối khố, cho nên hắn để cháu trai đến sò xét một chút Kiều gia thái độ. Kiều Như Long để Uông Kiến Thành chờ một lát, trở lại thư phòng, đem Uông lão muốn tới tiếp sự tình nói. Kiều lão nói, hắn là lo lắng hắn nhị nhi tử Uông Chính Lý kia nửa cấp, muốn cho ta hỗ trợ trò chuyện. Kiều Như Long cười nói, ngài gặp hay là không gặp? Kiều lão nói, ta dự định năm nay đi Bình Hải ăn Tết. Kiều Như Long nhẹ gật đầu, cũng không có cho Uông Kiến Thành gọi điện thoại, trực tiếp cho hắn hồi phục một cái tin. Uông Kiến Thành nhận được tin tức cũng nhanh bước đi tới thư phòng, Gia Gia cùng phụ thân đều tại, Uông lão nghe được cái này hồi phục, hung hăng đạp một chút Uông Chính Đạo, ngươi làm được tốt sự tình. Uông Chính Đạo mặt mũi tràn đầy xấu hổ, hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Uông Kiến Thành ngầm hiểu, lấy cớ có việc rời đi trước thư phòng. Uông Chính Đạo thở dài nói, cha, ta không phải nhằm vào Kiều Như Long, mấy năm này ta trên cơ bản không tiếp khách. Uông lão chỉ vào kia Sâm Cao Ly nói, chúng ta cùng Kiều gia là thế giao, người Kiều bá bá đưa tới chi này Sâm Cao Ly ngươi vẫn không rõ. Năm đó ở bán đảo trên chiến trường phụ thân hắn đã cứu Gia Gia ngươi mệnh, hắn là tại nói cho ngươi biết không có bọn hắn Kiều gia liền không có chúng ta Uông gia. Uông Chính Đạo mím môi, cha, Uông gia là thiếu Kiều gia ân tình, nhưng trải qua nhiều năm như vậy, nên còn chúng ta đều trả sạch, hắn sinh khí lại như thế nào. Cùng lắm thì hối hôn, Kiến Thành cũng không phải tìm không thấy nàng dâu. Uông lão nói, ta nhìn ngươi là đầu óc có bệnh, đệ đệ ngươi tình huống ngươi không biết. Cha, ta nhìn hắn chưa hẳn có thể làm chủ a. Uông lão nói, lão Kiều người này ta phi thường rõ ràng, ngươi đắc tội hắn, hắn có thể không xấu chuyện của ngươi, nhưng là hắn tuyệt sẽ không giúp ngươi nói chuyện, Chính Lý cái này nửa cấp chỉ sợ phiền toái. Hắn đều lui nhiều năm như vậy, ngài cũng không cần đem hắn quá mức thần thoại. Uông lão thở dài, rất nhiều người đều nghĩ như vậy. Nhưng về sau bọn hắn đều phát hiện mình sai. Hắn móc ra điện thoại do dự trong chốc lát, vẫn là cho Kiều lão đánh qua, lão Kiều sao? Là ta.
Kiều lão cúp điện thoại, nhìn qua bức kia hoàn thành rồng cuộn hổ nằm, như có điều suy nghĩ nói, bức chữ này viết đúng là không tốt lắm. Kiều Như Long nói, năm nay thật muốn đi Bình Hải ăn Tết. Kiều lão nói, người đoán chừng không đi được, cuối tuần liền muốn đi Hoa Đầu báo đến. Kiều Như Long nói, ta cứu cứu nói để cho ta năm sau lại đi qua, đoán chừng về sau phần lớn thời gian sẽ ở nước ngoài. Kiều lão lạnh nhạt nói, không đi. Kiều Như Long sửng sốt một chút, chẳng lẽ ra ra đổi chủ ý. Kiều lão nói, ngươi sẽ đảm nhiệm Hoa Đầu kiểm tra kỷ luật tổ giám sát tổ trưởng, đảng ủy ủy viên. Kiều Như Long kinh ngạc nhìn qua ra ra, trước đây hắn căn bản không có nghe đến bất kỳ phong thanh, xem ra lão gia tử vô thanh vô tức đã làm một kiện đại sự, bởi vậy có thể thấy được hắn đối cứu cứu là cực kỳ bất mãn. Kiều lão nói, Hoa Đầu gần nhất xuất hiện không ít vấn đề, cấp trên phi thường trọng thị, cho nên ngươi lần này đi Hoa Đầu nhậm chức 10 phần trọng yếu, đối đã vấn đề xuất hiện, còn lớn mật hơn cha, vô luận đối phương là ai, chỉ cần cha xảy ra vấn đề, liền cha đến cùng, không chút lưu tình. Hắn vỗ vỗ Kiều Như Long bả vai, chúng ta Kiều ra đi đến đang ngồi đến bưng, không cần nhìn bất luận người nào sắc mặt. Vương Tư Hiên vừa mới trở lại văn phòng liền nghe nói tin tức này, cơ hồ Hoa Đầu cấp lãnh đạo đều cho rằng Kiều Như Long là hắn một tay an bài, còn cảm thấy Vương Tư Hiên hạ một tay man thiên quá hải diệu cơ. Vương Tư Hiên lúc này nội tâm lại lâm vào lo lắng bất an bên trong, Kiều Như Long nhậm chức từ cao tầng trực tiếp bổ nhiệm, thậm chí không cùng hắn vị này Hoa Đầu trưởng môn nhân thông khí. Kiều lão từ đầu tới đuôi đều không có chào hỏi hắn, ngay từ đầu cũng là an bài tỉ tỉ ra mặt. Hoa Đầu hải ngoại sự nghiệp bộ tại trong mắt rất nhiều người đều là trọng yếu nhất bộ môn một trong, mình tướng cái ngành này giao cho Kiều Như Long đã đỉnh lấy rất lớn áp lực, nhưng cứ như vậy còn không thể để hắn hài lòng. Vương Tư Hiên nhớ tới bữa sáng thời điểm tỉ tỉ cùng mình mẩu đối thoại đó, Kiều lão nói tiểu hài tử ăn chút thiệt thòi không phải chuyện xấu, lúc đầu hắn coi là nói đúng nhi tử Vương Tắc Cường, nhưng bây giờ bỗng nhiên ý thức được lời nói này rất có thể cũng bao gồm chính mình. Sự tình ra khác thường tất có yêu, lấy Kiều lão thân phận bỗng nhiên đối vãn bối sự tình cảm thấy hứng thú, Vương Tắc Cường bị đánh, lẽ ra không nên kinh động hắn chưa chắc là thay đánh người người ra mặt, hắn là mượn chuyện này biểu đạt đối tự mình xử lý chuyện bất mãn. Vương Tư Hiên lúc này mới ý thức được đánh giá thấp Kiều lão năng lượng, hắn mặc dù lui ra tới, nhưng là lực ảnh hưởng còn tại, Kiều Như Long bổ nhiệm chính là chứng minh. Hắn để tỷ tỷ Vương Tư Tề ra mặt tìm mình, cũng không phải là muốn cầu cạnh mình, mà là muốn thử dò xét chính mình. Một cái chưa hề tại thể chế bên trong làm qua người trẻ tuổi, vừa lên đến liền có thể đảm nhiệm kiểm tra kỷ luật tổ giám sát tổ trưởng, giống như chưa bao giờ có tiền lệ như vậy. Vương Tư Hiên cảm thấy da đầu từng đợt run lên, hắn cầm điện thoại lên, muốn cho Kiều lão gọi điện thoại, nhưng cũng không biết nên nói cái gì, do dự một hồi lâu, vẫn là tướng điện thoại gọi cho tỷ tỷ Vương Tư Tề. Hắn cần một cái người trung gian hướng Kiều lão giải thích, hắn có loại dự cảm, Kiều lão có thể đem mình nâng lên ngựa, cũng có thể đem hắn kéo xuống. Vương Tư Hiên điện thoại còn chưa kịp thông qua đi, tỷ tỷ điện thoại trước đánh vào, nàng lo lắng nói cho đệ đệ, chất tử tại bệnh viện xảy ra chuyện, ngay tại nghiệm thương quá trình bên trong, hắn đột nhiên liền phát điên, công kích là hắn kiểm tra bác sĩ, cùng bác sĩ tại chỗ tư đánh nhau. Cùng hắn tiến hành tư pháp giám định cảnh sát tiến lên ngăn lại, hắn thế mà đánh lén cảnh sát. Bởi vì tại công chúng trường hợp, rất nhiều người đều chụp lại, ảnh hưởng rất xấu. Vương Tư Hiên không để ý tới cùng tỷ tỷ nói chuyện này, trước cho giới cảnh sát bằng hữu gọi điện thoại, sau đó để trợ lý chuẩn bị xe, lập tức chạy tới hiện trường. Hứa Thuần Lương trở lại Đông Châu tiệm cơm, hai tên cảnh sát đã đang chờ hắn, Hứa Thuần Lương không chút hoang mang, đem hai người mời đến gian phòng của mình. Cái này hai tên cảnh sát là đến đây điều tra tối hôm qua OMMIA quán ba sự kiện. Bọn hắn đã từ quán ba điều lấy bộ phận giám sát, từ quán ba cung cấp giám sát đến xem, đối Hứa Thuần Lương là khá bất lợi. Hứa Thuần Lương từ Hoa Trục Nguyệt nơi đó đã biết được quầy rượu chủ gánh Phan Thiên Hóa khẳng định đứng đội Vương Tắc Cường, hắn cung cấp video khẳng định là trải qua biên tập, hắn cũng có video, phổ kiến chụp ảnh trình độ không kém, đem chuyện đã xảy ra đập đến tương đương hoàn chỉnh. Cảnh sát dò xét một lần hắn cung cấp video, từ trước mắt nắm giữ video đến xem. Hứa Thuần Lương cùng Vương Tắc Cường thuộc về đánh lộn, lúc ấy người mặc dù rất nhiều, nhưng là cũng không có phát sinh quần ẩu, nếu như ẩu đả lúc đạt ba người trở lên, liền sẽ dính líu tụ chúng ẩu đả tội. Nếu như lấy tùy ý khiêu khích, sinh sự từ việc không đâu làm chủ yếu biểu hiện phương thức, khả năng dính líu gây hấn gây chuyện tội. Trong đó tên kia họ Lưu cảnh sát cho Hứa Thuần Lương phổ cập khoa học một chút, để hắn đầy đủ tìm hiểu một chút tối hôm qua hành vi tính nghiêm trọng,
hiện tại Vương Tắc Cường đã đi bệnh viện nghiệm thương, nếu như Vương Tắc Cường nghiệm thương kết quả cuối cùng là vết thương nhẹ, Hứa Thuần Lương liền có thể dính líu cố ý tổn thương tội. Căn cứ hình pháp quy định, cố ý tổn thương hắn thân thể người, chỗ 3 năm trở xuống tù có thời hạn, giam ngắn hạn hoặc là quản chế. Hứa Thuần Lương nói, cảnh sát đồng chí, các ngươi nói ta đều hiểu, nhưng ta cho là các ngươi hẳn là điều tra đến càng toàn diện một chút, lúc ấy Vương Tắc Cường đám người này cho bằng hữu của ta hạ dược, nếu như không phải ta kịp thời đuổi tới, bọn hắn liền đem cái này hai nữ hài mang đi. Trong video có Vương Tắc Cường bọn hắn muốn đem hai nữ hài mang lên xe một đoạn. Họ Lưu cảnh sát nói, người nói tương quan tình huống chúng ta cũng tiến hành hiểu rõ, căn cứ chúng ta đều lấy quầy rượu nội bộ giám sát, tại trong quán rượu, Vương Tắc Cường cũng không cùng cái này hai nữ hài bắt chuyện, các nàng trước đó là cùng những người khác uống rượu, Vương Tắc Cường nói hắn là ra ngoài hảo tâm đưa hai vị nữ hài về nhà. Cảnh sát có ý tứ là Vương Tắc Cường không có hạ dược khả năng. Hứa Thuần Lương nói, hắn không có bắt chuyện không có nghĩa là hắn đồng bọn không có bắt chuyện, hắn không có hạ dược, cũng không có nghĩa là hắn đồng bọn không có hạ dược. Một tên khác cảnh sát trẻ tuổi nói, người đến có chứng cứ a, lời không thể nói lung tung. Hứa Thuần Lương nói, chứng cứ cần muốn các ngươi đi thăm dò a, cái này không phải là của các ngươi chức trách sao? Họ Lưu cảnh sát nói, chúng ta đương nhiên sẽ tra, hiện tại chúng ta chủ yếu là hiểu rõ ngươi cùng Vương Tắc Cường đánh lộn sự tình, hy vọng ngươi làm một cái nói rõ chi tiết. Video nhưng để tỏ rõ, là hắn nhiều lần công kích ta. Ta là tại không thể nhịn được nữa tình huống dưới mới hoàn thủ, ta là phòng vệ chính đáng. Họ Lưu cảnh sát cười lắc đầu nói, người đối luật pháp hiểu rõ còn chưa đủ, ẩu đả không phòng vệ, hiện tại muốn nhìn Vương Tắc Cường nghiệm thương kết quả, Hứa Thuần Lương đồng chí, người tuyệt đối không nên coi là đây chỉ là một chuyện nhỏ, luật pháp của ngươi quan niệm quá bạc nhược. Lúc này điện thoại di động của hắn vang lên, tiếp thông điện thoại về sau, mặt cũng thay đổi, cái gì? Hứa Thuần Lương cười tủm tỉm nhìn lấy bọn hắn, làm sao? Vương Tắc Cường có phải hay không lại đánh người rồi? Họ Lưu cảnh sát một mặt mộng bức, người này hẳn là có biết trước chi năng. Hắn làm sao biết Vương Tắc Cường lại đánh người rồi? Mà lại lần này đánh cho là nhân viên y tế, còn có cùng đi nghiệm thương cảnh sát. Hứa Thuần Lương nói, con hàng này chính là cái chó dại, bắt ai cắn ai, các ngươi cũng phải cẩn thận một chút, hắn tự cho là có người làm chỗ dựa, chưa chừng liền các ngươi cũng dám đánh. Họ Lưu cảnh sát nói, nhỏ đồng chí A, người cũng không cần cho chúng ta quan tâm, về sau học thêm chút pháp, tăng cường pháp luật ý thức, có một số việc bản đến chính mình chiếm lý, nhưng bởi vì xử lý bất đương ngược lại biến chủ động là bị động. Hứa Thuần Lương đưa hai vị cảnh sát đi ra ngoài, vừa vặn Mai Như Tuyết cũng đi tới Đông Châu tiệm cơm, đưa mắt nhìn hai tên cảnh sát rời đi, Mai Như Tuyết đẩy cửa xe ra xuống xe, đi vào Hứa Thuần Lương trước mặt, tìm làm phiền ngươi. Hứa Thuần Lương cười nói, không có chuyện, người ta liền là giải quyết việc chung, tìm hiểu một chút tình huống. Mai Như Tuyết nói nghe một chút, tối hôm qua tình huống như thế nào. Hứa Thuần Lương nói, đều chuyện quá khứ, không đề cập nữa. Lúc này Phổ Kiến gọi điện thoại tới, để Hứa Thuần Lương tranh thủ thời gian nhìn video, thừa dịp hiện tại video vẫn còn, chờ một lát nữa chưa chừng toàn bộ đều phải loại bỏ. Hứa Thuần Lương ấn mở hắn cho đến kết nối. Phía trên lại là Vương Tắc Cường tại bệnh viện ẩu đả nhân viên y tế video, một cảnh sát đi qua ngăn cản kết quả cũng làm cho hắn một quyền thả ngã xuống đất, khoan hãy nói, tiểu tử này thân thủ thật đúng là không phải là dùng để trưng cho đẹp, bình thường 3 năm cái tráng hán không tới gần được. Hắn đem video cho Mai Như Tuyết nhìn, Mai Như Tuyết sau khi xem xong cũng là rất cảm thấy kinh ngạc, bởi vì xuất thân duyên cớ nàng cùng Vương gia không quen, đối Vương Tắc Cường cũng không ăn ý, nhưng là dựa vào qua đi gặp qua mấy lần ấn tượng. Vương Tắc Cường chí ít ở ngoài mặt phi thường ôn tồn lễ độ. Trong video Vương Tắc Cường đơn giản chính là một cái thô bỉ mãng phu. Theo lý thuyết Vương gia tử đệ tại công chúng trường hợp không đến mức như thế, Mai Như Tuyết nhíu mày, Vương Tắc Cường náo một màn này chỗ tốt lớn nhất chính là tướng tiêu điểm từ Hứa Thuần Lương ẩu đả trung chuyển rời. Hứa Thuần Lương cười nói, khó trách hôm qua hắn cái dạng này, nguyên lai là bị bệnh chó điên. Mai Như Tuyết nói, hắn lại gây chuyện không có nghĩa là ngươi không có việc gì. Hứa Thuần Lương nói, nhìn dáng vẻ của hắn giống như chó điên a, ta nghe nói hắn là ngươi biểu đệ, ngươi muốn cách hắn xa một chút. Mai Như Tuyết trừng mắt liếc hắn một cái nói, ngươi nghe ai nói? Trong lòng đã đoán được hắn là nghe Mặc Hàm nói đến. Hứa Thuần Lương nói, chúng ta không đàm luận những chuyện này không chuyện vui, thật vất vả mới gặp mặt một lần, xem phim đi thôi. Mai Như Tuyết nói, ngươi còn có tâm tình xem phim.
Hứa Thuần Lương nói, lúc đầu tâm tình không tốt, nhưng nhìn đến ngươi cái gì phiền não cũng bị mất. Mai Như Tuyết nói, trong miệng ngươi không có lời nói thật, lên xe đi. Đi chỗ nào? Gia gia của ta muốn gặp ngươi. Hứa Thuần Lương sửng sốt, quá đột nhiên đi, ta cái này cũng không có điểm chuẩn bị, ngươi chờ một chút a, ta đi chuyển dương bổ rượu cho lão gia tử đưa qua. Mai Như Tuyết nói, tỉnh lại đi, là phúc là họa còn không biết. Hứa Thuần Lương nói, lần đầu đến nhà tay không không tốt a. Mai Như Tuyết nói, tay không tốt nhất. Vậy ta liền tay không bộ ngươi cái này con cừu trắng nhỏ. Hứa Thuần Lương trước đây từng có đến thăm Diệp lão kinh lịch, cho nên đối cao tầng nhà tình trạng nhiều ít có chuẩn bị tâm lý, Mai Như Tuyết để hắn không cần khẩn trương, trong nhà ngoại trừ gia gia cũng không có người khác. Đi vào Kiều gia thời điểm chính vào hoàng hôn, Mai Như Tuyết dừng xe ở trước cửa chỗ đậu, đến thời điểm bên cạnh chỗ đậu đã ngừng một chiếc Audi A8. Hứa Thuần Lương nhỏ giọng nói, không phải không người sao? Mai Như Tuyết nhìn thoáng qua biển số xe, trong lòng khẽ giật mình, chiếc xe này là Vương Tư Hiên, hắn sao lại tới đây? Không phải oan gia không gặp gỡ, Hứa Thuần Lương hiện tại tới vừa vặn cùng hắn đối đầu. Mai Như Tuyết cũng không muốn gặp Vương gia nhân, đang định mang Hứa Thuần Lương đi xung quanh đi dạo thời điểm, nhìn thấy Vương Tư Hiên từ bên trong ra, bởi vì chính diện gặp được, tránh cũng không kịp. Vương Tư Hiên nhìn thấy Mai Như Tuyết, chủ động hô, Tiểu Tuyết, về đến rồi. Ánh mắt của hắn rơi vào Hứa Thuần Lương trên thân, một chút liền nhận ra tiểu tử này chính là đánh nhi tử cái tát cái kia. Mai Như Tuyết nói, Vương thúc thúc tốt, bọn hắn lẫn nhau đều không thích đối phương, nhưng là mặt ngoài cũng không thể mất cấp bậc lễ nghĩa. Vương Tư Hiên không có phản ứng Hứa Thuần Lương, trực tiếp lên xe, để lái xe rời đi. Mai Như Tuyết đưa mắt nhìn chiếc xe kia đi xa, thở dài nói, người đánh cho Vương Tắc Cường chính là hắn nhi tử bảo bối. Hứa Thuần Lương nói, cặn bã. Mai Như Tuyết đánh hắn cánh tay một chút, nhỏ giọng nói, tại trước mặt gia gia chớ nói lung tung. Đi vào Hứa gia lầu nhỏ, nghe được một cỗ canh gà hương khí, trong phòng bếp vang lên kiều lão âm thanh vang dội, Tiểu Tuyết trở về, chờ một lúc nếm thử ta tự tay cho ngươi hầm đến canh gà. Hứa Thuần Lương nghe được thanh âm này có chút quen thuộc, nhìn thấy từ trong phòng bếp đi ra lão nhân, lập tức tê cả da đầu, Mai Như Tuyết gia gia lại là mình tại Đông Châu khu mỏ quặng ngẫu nhiên gặp kiều lão. Kiều lão cười tủm tỉm nhìn qua Hứa Thuần Lương nói, Tiểu Hứa a, làm sao? Ngươi không biết ta rồi. Mai Như Tuyết mới là nhất là kinh ngạc một cái, ngạc nhiên nhìn qua gia gia, lại nhìn một chút Hứa Thuần Lương, làm sao? Các ngươi gặp qua. Kiều lão cười nói, gặp qua, lần trước tại Đông Châu, ta đi khu mỏ quảng tảo mộ thời điểm, vừa vặn gặp bọn hắn hai cha con, ta còn đi qua hồi xuân đường uống trà đâu. Mai Như Tuyết thầm than gia gia đa mưu túc trí. Nguyên lai hắn đã sớm gặp qua Hứa Thuần Lương. Hứa Thuần Lương thầm than kiều lão gia tử già nữ làm cự hoạt, biết rất rõ ràng mình cùng Mai Như Tuyết quan hệ lại thâm tàng bất lộ, về sau còn đem hai người bọn họ ngạnh sinh sinh cho tách ra, lão gia tử có chút không tử tế a, thua thiệt ta lúc đầu đối ngươi tốt như vậy, lại dẫn đường cho ngươi lại đưa ngươi rượu. Kiều lão hướng Hứa Thuần Lương nói, ăn cơm không? Hứa Thuần Lương lắc đầu. Kiều lão nói, Tiểu Tuyết cũng không có sớm nói. Trong nhà cũng không có gì chuẩn bị. Hứa Thuần Lương nói, ngài đừng lấy ta làm ngoại nhân là được. Mai Như Tuyết nói, ta đi phòng bếp nhìn xem. Nàng đi trước cho Hứa Thuần Lương rót chén trà, để hắn lưu lại bồi gia gia nói chuyện phiếm, đối Hứa Thuần Lương khẩu tài nàng vẫn là yên tâm. Kiều lão nói, để ngươi Dương Di nhiều xào hai cái đồ ăn. Kiều lão quan sát một chút Hứa Thuần Lương, ngồi a, đừng ngốc đứng. Hứa Thuần Lương các loại kiều lão ở trên ghế salon ngồi xuống, mới đi ngồi xuống một bên, trong lòng tính toán kiều lão hôm nay đem mình gọi tới mục đích, trước đây hắn đem Mai Như Tuyết từ Nam Giang đột nhiên triệu hồi, liền chứng minh hắn đối với mình cũng không hài lòng. Mình vừa mới lại đem hắn thân thích nhà hài tử đánh, lần này đoán chừng ấn tượng thì càng kém. Đến kiều lão loại này đẳng cấp, nghĩ từ trên mặt hắn nhìn ra yêu ghét quá khó khăn, kiều lão bưng từ bản thân tráng men trà vạc nhấp một ngụm trà. Hứa Thuần Lương trong lòng tự nhủ kiều lão sinh hoạt rất đơn giản, lớn tách trà bên trong ngâm đến cũng không phải cái gì tốt trà, chính là phổ thông hoa nhài. Mai Như Tuyết cho hắn ngược lại đến cái này chén trà ngược lại là thượng phẩm kỳ cửa hồng trà, Hứa Thuần Lương nhấp một hớp hồng trà nói, kiều lão, ta lần này tới vội vàng, cũng không cho ngài già mang lễ vật. Kiều lão nói, ta thật không nghĩ muốn lễ vật của ngươi, ngươi không nhớ thương đồ của nhà ta liền cảm ơn trời đất. Hứa Thuần Lương nghe ra hắn trong lời nói có hàm ý, đây là nói Mai Như Tuyết đâu,
nhưng lão gia tử đánh cho cái này so sánh không thỏa đáng, Mai Như Tuyết nhưng không phải thứ gì, là bảo bối. Kiều gia nếu là không làm bảo, ta liền đem nàng cho thuận đi. Hứa Thuần Lương cố ý nói, Kiều lão, ngài sẽ không phải coi ta là tặc xem đi. Kiều lão cười ha hả, chính ngươi nói, trên đời này tặc phân hai loại, hơn phân nửa đều là có tặc tâm không có tặc đảm. Hứa Thuần Lương nói, ngài cảm thấy ta thuộc về loại kia. Kiều lão tướng lớn tách trà bưng trong tay, ánh mắt thâm thúy đánh giá Hứa Thuần Lương nói, ngươi là tặc đảm bao thiên A. Tiểu Tuyết biểu đệ ngươi cũng đánh. Hứa Thuần Lương nói, ta trước khi đánh hắn thật không biết cái tầng quan hệ này. Nếu như biết đây, Hứa Thuần Lương nói, còn phải đánh, có loại người là không đánh không nhớ lâu, ta đánh hắn nhưng thật ra là cứu được hắn. Kiều lão trong lòng tự nhủ tiểu tử này gan lớn A, ở trước mặt ta còn dám nói thế với, bất quá hắn ngược lại là thưởng thức tiểu tử này dám làm dám chịu tính cách. Người sống trên đời phải học được có thể duỗi có thể khuất, giải quyết vấn đề phải để ý sách lược, không thể một vị áp dụng bạo lực, nếu như trên thế giới này hết thảy vấn đề đều có thể dùng bạo lực giải quyết, như vậy nhân loại chỉ cần chiến tranh liền tốt, căn bản không cần gì ngoại giao. Hứa Thuần Lương nói, Tiểu Tuyết liền thường nói ta hữu dũng vô mưu, ta cũng thường xuyên kiểm điểm mình, kỳ thật có một số việc ta là có thể khai thác thủ đoạn, nhưng là ta luôn cảm thấy vẫn là gọn gàng dứt khoát phương pháp càng hả giận. Kiều lão trong lòng tự nhủ ngươi không phải hữu dũng vô mưu, ngươi là ưa thích dùng dương mưu A. Vừa mới Vương Tư Hiên đến nhà cũng không phải là vì muốn thuyết pháp, mà là đạo xin lỗi, hắn ý thức được tại Kiều Như Long an bài bên trên đã đắc tội Kiều lão, cho nên trước tiên tới làm mặt hướng Kiều lão thừa nhận sai lầm. Nếu như vẻn vẹn là Kiều Như Long sự tình, Kiều lão có lẽ sẽ còn cho hắn một cơ hội, nhưng là Vương Tắc Cường cùng Hứa Thuần Lương ẩu đả sự kiện, Vương Tư Hiên cũng không có cho hắn mặt mũi. Kiều lão thông qua hai chuyện này, thấy rõ Vương Tư Hiên đã không còn đem mình để vào mắt, cho là mình lui ra đến không dùng được mình. Đều nói quá tam ba bận, tại Kiều lão nơi này, một người là không cho phép có lần thứ ba phạm sai lầm cơ hội. Uông Chính Đạo phạm sai lầm, Uông lão kịp thời mất bò mới lo làm chuồng, từ hắn ra mặt là Kiều Như Long nhậm chức trải bằng con đường, nếu như không có thành ý như vậy, Kiều lão đồng dạng sẽ không cho cái này bạn nối khố mặt mũi. Hắn sớm đã tiếp nhận lui ra tới hiện thực, người khác như thế nào đối đãi hắn cũng không đáng kể, dù sao trên đời này tình người ấm lạnh hắn đã nhìn thấu, nhưng là có chút nhận qua hắn ân huệ người là không có tư cách cho hắn sắc mặt. Ta lúc đầu có thể bồi dưỡng các ngươi, ta hiện tại đồng dạng có thể để các ngươi xuống ngựa. Kiều lão suy tính được so đa số người muốn lâu dài, có một số việc hắn không có trực tiếp ra mặt nguyên nhân không phải bận tâm mặt mũi, mà là khinh thường. Coi như không có Hứa Thuần Lương cùng Vương Tắc Cường xung đột, Kiều lão cũng phải cấp Vương Tư Hiên một cái khắc sâu giáo huấn, từ một điểm này tới nói, Hứa Thuần Lương trước mặt mọi người ẩu đả Vương Tắc Cường sự kiện xuất hiện đến vừa đúng. Kiều lão hỏi Hứa Thuần Lương lần này tới kinh nguyên nhân. Hứa Thuần Lương hơi cân nhắc một chút, vẫn là lấy hết dũng khí nói, thực không dám giấu giếm, ta là tới tìm Tiểu Tuyết. Kiều lão nói, nghe ngữ khí của ngươi giống như đối với chúng ta Kiều gia có chút oán niệm đâu. Hứa Thuần Lương cảm giác đến ngữ khí của mình không có vấn đề. Là Kiều lão cho là mình đối Kiều gia có oán niệm, hắn hướng Kiều lão cười cười. Kiều lão nói, không dám nói. Hứa Thuần Lương nói, muốn nói oán niệm thật là có. Kiều lão nở nụ cười, nói nghe một chút. Hứa Thuần Lương nói, hiện tại cũng niên đại gì, ta cùng Tiểu Tuyết tình cảm giống như không tới phiên trong nhà can thiệp a. Kiều lão nói, nếu như ngươi có cái nữ nhi bảo bối, nàng đến yêu đương tuổi tác, ngươi có thể làm được chẳng quan tâm, buông xuôi bỏ mặc sao? Hứa Thuần Lương bị Kiều lão cho đang hỏi, nếu quả thật rơi trên người mình khẳng định cũng phải giúp đỡ trưởng trưởng nhãn, nếu như mình thấy ngứa mắt, chỉ sợ giết tiểu tử kia tâm đều có đi. Kiều lão nói, không trải qua người khác khổ, chớ khuyên hắn người thiện. Như trải qua người khác khổ, chưa chắc có hắn thiện. Hứa Thuần Lương nhấp một hớp hồng trà nói, ngài quá khứ là làm tư tưởng công tác a. Tại sao ta cảm giác ngài tại cho ta tẩy não đâu? Kiều lão mỉm cười nói. Đó chính là ngươi cũng thừa nhận ta nói rất có đạo lý, làm cha làm mẹ ai cũng muốn cho con cái tìm một cái hiểu rõ môn đăng hộ đối bạn lữ, ngươi hẳn là không biết, tại Tiểu Tuyết khi còn bé, ta cùng một vị lão bằng hữu liền là hai đứa bé định ra hôn ước. Hứa Thuần Lương đoán được là Uông Kiến Thành, Hứa Thuần Lương nói, đều thời đại nào, ngài không đến mức còn làm ép xuyên kia một bộ đi. Kiều lão nói, kỳ thật bên người chúng ta có quá bao giải bối tham gia hôn nhân lý trí, bọn hắn cũng đều rất hạnh phúc. Trong nhà của hắn liền có thành công ví dụ, cháu trai Kiều Như Long cùng cháu dâu Diệp Thanh Nhã.
Bất quá Kiều lão chợt nhớ tới con của mình Kiều Viễn Sơn, nội tâm một trận nhói nhói. Hạnh không hạnh phúc chỉ có người trong cuộc tự mình biết. Hứa Thuần Lương nói xong hướng Kiều lão áy náy cười nói, ta nói thẳng, ngài đừng nên trách. Kiều lão thầm nghĩ, Hứa Thuần Lương dù sao tuổi trẻ. Kỳ thật người sống trên đời, tình yêu cũng không là trọng yếu nhất, nếu như chỉ vì tình yêu, chỉ vì tiểu gia còn sống vậy liền quá ích kỷ, một cái có cái nhìn đại cục người muốn lòng mang đại ái, khi tất yếu có thể vì gia tộc, vì quốc gia hy sinh tự thân lợi ích, điểm này Hứa Thuần Lương khả năng vĩnh viễn cũng sẽ không lý giải, nhưng là hắn hy vọng Hứa gia con cháu có thể lý giải. Kiều lão nói, người là tại không ngừng thành thục, nhất gia đình ổn định quan hệ nên là xây dựng ở song phương bình đẳng lại cộng đồng tiến bộ tiền đề bên trên. Nếu như đã mất đi cân bằng, loại quan hệ này chú định không thể bền bỉ. Tiểu Hứa, ta đối với ngươi không có bất kỳ cái gì thành kiến, ta cũng sẽ không phản đối ngươi cùng Tiểu Tuyết lui tới, ta chỉ là hy vọng các ngươi có thể lý trí một điểm, thả chậm một chút bước chân, thấy rõ mình đồng thời cũng tốt hơn giải một chút đối phương. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu, tạ ơn ngài lý giải. Kiều lão mỉm cười nói, cũng hy nhìn các ngươi đối ta nhiều một ít lý giải. Lúc này Mai Như Tuyết tới để bọn hắn đi ăn cơm. Kiều lão để nàng cho Kiều Như Long gọi điện thoại, lúc đầu nói xong Kiều Như Long hai cái muốn trở về, chẳng biết tại sao đến bây giờ còn không có xuất hiện. Mai Như Tuyết còn không có gọi điện thoại, Diệp Thanh Nhã đã đến, Kiều Như Long lúc đầu cùng với nàng cùng đi, bất quá nửa đường tiếp vào mẫu thân Vương Tư Tề điện thoại, tiến đến nhà cậu bên trong, nghe nói Vương Tắc Cường hôm nay tại bệnh viện ẩu đả nhân viên y tế về sau cảm xúc từ đầu đến cuối kích động, đánh chấn định Tề vừa mới đưa về nhà bên trong. Bệnh viện hoài nghi tinh thần hắn có vấn đề, đề nghị tiến hắn đi bệnh viện tâm thần làm kiểm tra, là Vương Tư Hiên kiên trì đem hắn mang về nhà. Bọn hắn Vương gia không có bệnh tâm thần sử, nhi tử thân thể vẫn luôn rất khỏe mạnh. Kiều lão đối Vương Tắc Cường sự tình hứng thú không lớn, cùng Hứa Thuần Lương trò chuyện khởi Đông Châu chuyện cũ, trò chuyện phi thường vui vẻ. Mai Như Tuyết nhìn ở trong mắt vui ở trong lòng, gia gia mặc dù không có đối bọn hắn kết giao minh xác biểu thị đồng ý, nhưng ít ra đã không phản đối. Người một nhà vui vẻ hòa thuận lúc ăn cơm, Kiều Như Long cho Mai Như Tuyết gọi điện thoại tới, hắn để Mai Như Tuyết rời tiệc đi một bên nói chuyện. Mai Như Tuyết rời đi phòng ăn, ca, sự tình gì a? Kiều Như Long thấp giọng nói, Hứa Thuần Lương có phải hay không bác sĩ? Mai Như Tuyết nói, hắn không phải. Kiều Như Long nói, ngươi đừng giấu giếm ta, biểu diễn chuyện sẽ xảy ra, tẩu tử ngươi đều nói cho ta biết. Mai Như Tuyết nói, ngươi hẳn là hiểu lầm. Hắn chỉ là xuất thân trung y thế gia, hiện tại mặc dù tại bệnh viện, nhưng xử lý chính là hành chính quản lý công việc. Kiều Như Long nói, Tắc Cường như bị điên, miệng đầy mê sảng, gặp người liền công kích, người hỏi hắn có không có cách nào. Mai Như Tuyết trong lòng âm thầm kỳ quái, đại ca làm sao lại nghĩ tìm Hứa Thuần Lương. Mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng đại ca mở miệng, tổng không tiện cự tuyệt, trở lại phòng ăn, đem Hứa Thuần Lương kêu lên, đem Vương Tắc Cường tình huống hiện tại nói. Hứa Thuần Lương nói, hắn làm sao lại nghĩ đến ta? Mai Như Tuyết nói, ta cũng không biết, đoán chừng là đại ca đề cử. Đại ca đối Hứa Thuần Lương y thuật lại không hiểu rõ, khẳng định là đại tẩu nói với hắn, nhưng chuyện này vẫn là kỳ quặc, lấy Vương gia quan hệ có thể tìm được trong nước tốt nhất chữa bệnh tài nguyên, vì sao lựa chọn tìm đến Hứa Thuần Lương? Hứa Thuần Lương nói, ta đích xác có biện pháp, nhưng là ta không muốn đi. Mai Như Tuyết đoán được hắn 89 phần 10 muốn mượn lấy chuyện này cả Vương gia, dù sao nàng cũng không thích Vương gia, càng không muốn Hứa Thuần Lương cái này tranh vào vũng nước đục, đem Hứa Thuần Lương chuyển cáo cho đại ca. Các loại Mai Như Tuyết trở về, không nghĩ tới Hứa Thuần Lương đã đem chuyện này cho bàn giao, người này rõ ràng là có chủ tâm cố ý, hướng Kiều lão thỉnh giáo nói, Kiều lão, ngài nói ta là đi đâu vẫn là không đi. Kiều lão làm sao có thể nhìn không ra hắn điểm này nhỏ cửu cửu. Tiểu tử này nhưng đủ xảo quyệt, trực tiếp đem nan đề vung cho mình, nếu như mình không biểu lộ thái độ, đó chính là không đồng ý hắn đi, nếu như mình để hắn đi Vương gia vạn nhất chỉnh ra cái nguy hiểm tính mạng đến, trách nhiệm khẳng định phải đẩy cho mình, tiểu tử này lại dám xáo lộ mình, thật coi ta già nên hồ đồ rồi. Kiều lão nói, thứ quái bệnh này ngươi có trị hay không tốt? Diệp Thanh Nhã nhìn Hứa Thuần Lương một chút, dù sao nàng là tin tưởng. Phụ thân mặt đơ di chứng chính là Hứa Thuần Lương xuất thủ giải quyết, Adele buổi hòa nhạc đột nhiên ù tai cũng là hắn diệu thủ hồi xuân, đừng nhìn Hứa Thuần Lương mặt ngoài bất cần đời, nhưng người này thật được xưng tụng là thâm tàng bất lộ. Hứa Thuần Lương nói, hắn đây chỉ là bệnh vặt thôi, ta cho hắn đâm mấy châm liền tốt.
Kiều lão nhìn thấy hắn nói đến lòng tin tràn đầy, lạnh nhạt cười nói, đi hoặc không đi toàn nhìn ngươi tâm tình của mình. Tiểu tử ngươi đừng kéo ta xuống nước, không quan hệ với ta. Hứa Thuần Lương nói, mâu thuẫn a, kỳ thật cứu hắn cũng được, bất quá ta không có giấy phép hành nghề y, ta lo lắng cứu được hắn về sau, người ta không những không lĩnh tình, còn có thể sẽ lấy oán trả ơn, đối với chuyện này làm văn chương. Diệp Thanh Nhã nghe được trong lòng giật mình, không có giấy phép hành nghề y. Vậy hắn lúc trước làm sao dám cho ta cha chữa bệnh? Bất quá nghĩ lại, Hứa Thuần Lương nói chuyện chưa hẳn có thể tin. Lúc này Mai Như Tuyết điện thoại lại vang lên, vẫn là điện thoại của đại ca, nàng bất đắc dĩ thở dài. Hứa Thuần Lương nói, xem ở ngài già mặt mũi của người ta bên trên, ta còn là đi một chuyến. Kiều lão đầy cõi lòng thâm ý nhìn qua tiểu tử này, người đây là cưỡng ép bắt cóc a, nhìn thấy ta không tiếp chiêu, người trói đều muốn đem ta cái lão nhân này trói cùng một chỗ, người không phải xem ở ta trên mặt mũi, là người vốn là muốn đi. Diệp Thanh Nhã có chút muốn cười, chưa từng thấy qua có ai dám như thế đối đãi lão gia tử. Mai Như Tuyết chuẩn bị ra ngoài nghe, Hứa Thuần Lương nói, người nói với hắn, ta có thể chỉ hết kia tiểu vương bát đản, bất quá tìm người xem bệnh đến có chút thành ý, để hắn lão tử tự mình đến tiếp ta. Mai Như Tuyết trợn mắt hốc mồm, nàng đương nhiên biết rõ Hứa Thuần Lương trương dương tính tình, nhưng khi lấy ra ra bột mắng Vương Tắc Cường là tiểu vương bát đản, còn muốn cho Vương Tư Hiên tự mình tới mời, cái này giống như có chút cao điệu, hy vọng ra ra không nên tức giận. Kiều lão khắp không trải qua thầm nghĩ, đã nghĩ mời người hỗ trợ xem bệnh, hoàn toàn chính xác muốn xuất ra mấy phần thành ý. Hắn bỗng nhiên cảm giác được Vương Tắc Cường lần này phát bệnh hẳn là cũng không phải là ngẫu nhiên, chẳng lẽ nói ngay từ đầu Hứa Thuần Lương liền lưu lại hậu chiêu. Khó trách hắn dám trêu chọc Vương gia, tiểu tử này thủ đoạn thật đúng là có chút đối tính tình của mình. Nếu thật là như thế, đó chính là nói Vương Tắc Cường bệnh điên là hắn tạo thành, một người có thể trưởng khống người khác trạng thái tinh thần đi qua chỉ là nghe nói qua, còn chưa bao giờ thấy qua. Sau 40 phút, Vương Tư Hiên tự mình đến Kiều gia. Mấy giờ trước hắn đã từng cùng Hứa Thuần Lương đối diện gặp lại, nhưng là hắn cũng không có phản ứng tiểu tử này, bây giờ lại muốn vì bệnh tình của con trai không thể không nuốt giận vào bụng đến đây cung thỉnh, thật ứng với thường nói một câu nói, hôm nay ngươi đối ta hờ hững lạnh lẽo, ngày mai ta để ngươi không với cao nổi. Kiều Như Long được bổ nhiệm làm hoa đầu kiểm tra kỷ luật tổ giám sát tổ trưởng, đảng ủy ủy viên, hắn lấy phương thức như vậy tiến vào hoa đầu, đã là Kiều lão đối Vương Tư Hiên không chút lưu tình đánh mặt. Vương Tư Hiên hiện tại mới nhận thức đến Kiều lão thủ đoạn, mấy giờ trước hắn đến nhà là vì hướng Kiều lão xin lỗi, hy vọng lão gia tử có thể tha thứ mình, hiện tại hắn lại nên vì nhi tử đi cầu Hứa Thuần Lương. Vương Tư Hiên bắt đầu minh bạch, cái gọi là hoa đầu đại đương gia tại Kiều lão trước mặt cái rắm cũng không bằng, lúc trước người ta có thể đem mình nâng lên ngựa, hiện tại liền có thể tướng mình đánh rất bụi bặm, kỳ thật hắn là không muốn hạ thấp tư thái hướng một cái vãn bối cầu y, nhưng là bạn tốt của hắn. Y học Trung Quốc đại sư Trương Bác Húc đánh giá ra Vương Tắc Cường không phải phổ thông điên, mà là bị người chế trụ huyệt đạo, cởi chuông phải do người buộc chuông. Nếu như không phải không còn cách nào khác, Vương Tư Hiên cũng sẽ không tới cầu một tên mao đầu tiểu tử. Vương Tư Hiên đến thời điểm, Kiều lão đi thư phòng, có né tránh ý tứ, cũng có không muốn gặp hắn ý tứ. Kiều Như Long cùng đi Vương Tư Hiên đến đây. Bọn hắn đến thời điểm, Hứa Thuần Lương đang cùng Mai Như Tuyết. Diệp Thanh Nhã ở phòng khách uống trà, Mai Như Tuyết tâm tình thật tốt, nàng nhìn ra được, Hứa Thuần Lương đêm nay biểu hiện hẳn là thắng được ra ra hảo cảm, Diệp Thanh Nhã cũng là hai người bọn họ cảm thấy cao hứng, cùng Hứa Thuần Lương đàm luận thư pháp, Hứa Thuần Lương tại thư pháp bên trên nhận biết để nàng cảm giác sâu sắc bội phục. Nhìn thấy Vương Tư Hiên đến, Mai Như Tuyết cùng Diệp Thanh Nhã đều đứng lên, Diệp Thanh Nhã nói, cứu cứu tới. Hứa Thuần Lương mặc dù cũng đứng dậy, bất quá hắn cũng không chào hỏi Vương Tư Hiên. Mà là hướng Kiều Như Long nói, Kiều tiên sinh tốt. Kiều Như Long nhẹ gật đầu, tướng Vương Tư Hiên giới thiệu cho hắn. Vương Tư Hiên chủ động hướng Hứa Thuần Lương vươn tay ra, Hứa bác sĩ, ta lần này đến nhà có việc muốn nhờ. Đều là người biết chuyện cũng không cần phải vòng vo. Hứa Thuần Lương nói, Vương tiên sinh, ta không phải bác sĩ, ta không có giấy phép hành nghề y. Vương Tư Hiên nói, Như Long vừa rồi đã đem tình huống hướng ta nói minh. Vẫn là khẩn cầu Hứa tiên sinh rời bước đi Hàn Xá là khuyển tử trần trị một chút. Vương Tư Hiên tư thái đã thả đủ thấp. Mai Như Tuyết nói, Thuần Lương có ý tứ là hắn không có làm nghề y tư cách, lo lắng chuyển đi sẽ bị người cài lên phi pháp làm nghề y mũ. Kiều Như Long nói, một chương giấy chứng nhận đại biểu không là cái gì, thầy thuốc nhân tâm, tin tưởng Hứa bác sĩ sẽ không thấy chết không cứu.
hắn nói như vậy ít nhiều có chút đạo đức bắt cóc ý tứ. Hứa Thuần Lương nói, ta không phải bác sĩ, không có gì thầy thuốc nhân tâm, cũng không có chăm sóc người bị thương nghĩa vụ, cái này Vương Tắc Cường nhân phẩm không tốt, ta là thật không muốn đi, nhưng Kiều lão không phải để cho ta hỗ trợ, ta không thể làm gì khác hơn là cung kính không bằng tuân mệnh. Suy cho cùng vẫn là đem Kiều lão gia tử cho buộc chung một chỗ. Tất cả mọi người nghe rõ, hắn là nhìn Kiều lão mặt mũi đi, nếu như đối phương dám can đảm ở hắn không có làm nghề y tư cách trong chuyện này làm văn chương, đó chính là lời oán trả ơn, chính là cùng Kiều lão không qua được. Vương Tư Hiên bị hắn ở trước mặt khó coi, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn khí thôn tiếng nói, tạ ơn. Mời. Hứa Thuần Lương bên trên Kiều như long xe, Mai như tuyết vốn định đồng hành, Hứa Thuần Lương lại không để cho nàng dùng đi. Mắt thấy Hứa Thuần Lương lên xe rời đi, Mai như tuyết vẫn còn có chút lo lắng, nhỏ giọng nói, ta còn là đi một chuyến tốt. Sau lưng truyền đến Kiều lão thanh âm, tiểu tử kia khéo léo, ngay cả ta cũng dám xáo lộ, ngươi lo lắng cái gì. Mai như tuyết cũng không biết ra ra khi nào ra, hắn không có giấy phép hành nghề y. Kiều lão nói, giấy chứng nhận loại vật này chỉ là cho người khác nhìn, vương gia không phải không biện pháp cũng sẽ không cúi đầu trước hắn. Kiều Như Long vừa lái xe, một bên dùng khóe mắt quét nhìn đánh giá Hứa Thuần Lương, thấp giọng nói, ngươi thật không có giấy phép hành nghề y. Hứa Thuần Lương nói, ta trên hồ sơ đều viết rõ ràng a, ta liền đại học đều không có trải qua ở đâu ra giấy phép hành nghề y. Kiều Như Long trong lòng tự nhủ con hàng này rõ ràng là ám chỉ mình điều tra hồ sơ của hắn, lạnh nhạt nói, là công khóa của ta không làm tốt. Hứa Thuần Lương nói, Kiều tiên sinh, ngài hướng vương gia đề cử ta. Kiều Như Long lắc đầu nói, không phải ta, y học Trung Quốc đại sư Trương Bác Húc là ta cứu cứu hảo bằng hữu, hắn cho Vương Tắc Cường nhìn một chút, cho rằng Vương Tắc Cường bệnh điên là bị người điểm trúng huyệt đạo gây nên. Ồ, cái này Trương Bác Húc ngược lại là có chút bản sự. Hứa Thuần Lương cái này mới biết được tiền căn hậu quả, hắn nói như vậy tương đương thừa nhận mình điểm Vương Tắc Cường huyệt đạo sự thật. Kiều Như Long trong lòng thầm than, khó trách muội muội nhìn chúng người này, thật sự là hắn có chút thủ đoạn. Kiều Như Long nói, ta còn tưởng rằng điểm huyệt môn công phu này chỉ tồn tại ở võ hiệp bên trong đâu. Hứa Thuần Lương nói, có quá nhiều Trung Hoa truyền thống văn hóa chôn vùi vào dòng sông lịch sử, ở trong đó liền bao quát võ học. Kiều Như Long nói, người biết điểm huyệt, cái kia hẳn là vị võ công cao thủ. Hứa Thuần Lương nói, tạm được, bất quá con người của ta chưa hề đều là người không phạm ta không phạm người, nếu ai đắc tội ta khẳng định phải để hắn nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Kiều Như Long nở nụ cười, lời này của ngươi là nói cho ta nghe đến a. Hứa Thuần Lương nói, ta nào dám a, ngài là tiểu tuyết ca ca, ta không nhìn tăng diện còn phải nhìn Phật diện đâu. Kiều Như Long thả chậm tốc độ xe, lái vào vương gia chỗ Hồng Liễu thư viện. Vương gia không khí ngột ngạt ngưng trọng, trong phòng khách y học Trung Quốc đại sư Trương Bác Húc lẳng lặng chờ Hứa Thuần Lương đến. Vương Tắc Cường là bị người chế trụ tốt điên huyệt chính là trải qua bên ngoài huyệt đạo, ở vào mệnh căn tử gốc rễ chỗ lõm xuống. Trương Bác Húc mặc dù hiểu được giải huyệt, nhưng là hắn rất nhanh liền phát hiện điểm huyệt thủ pháp phi thường kỳ quái, điểm huyệt người sử dụng thủ pháp không giống với phổ thông xoa bóp, ẩn chứa trong đó sáng tối khác biệt kinh lực. Bình thường tới nói nhân thể huyệt vị là một điểm, nhưng kỳ phản ứng khu là một mảnh, điểm huyệt người cũng không phải là trực tiếp đánh tới cái huyệt vị này bên trên, mà là sử dụng hai loại khác biệt kình pháp thẩm thấu lực thẩm thấu đến huyệt vị, phản ứng khu sẽ xuất hiện điểm huyệt công hiệu, một kình xuyên vào mấy đầu kinh lạc bên trên mấy cái huyệt vị. Lợi dụng dạng này thủ pháp điểm huyệt vô luận điểm kích bộ vị phải chăng có huyệt vị, một khi nội kình thẩm thấu đến đối phương thể nội, nội khí chỗ đi qua phàm bổ sung có huyệt vị phản ứng khu đều sẽ đưa đến điểm huyệt gây nên địch tác dụng. Dạng này thủ pháp điểm huyệt hiệu quả kéo dài thời gian càng dài, càng nan giải hơn mở, nếu như cưỡng ép giải huyệt, có lẽ sẽ thêm người trọng thương thương thế, nhất là tốt điên huyệt loại này bộ vị nhạy cảm, làm không tốt sẽ để cho Vương Tắc Cường không gượng dậy nổi, thậm chí cả đời không dục. Trương Bác Húc biết gặp được cao nhân, hắn nói cho Vương Tư Hiên, cởi chuông phải do người buộc chuông, Vương Tắc Cường bệnh điên coi như đi bệnh viện cũng trị không hết, nói xác thực không phải bệnh mà là bị người cho chế trụ huyệt đạo. Vương Tư Hiên tỉnh táo lại về sau trước hết để cho Kiều Như Long ra mặt mời Hứa Thuần Lương tới cho nhi tử giải huyệt. Nhưng Hứa Thuần Lương đưa ra để hắn tự mình đến nhà, nếu như không phải là vì nhi tử bảo bối, Vương Tư Hiên mới sẽ không hướng một cái vãn bối cúi đầu. Trong vòng một ngày, hai độ tiến về Kiều gia, Vương Tư Hiên cảm giác mình mặt mũi bị Kiều gia liên tục nghiền ép hai lần,
hắn thậm chí hoài nghi Hứa Thuần Lương chi như vậy cuồng vọng là bởi vì Kiều lão cho hắn chỗ dựa. Kiều Như Long mặc dù cho Cứu Cứu hỗ trợ, nhưng là hắn cũng không đồng tình Vương gia tao ngộ, ngược lại có chút cười trên nỗi đau của người khác. Hứa Thuần Lương vừa rồi một câu để hắn cảm giác sâu sắc cộng minh, nếu ai đắc tội hắn, hắn cũng nhất định phải làm cho đối phương nỗ lực giá cao thảm trọng, Cứu Cứu lại có thể thế nào, đã lựa chọn tiến vào hoa đầu, hắn mục tiêu kế tiếp chính là muốn đá đi Cứu Cứu thay vào đó. Không cho Kiều ra mặt mũi, chính là vong ân phụ nghĩa, cái này Cứu Cứu trong mắt hắn đã trở thành người dưng. Kiều Như Long cùng Hứa Thuần Lương đi vào Vương gia, Vương Tư Hiên đã trước bọn hắn một bước đến, việc quan hệ nhi tử khỏe mạnh. Vương Tư Hiên tự nhiên không dám có chút chủ quan. Trương Bác Húc cũng không nghĩ tới hạ thủ người trẻ tuổi như vậy, nhìn lên trước mắt vị này thanh niên anh tuấn, Trương Bác Húc ẩn giấu không được vẻ mặt kinh ngạc nói, là ngươi. Hứa Thuần Lương nghe Kiều Như Long giới thiệu đối phương, chủ động hướng Trương Bác Húc vươn tay ra, Trương lão sư tốt. Thái độ của hắn phi thường điệu thấp khiêm tốn. Trương Bác Húc cùng hắn nắm tay, thực khó tin tưởng. Cái này chừng 20 thanh niên thế mà ủng có như thế tinh diệu huyền bí thủ pháp điểm huyệt, mượn nắm tay thời cơ, quan sát một chút Hứa Thuần Lương bàn tay, mặt ngoài cũng nhìn không ra chỗ đặc thù. Vương Tư Hiên nói, làm phiền Hứa bác sĩ là khuyển tử giải huyệt. Hứa Thuần Lương mỉm cười nói, ta không phải bác sĩ, con trai của ngài tình huống ta còn không rõ ràng lắm, Trương lão sư cho là hắn là huyệt đạo bị chế sao. Trương Bác Húc nói, không sai, hẳn là bị người chế trụ tốt điên huyệt. Khả năng còn có cái khác huyệt đạo. Hắn đã hiểu rõ chuyện đã xảy ra, cho rằng Hứa Thuần Lương chính là cái điểm kia huyệt người, nhưng là ai cũng không có chứng cứ. Hứa Thuần Lương nói, Trương lão sư đã nói như vậy, hẳn là không sai, vì sao ngài không vì hắn giải huyệt. Trương Bác Húc nói, điểm huyệt người thủ pháp đặc thù, ta không dám thiện động. Hứa Thuần Lương nói, ngài đều bất lực, ta chỉ sợ cũng quá sức. Vương Tư Hiên nói, còn xin Hứa tiên sinh xem trước một chút khuyển tử tình trạng. Hứa Thuần Lương nói, ta khát nước. Vương Tư Hiên nhìn ra người này là cố ý cho hết thời gian, nhưng bây giờ có việc cầu người, cũng không tiện nói gì, mau để cho người đi cho hắn châm trà. Hứa Thuần Lương ngồi ở trên ghế salon, cùng Trương Bác Húc trò chuyện lên Vương Tắc Cường tình trạng, đặt tên là giải bệnh tình, kỳ thực kéo dài thời gian. Vương Tư Hiên hướng ra phía ngoài sinh Kiều Như Long nháy mắt, Kiều Như Long hỗ trợ thúc giục Hứa Thuần Lương nói. Tiểu Hứa, ngươi vẫn là xem trước một chút ta biểu đệ lại nói. Hứa Thuần Lương cố ý hướng Trương Bác Húc nói ra, Trương thầy thuốc, ta thấy thế nào hắn giống bị bệnh chó điên đâu.